Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 106. Làm sao đến nơi này? Là các ngươi quá tự cho là đúng, run rế vĩnh viễn chỉ là run rế. Âm Tuyệt trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, cái kia trưởng cương lực lượng lần nữa bạo tăng, chớp mắt liền đi tới Tu La Điện trên không, muốn đem Tu La Sơn bên trên tất cả mọi người oanh sát. Lăng Phong trong lòng hối hận vô cùng, hắn dốc hết toàn lực muốn trùng thiên mà lên, nhưng mà cả hai ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không phải đối phương đối thủ. Trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi sau đó, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mắt thấy Âm Tuyệt trưởng cương sắp vỡ nát Tu La Phong, đám người tâm đều nhảy tới cổ họng, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, tại sao bọn họ đều bị áp chế tu vi, mà Âm Tuyệt, vậy mà có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Ngươi nói không sai, run rế vĩnh viễn chỉ là run rế. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo hắc ảnh đột nhiên bay vọt lên, sau đó đám người chỉ thấy một đạo hào quang lóe lên, cái kia trưởng cương bỗng nhiên bạo tán mà ra, cuồng bạo năng lượng ba động bao phủ tứ phía bát phương. Người nào? Âm Tuyệt kêu sợ hãi, kinh ngạc nhìn xem bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào đối diện một đạo áo bào đen thân ảnh bên trên. Tiểu tử, ngươi tại sao có thể phát huy toàn bộ thực lực? Lão Tam, điện chủ, Lăng Phong đám người ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy không trung áo đen thân ảnh, hiển nhiên áo bào đen thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm. Ngươi đều có thể phát huy toàn bộ thực lực, tại sao ta không thể? Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. Hắn chính là người bố trận, tự nhiên siêu thoát tại trận pháp bên ngoài, nếu là trận pháp kia sư bố trí trận pháp, liền chính mình cũng bị trận pháp áp chế, cái kia thật là một cái ngu dốt. Hừ, coi như ngươi có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, vẫn phải là chết. Âm Tuyệt khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, diệt ta Thiên Âm Tông, U Vân Phủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại rốt cục cam lòng thi triển ra toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn xem đối diện Âm Tuyệt, âm thanh lạnh lùng nói, ta còn cho là ngươi có thể kiên trì đến lúc nào đâu. Ngươi đã sớm biết rõ ta đang ẩn giấu thực lực, Âm Tuyệt sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm, loại này bị người khác trưởng khống tư vị thật không tốt thụ. Đường đường cổ thần cảnh tiền kỳ thần tu cường giả, lại bị ta quạt hai bàn tay lại thờ ơ, nếu không phải là một thứ hèn nhát, thì chính là liền có mưu đồ, hiển nhiên ngươi thuộc về cái sau. Tiêu Phàm thần sắc hơi động. Hắn tự nhiên biết rõ Âm Tuyệt trước đó không có thi triển ra toàn bộ thực lực, đây là Tiêu Phàm nhiều năm chiến đấu tổng kết kinh nghiệm. Tiêu Phàm quạt hắn hai bàn tay, Âm Tuyệt vậy mà nhịn xuống không có mất đi lý tính, cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nói hắn là thứ hèn nhát, có thể Âm Tuyệt lại triệu hoán đến toàn bộ tông môn, cái này tuyệt đối không phải nhu nhược biểu hiện. Tương phản, mà là Âm Tuyệt cũng muốn thừa cơ cầm xuống đệ nhất thành. Sau đó thuận tiện chiếm lấy Phi Kiếm Môn cùng Lưu Vân Tông cùng mấy đại thế lực địa bàn mà thôi. Bất quá, Âm Tuyệt âm mưu Tiêu Phàm cũng không có quá mức quan tâm, bởi vì tất cả những thứ này đều tại hắn kế hoạch bên trong. Từ Âm Nguyên Lão Tổ dẫn người xuất hiện, Tiêu Phàm liền đã lại đánh Thiên Âm Tông chủ ý, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến thuận lợi như vậy. Biết rõ quá nhiều người, đều sẽ chết rất sớm. Âm Tuyệt lạnh lẽo nói, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Cổ thần cảnh tiền kỳ thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta không chỉ biết ngươi có mưu đồ, hơn nữa ta còn biết rõ, ngươi là ai một con chó. Tiêu Phàm thần sắc tự nhiên. Âm Tuyệt trước đó cố nhiên ẩn tàng thực lực, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng không có toàn lực ứng phó. Đối phó cổ thần cảnh tiền kỳ tu sĩ, hắn vẫn có nhất định tự tin. Đương nhiên, hắn Tiêu Phàm lớn nhất ỷ vào lại không phải cái này. Nghe được Tiêu Phàm lời nói. Âm Tuyệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi sở dĩ không nhìn cửu cung tỏa thần trận, cũng không phải ngươi đầy đủ cường đại, mà là ngươi tự ý nào đó đi lên nói cũng không phải ngươi, cho nên trận này đối với ngươi vô dụng, ta nói đúng à? Tiêu Phàm tiếp tục nói. Nói đến đây, Tiêu Phàm cười cười, lại nói, nhưng ngươi loại này công pháp, ta nhớ kỹ cùng thi luyện cổ kinh bên trên luyện thi phương pháp có chút tương tự. Mà thi luyện cổ kinh, hình như là Thiên Thi Tông Chấn Tông công pháp a. Ngươi, Âm Tuyệt nghe vậy, thân thể run lẩy bẩy. Hắn đột nhiên cảm giác, mình ở Tiêu Phàm trước mặt, vậy mà không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, tựa như bản thân tất cả bí mật bị Tiêu Phàm từng tầng gỡ ra, biến quang lưu lưu một dạng.
Không biết tại sao, nhìn thấy Tiêu Phàm hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, tựa như hết thảy đều bị Tiêu Phàm trưởng khống tại trong tay. Ngươi là như thế nào biết rõ? Thật lâu, Âm Tuyệt lúc này mới phun ra một câu. Ngươi hiện tại có phải hay không còn cảm thấy, ta diệt Thiên Âm Tông, U Vân Phủ sẽ không bỏ qua ta? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Âm Tuyệt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, ta đoán, U Vân Phủ hẳn là sẽ ban thưởng ta mới đúng, dù sao Thiên Thi Tông có vẻ như cùng U Vân Phủ là đối thủ một mất một còn. Đã ngươi đều biết, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Âm Tuyệt gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Hừ, cũng đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, làm Âm Tuyệt trưởng cương sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, một bóng người xinh đẹp lóe qua, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng bắn ra, một đạo lợi kiếm bắn ra. Âm Tuyệt thấy thế, biến sắc, bất quá trưởng cương lại không có bất luận cái gì thu hồi ý tứ. Ngược lại dùng hết toàn lực một trường vỗ ra. Oanh, một tiếng nổ vang, hai người trưởng cương cùng kiếm chỉ kịch liệt đụng vào nhau, hư không phát sinh vụ nổ lớn, Âm Tuyệt thân ảnh bay ngược mà ra, mà bóng người xinh xắn kia vẻn vẹn lui về phía sau ba bước. Thanh Dạ Vũ, Âm Tuyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn xem đối diện bóng hình xinh đẹp, sát ý lạnh như băng không thèm mảy may che giấu. Rất hiển nhiên, vừa mới xuất thủ người chính là Thanh Dạ Vũ. Nàng một mực đại trận bên ngoài chờ lấy, nguyên bản nàng là muốn thấy được kết quả cuối cùng. Có thể kết quả nàng không đợi được, đợi đến lại là Tiêu Phàm cùng Âm Tuyệt một đoạn kia đối thoại. Tại biết rõ Âm Tuyệt là Thiên Thi Tông nhóm người sau, Thanh Dạ Vũ giận dữ, căn bản không cần Tiêu Phàm mở miệng, nàng liền không nhịn được lập tức diệt Âm Tuyệt, đây cũng là Thanh Dạ Vũ xuất thủ nguyên nhân. Hiện tại người nghĩ giết người diệt khẩu, có vẻ như đã chậm. Tiêu Phàm nhìn xem đối diện Âm Tuyệt, thần sắc khá là nghiền ngẫm, từ đầu đến cuối, hắn đều đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Tí tí, không đúng, người mới vừa rồi là nghĩ liền Thanh Dạ Vũ đều cùng một chỗ giết, sau đó giá họa cho ta, mượn U Vân Phủ tay diệt ta, sau đó ngươi Thiên Âm Tông liền có thể biến mạnh hơn. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Tiểu tử, đều là ngươi. Âm Tuyệt lạnh lùng một tiếng, hắn con ngươi lộ ra giết người ánh mắt. Hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Thoại âm rơi xuống, hắn trên người hắc phụ cuồn cuộn cuồn cuộn, so sánh vừa rồi càng thêm nồng đậm, trong hắc phụ lộ ra một loại mục nát khí tức, so sánh trước đó, không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Thật mạnh thi khí, quả nhiên cùng Thiên Thi Tông thi luyện cổ kinh đồng nguyên. Quân Nhược Hoan cảm nhận được không chung cái kia cường đại khí tức, sắc mặt trầm xuống. Thiên vực chín phủ 13 tông, xếp hạng ngày thứ 3 thi tông. Hàn Lê toàn thân run rẩy, bờ môi có chút phát run. Nếu như Âm Tuyệt thực sự là Thiên Thi Tông người, cái kia Thiên Âm Tông chẳng phải là Thiên Thi Tông tại U Vân Phủ một con cờ. Tiêu Phàm hiện tại diệt Thiên Âm Tông, cũng chẳng phải tương đương với đắc tội Thiên Thi Tông. Nghĩ vậy, Hàn Lê trong lòng liền vô cùng lo lắng. Chết, một tiếng quát lớn, Âm Tuyệt hóa thành một vệt sáng thẳng hướng Tiêu Phàm, tốc độ giống như thiểm điện, trực tiếp xuyên qua Thanh Dạ Vũ ngăn cản. Lan, Tiêu Phàm sắc mặt đưa tay chính là một trường, điều động toàn thân lực lượng, cùng Âm Tuyệt đối kích cùng một chỗ, cùng lúc đó, hắn con người bỗng nhiên phun ra hai đoàn huyết hắc sắc hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ Âm Tuyệt. Nghiệp hỏa, Âm Tuyệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân trong nháy mắt bị nghiệp hỏa bao phủ, dùng hết toàn lực đẩy lui Tiêu Phàm, sau đó cực tốc hướng về chân trời lao đi. Cái này không gian cấm chế cố nhiên rất mạnh. Nhưng còn không có cường đại đến ngăn cản một cái cổ thần cảnh cường giả. Tiêu Phàm thu hồi bàn tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Âm Tuyệt, cũng không có truy xuống dưới, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem phía dưới, bình tĩnh nói Thiên Âm Tông, diệt. Thiên Âm Tông, diệt. Tiêu Phàm bình thản lời nói, lại giống như thiên âm đồng dạng quanh quẩn tại hư không, một câu liền gãy mất một tông tồn vong, hơn nữa hắn còn vẻn vẹn chỉ là một cái thiên thần cảnh. Phía dưới Quân Nhược Hoan đám người con ngươi toàn bộ đều rơi vào không trung đạo kia gầy yếu áo bào đen thân ảnh bên trên, kính như thần minh một dạng. Giờ phút này, Tiêu Phàm tại tất cả mọi người trong lòng địa vị vô hạn cất cao. Thanh Dạ Vũ cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết tại sao, nàng thân làm cổ thần cảnh cường giả, tại Tiêu Phàm cái này thiên thần cảnh trước mặt, đều cảm giác có chút hô hấp gấp rút. Thời gian dường như đứng im ở thời khắc này, trở thành vĩnh hằng một dạng.
Thật lâu, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, bốn phía sương mù chậm rãi tiêu tán, không gian cấm chế cũng chậm chậm biến mất. Về phần cửu cung tỏa thần trận áp chế, từ lúc Thanh Giả Vũ tiến vào thời khắc, Tiêu Phàm liền đã âm thầm triệt hồi, nếu không mà nói, Thanh Giả Vũ cũng không thể cùng Âm Tuyệt đối kháng. Đại trận triệt hồi, đệ nhất thành cảnh sắc tức khắc bại lộ đi ra, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều không cấm hít một hơi lạnh. Giờ phút này đệ nhất thành bên trong, xác chết trôi khắp nơi, máu chảy đầy đất, cụt tay cụt chân đâu đâu cũng có, trong không khí lộ ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Thiên Âm Tông người chết hết, đệ nhất thành bên ngoài, có người đột nhiên cả kinh kêu lên. Những người khác cũng tức khắc lấy lại tinh thần, bọn họ lưu ở nơi này, muốn nhìn xem đệ nhất thành là như thế nào hủy diệt, có thể kết quả lại hoàn toàn vượt qua bọn họ dự kiến. Thiên Âm Tông hơn vạn người, giờ phút này vậy mà một tên cũng không để lại, chết hết. Thiên Âm Tông tông chủ Âm Tuyệt, giống như từ cái phương hướng này trốn, hơn vạn người, chỉ có một người đào tẩu. Lại có người mở miệng, thanh âm kịch liệt run rẩy. Đây chính là Thiên Âm Tông A, tương đối cường đại tam lưu tông môn, lại bị một cái bất nhập lưu thế lực cho hủy diệt. Rất nhiều người vẫn như cũ không tin bản thân con mắt, còn coi là mình là một giấc chiêm bao một dạng. Ai, sớm biết rõ ta liền hẳn là lưu tại đệ nhất thành, cùng với cùng tồn vong, hiện tại bỏ qua cơ hội tốt nhất A. Người nào nói không phải đây, nếu là trước đó lưu tại đệ nhất thành, chúng ta cũng tất nhiên có thể trở thành đệ nhất thành tinh anh, bị thành chủ trọng dụng. Đáng tiếc, bỏ qua, liền không có. Bên ngoài thành tu sĩ hối hận không thôi, ai thanh thở dài, bọn họ cho rằng đệ nhất thành tất hủy diệt, cho nên không dám lưu tại đệ nhất thành, bị đặt xuống tham sống sợ chết nhãn hiệu. Hiện tại nếu như lần nữa gia nhập đệ nhất thành, đoán chừng cũng sẽ không bị đệ nhất thành coi trọng, mà những cái kia lưu tại đệ nhất thành người, lại là lệ nóng doanh trọng. Kích động không thôi, bọn họ không nghĩ đến bản thân vậy mà có thể sống sót. Bọn họ biết rõ, bản thân đánh cuộc đúng, về sau tất nhiên sẽ bị Tiêu Phàm trọng dụng, thậm chí nhất phi trùng thiên. Đệ nhất thành 7 ngày sau cử hành xây thành trì đại điển, rộng mời thiên hạ hào kiệt gia nhập. Đang lúc tất cả mọi người mê mang thời khắc, Tiêu Phàm thanh âm vang vọng tứ phương. Cái gì, chúng ta còn có thể gia nhập đệ nhất thành? Lần tiếp theo. Cho dù trời sập xuống tới, ta nhất định không trốn. Ta muốn gia nhập đệ nhất thành. Đệ nhất thành bên ngoài người nghe được Tiêu Phàm lời nói, tức khắc vui mừng khôn xiết, nhao nhao nghĩ đến gia nhập đệ nhất thành. Đệ nhất thành thực lực cũng đã tìm được chứng minh, nếu như gia nhập đệ nhất thành, tương lai cũng tất nhiên nhiều hơn một núi dựa lớn. Giờ phút này, Tu La Phong phía trên, Thanh Giả Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, thần sắc ngưng lại nhìn xem Tiêu Phàm nói, người muốn thành lập thế lực. Còn không trưng cầu ta U Vân Phủ đồng ý. Đa tạ thanh cô nương xuất thủ cứu giúp, Tiêu Phàm quay người nhìn về phía Thanh Dạ Vũ, hơi hơi thi lễ nói. Hừ, Thanh Dạ Vũ còn không có mở miệng, nàng sau lưng nha hoàn Tiểu Điệp liền hừ lạnh một tiếng, Tiêu Phàm trước đó thái độ vẫn như cũ để cho nàng 10 phần khó chịu. Tiêu Phàm lơ đễnh, cười cười nói Tiêu Mỗ chỉ là xây thành trì mà thôi, cũng không phải thành lập cái gì thế lực. Thanh Giả Vũ còn coi là Tiêu Phàm phục nhuyễn, nhưng mà, tiếp xuống một câu, kém chút nhường Thanh Giả Vũ nổi trận lôi đình. Bất quá Tiêu Mỗ vẫn là câu nói kia, ta nếu thành lập thế lực, đồng dạng không cần người nào đồng ý. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng tụ, trong mắt lộ ra vô tận phong mang. Thanh Giả Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, ngươi sẽ không sợ U Vân Phủ diệt ngươi đệ nhất thành. Lời này vừa nói ra, Lăng Phong, Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất, Thần Thiên Nghiêu đám người toàn bộ đều đạp không mà lên, đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Thanh Giả Vũ, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đương nhiên sợ, Tiêu Phàm lơ đến cười cười, khoát tay áo, ra hiệu đám người an tâm chớ vội, nói, bất quá, ta tin tưởng, trước đó ta có thể đào tẩu, chắc hẳn cái khác bát phủ thập nhị tông là vui lòng thu lưu ta. Ngươi dám uy hiếp ta, Thanh Giả Vũ mở chừng hai mắt. Tiêu Phàm cũng dám uy hiếp nàng, cái này khiến nàng phẫn nộ vô cùng. Chưa nói tới uy hiếp, nếu lời nói đều làm rõ, vậy cũng không tất yếu giấu giếm, ta diệt Thiên Âm Tông, đối U Vân Phủ tới nói, là một công lớn, U Vân Phủ không được ban thưởng cũng liền bình thường, còn để ngươi tới hỏi tội. Nếu như về sau còn có loại này sự tình, ta nghĩ hẳn là không tâm tình đi quản. Tiêu Phàm thản nhiên nói.
Thanh Dạ Vũ mí mắt một trận nhảy lên, nàng như thế nào không biết Tiêu Phàm ý tứ đâu. Đệ nhất thành Diệt Thiên Thi Tông gian tế Thiên Âm Tông, ngươi chẳng những không được ban thưởng, còn hưng sư vấn tội. Ngươi U Vân Phủ cố nhiên cường đại, nhưng phía dưới một chút tam lưu thế lực cũng không phải bất tài, tất cả tam lưu thế lực nếu là đồng tâm hiệp lực, ngươi U Vân Phủ cũng không chiếm được chỗ tốt. Nếu là rét lạnh một đám tam lưu thế lực tâm, về sau cái khác bát phủ thập tam tông phái ra gian tế, khẳng định cũng không ai để ý tới. Hừ, Thanh Dạ Vũ hừ lạnh một tiếng, lại nói, việc này tạm thời để qua một bên, liền bản cô nương cũng dám lợi dụng, ngươi rất tốt. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thanh Dạ Vũ biết rõ, cho dù không có hắn xuất thủ, Tiêu Phàm khẳng định cũng có thể nhẹ nhõm đuổi đi Âm Tuyệt. Dù sao, nàng đi tới nơi này sau, Tiêu Phàm thủ đoạn thế nhưng là tầng tầng lớp lớp, người nào biết rõ Tiêu Phàm còn có cái gì cái khác thủ đoạn không có thi triển ra đến đâu. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cũng không có trả lời thẳng cái gì, Thanh Dạ Vũ lúc đầu cũng không phải hắn trong kế hoạch một vòng, nàng xuất hiện, ngược lại kém chút hỏng Tiêu Phàm kế hoạch. Thanh cô nương có cái gì lời nói cứ nói đi, mọi người đều là người thông minh, làm rõ thực sự. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Hắn biết rõ trước mắt cái này nữ tử một câu thật khả năng uy hiếp được Tu La Điện an nguy, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng không phải ăn chay. Thanh Dạ Vũ híp híp hai mắt, gật gật đầu nói, ta có thể thừa nhận đệ nhất thành vì tam lưu thế lực, nhưng hàng năm nhất định phải lên giao 10 vạn trung phẩm thần thạch cung phụng. Chờ, không đợi Thanh Dạ Vũ nói hết lời, Tiêu Phàm liền đưa tay ngắt lời nói, ngươi vừa mới nói cái gì 10 vạn, cái gì cung phụng. Công tử, nhỏ yếu thế lực muốn hướng cường đại thế lực nộp lên cung phụng, đây là quy củ. Hàn Lê nhỏ giọng cho Tiêu Phàm nhắc nhở. Cái gì phá quy củ? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, lạnh lùng chừng Hàn Lê một cái. Nói đùa cái gì, 10 vạn trung phẩm thần thạch, đây chính là tương đương với 1.000 vạn hạ phẩm thần thạch A, hơn nữa còn là một năm một lần. 1.000 vạn hạ phẩm thần thạch, cũng không phải 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, như thế giao ra đi. Tiêu Phàm như thế nào không đau lòng đâu. Hiện tại Tu La Điện vừa mới cất bước, thiếu nhất liền là thần thạch, nhưng hắn cam tâm tình nguyện hàng năm nộp lên 10 vạn trung phẩm thần thạch, còn không bằng giết hắn. Nộp lên cung phụng, không chỉ là quy củ, cũng có thể bảo ngươi đệ nhất thành an ổn. Thanh Dạ Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Chiếu ý ngươi, liền là giao phí bảo hộ. Tiêu Phàm chậm ung dung mở miệng nói. Không sai, liền là phí bảo hộ. Thanh Dạ Vũ cũng 10 phần cường thế nói, nghe được cái này chữ nàng cũng cảm giác 10 phần mới lạ, nhưng là thân làm U Vân Phủ chủ chi nữ nàng, tự nhiên không thể rơi dụng U Vân Phủ uy danh. Ta nếu không giao đâu, Tiêu Phàm hai mắt ngưng tụ. Không giao, Thanh Dạ Vũ không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà nghĩ cự giao cung phụng, thần sắc cũng biến thành không tốt thoạt nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, không giao cung phụng, nếu là cái khác tam lưu thế lực muốn đối phó ngươi đệ nhất thành. Khả năng liền đừng trách ta U Vân Phủ mặc kệ. Yên tâm, chỉ cần ngươi U Vân Phủ không hợp ta đệ nhất thành, cái khác tam lưu thế lực, đến bao nhiêu, ta diệt bao nhiêu. Tiêu Phàm tràn đầy hào khí nói. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, tam lưu thế lực đến bao nhiêu diệt bao nhiêu, coi như U Vân Phủ cũng không có dạng này dũng khí nói mạnh miệng a, huống chi ngươi đệ nhất thành cái này tiểu địa phương. Ngươi cho rằng dựa vào mấy cái kia trận pháp, liền có thể bảo hộ đệ nhất thành an toàn sao? Thanh Dạ Vũ thanh âm như xương, băng lãnh đến cực điểm. Đám người thần sắc ngưng lại, mấy cái kia trận pháp phối hợp lại, xác thực uy lực vô tận, liền Thiên Âm Tông đại bộ phận cường giả đều bị Tiêu Phàm hủy diệt. Nhưng là cũng đừng quên, đó là bởi vì Thiên Âm Tông bị lừa vào đệ nhất thành kết quả, nếu như Thiên Âm Tông không có tiến vào đệ nhất thành, cái kia trận pháp căn bản là không làm gì được bọn họ. Chính như Thanh Dạ Vũ nói, bằng vào cái này mấy cái trận pháp, là không thể nào bảo hộ đệ nhất thành an toàn. Ta muốn như thế nào bảo hộ đệ nhất thành, có vẻ như chuyện không liên quan ngươi tình a. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nếu như không có chuyện gì, Thanh cô nương có thể đi, Tiêu mỗ không tặng. Ngươi, Thanh Dạ Vũ khó thở, làm sao đường đường U Vân Phủ phủ chủ chi nữ, hôm nay nếu như bị một cái bất nhập lưu thế lực cho đuổi đi ra. Về sau nàng cũng liền mất hết mặt mũi. Thế nhưng là, Thanh Dạ Vũ chứng kiến đệ nhất thành hung hãn, cũng không được dám ở chỗ này phát tác, nếu như Tiêu Phàm có lòng muốn giết hắn, bố trí cái này trận pháp, nàng thật đúng là chưa hẳn có thể trốn được.
Hàn Lê đám người không nghĩ đến Tiêu Phàm cũng dám khiêu khích Thanh Dạ Vũ, không khỏi rầm rầm nuốt nước miếng một cái, nếu như đệ nhất thành trêu chọc U Vân Phủ cái này đại địch, bọn họ thật không biết như thế nào cho phải. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng không muốn trêu chọc U Vân Phủ, nhưng là, hắn Tiêu Phàm thành lập Tu La Điện cùng đệ nhất thành, chính là vì tự do, cũng không phải vẻn vẹn vì quyền lực, tự nhiên không muốn lên giao cái gì cung phụng. Huống hồ, U Vân Phủ còn không có cường đại đến nhường bản thân sợ hãi cấp độ, cùng lắm thì mang theo Tu La Điện người rời đi nơi này chính là. Đương nhiên, cứ như vậy bỏ trốn mất dạng, cũng không phải Tiêu Phàm làm người, nếu ở chỗ này thành lập đệ nhất thành, liền là muốn cho Tu La Điện cắm rễ ở nơi này. Hàn Lê, tiễn khách, Tiêu Phàm hất lên áo bào, quay người hướng về Tu La Điện bay đi. Hàn Lê sắc mặt trầm xuống, bất quá vẫn là khẽ cắn môi tiến lên, hơi hơi thi lễ nói, Dạ Vũ tiên tử, mời. Thanh Dạ Vũ tức giận kém chút dậm chân, cắn răng nói, Tiêu Phàm, ngươi dừng lại. Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý, hắn đối Thanh Dạ Vũ căn bản không ưa, dựa vào cái gì ngươi muốn ta dừng lại, ta liền được dừng lại đâu. Một thoáng thời gian, Thanh Dạ Vũ chán phóng đáng sợ khí tức, bóng hình xinh đẹp lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, chặn lại hắn đường đi. Hàn Lê đám người thấy thế, sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Nhưng mà, nhường bọn họ kinh ngạc là, Thanh Dạ Vũ cũng không có đối Tiêu Phàm động thủ, chỉ là ngăn lại hắn rời đi mà thôi. Còn có cái gì muốn chỉ giáo sao? Tiêu Phàm ngừng thân hình, híp hai mắt nhìn xem Thanh Dạ Vũ. Ngươi có thể không giao cung phụng. Thanh Dạ Vũ hít sâu một cái, ngưng tiếng nói, đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ kiên định. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái gì, không giao cung phụng? Hàn Lê đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ Thanh Dạ Vũ sợ hãi Tiêu Phàm? Không nên a, U Vân Phủ cường đại thế nhưng là xâm nhập lòng người, có lẽ chỉ cần Thanh Dạ Vũ một câu, liền sẽ có số lớn cổ thần cường giả giết tới nơi đây, hủy diệt đệ nhất thành cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Ngay cả Tiêu Phàm cũng hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn biết rõ, thiên hạ khẳng định không có miễn phí cơm trưa, ngưng tiếng nói đi, cần ta làm cái gì? Tiêu Phàm rõ ràng, có thể làm cho Thanh Dạ Vũ nhượng bộ sự tình, khẳng định không đơn giản. Nếu như ngay cả cổ thần cảnh đều làm không được, hắn Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không đi chịu chết. Ta nghĩ mời ngươi tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Thanh Dạ Vũ hít sâu một cái nói xong, nàng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn biết rõ Tiêu Phàm đáp án. Nghe được thiên thần bảng tranh đoạt tái cái này mấy chữ, Hàn Lê biến sắc, mà Quân Nhược Hoan lại là thần sắc hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Cái gì thiên thần bảng tranh đoạt tái? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Thanh Dạ Vũ. Ngươi không biết, Thanh Dạ Vũ cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỗ nào biết rõ cái gì thiên thần bảng tranh đoạt tái, hắn chỉ là vừa đến giới này mà thôi, bất quá, bản thân hắn không biết, cũng không có nghĩa là hắn thật không biết. Ý niệm khẽ động, Tiêu Phàm tâm thần tại phó tam đao ký ức bên trong quét một cái, tức khắc hiểu được. Hiện tại biết, Tiêu Phàm nói ra, thiên thần bảng tranh đoạt tái, chính là thiên vũ vực, chín phủ 13 tông dắt tay cử hành mỗi 10 năm một lần tái sự, chỉ có thiên thần cảnh cường giả mới có thể tham gia. Các đại thế lực bài danh càng mạnh, tại hạ trong một thập niên, liền có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, bởi vậy, cái này đối với chín phủ 13 tông tới nói, là một trận cực lớn thịnh hội. Mà có thể tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái người, đều là đều phủ các tông tuyệt thế thiên tài. Thanh Dạ Vũ cũng là coi trọng Tiêu Phàm thực lực, cho nên lúc này mới mời Tiêu Phàm tham gia. Biết, Thanh Dạ Vũ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, bản thân không nói gì, người sẽ biết. Bất quá nàng ánh mắt rơi vào Hàn Lê trên người lúc, tức khắc liền hiểu, nàng hiển nhiên coi là Hàn Lê cho Tiêu Phàm truyền âm. Ta có thể tham gia, bất quá ta muốn biết rõ có chỗ tốt gì. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu nói. Công tử, thiên thần bảng tranh đoạt tái là 10 phần tàn khốc, không phải ngươi sống chính là ta chết. Hàn Lê nhìn thấy Tiêu Phàm muốn đáp ứng, vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm mà chết, hắn cũng không sống nổi, bởi vì hắn cùng Tiêu Phàm thế nhưng là ký kết chủ phó khế ước. Tiêu Phàm lườm Hàn Lê liếc mắt, tựa như vô cùng khó chịu cái kia tham sống sợ chết tính cách, có đôi khi, người sống được càng lâu, lại càng sợ chết. Mà tu sĩ, một khi sợ chết,
liền sẽ mất đi cái kia một cỗ sắc bén chi khí, muốn tiếp tục đột phá, cơ hồ là không thể nào sự tình. Đừng nhìn Hàn Lê bây giờ là cổ thần cảnh cường giả, có thể Tiêu Phàm tin tưởng, không cần bao lâu, Tu La Điện rất nhiều tu sĩ đều sẽ vung hắn một con đường. Miễn trừ người đệ nhất thành 1 năm 10 vạn trung phẩm thần thạch cung phụng, còn chưa đủ à. Thanh giả Vũ Liễu Mi vặn ở tại cùng một chỗ, nàng cũng không muốn Tiêu Phàm công phu sư tử ngoạm. Ta nếu cho U Vân Phủ đoạt được 3 vị trí đầu tên, U Vân Phủ thu hoạch được hảo hảo chỗ chẳng lẽ chỉ trị giá hàng năm 10 vạn trung phẩm thần thạch sao? Tiêu Phàm phản hỏi. 3 vị trí đầu, người thực có can đảm muốn. Thanh giả Vũ trong lòng cũng bị Tiêu Phàm giật nảy mình. Cũng khó trách nàng không tin, U Vân Phủ từng ấy năm tới nay như vậy, còn chưa bao giờ chiếm lấy qua 3 vị trí đầu, cơ hồ đều là đang cuối cùng mấy tên bồi hồi. Đương nhiên, nếu như có thể tranh đoạt 3 vị trí đầu, U Vân Phủ thu hoạch được tài nguyên cùng chỗ tốt là không cách nào tưởng tượng, đừng nói 1 năm 10 vạn trung phẩm thần thạch, liền là 100 vạn, vậy cũng đáng giá a. Hàn Lê cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ngay cả Quân Nhược Hoan cũng có chút động dung. Thiên vũ vực rộng lớn vô biên, 9 phủ 13 tông thiên tài vô số, muốn thu hoạch được 3 vị trí đầu, không khác thiên phương dạ đàm. Người muốn là có thể thu hoạch được 3 vị trí đầu, đệ nhất thành vĩnh viễn không cần giao cung phụng. Thanh giả Vũ suy nghĩ một chút nói. Lời này của ngươi lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài vẫn được, ta nếu có thể thu hoạch được thiên thần bảng tranh đoạt tái, thiên vũ vực to lớn, nơi nào không ta đệ nhất thành nơi sống yên ổn. Tiêu Phàm cười lắc đầu nói. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Thanh giả Vũ tức khắc mặt đỏ tới mang tai, nếu như Tiêu Phàm thật có thể thu hoạch được 3 vị trí đầu, đến lúc đó, cái khác bát phủ thập tam tông, khẳng định đều sẽ mời Tiêu Phàm, cái kia điều kiện này xác thực chỉ là một cái cười nhạo. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Hít sâu một cái, Thanh giả Vũ cắn cắn khinh bạc bờ môi nói. Nghe được Thanh giả Vũ mà nói. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, ta nếu có thể vì U Vân Phủ thu hoạch được 3 hạng đầu, U Vân Phủ không thể can thiệp ta đệ nhất thành tất cả sự tình. Có thể, Thanh giả Vũ không chút do dự gật gật đầu, nghe được điều kiện này, nàng cũng nới lỏng khẩu khí. Ta còn chưa nói xong đây này, ngươi đừng cắt ngang ta lời nói. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lắc đầu một cái nói, mặt khác, nếu có người muốn làm khó ta đệ nhất thành, U Vân Phủ nhất định phải xuất thủ giải quyết. Nếu như người đệ nhất thành vi phạm U Vân Phủ lợi ích đâu? Thanh giả Vũ nhíu mày. Nàng như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ đây này, Tiêu Phàm là muốn cho đệ nhất thành độc lập với U Vân Phủ bên ngoài, đồng thời U Vân Phủ còn muốn ra mặt giải quyết đệ nhất thành phiền phức. Điều kiện này đối Thanh giả Vũ tới nói, cũng không tính là gì, nhưng nàng vẫn là trước tiên vì U Vân Phủ lợi ích suy nghĩ. Tiêu Phàm lắc đầu. Nói năng có khí phách nói, đệ nhất thành sẽ không vi phạm U Vân Phủ lợi ích. Tiêu Phàm căn bản không liền nghĩ qua đi tranh quyền đoạt lợi, chỉ muốn lớn mạnh Tu La Điện mà thôi, thậm chí ngay cả đệ nhất thành đều chỉ là một cái ngụy trang, lại làm sao có thể vi phạm U Vân Phủ lợi ích đâu. Thậm chí, Tiêu Phàm cho Tu La Điện định vị, cũng không phải cái này nhất phủ chi địa, mà là toàn bộ thiên vũ vực, thậm chí thái cổ thần giới vô số cổ vực. Nếu như Thanh giả Vũ biết rõ Tiêu Phàm dã tâm, đoán chừng sẽ rung động không thôi, đây chính là nàng nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Thanh giả Vũ nhẹ gật đầu, nói, bất quá, nếu như ngươi không có chiếm lấy 3 hạng đầu, tất cả điều kiện hủy bỏ, đệ nhất thành hàng năm vẫn như cũ được hướng U Vân Phủ cung phụng 10 vạn trung phẩm thần thạch. Thành giao, Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng, trong lòng cũng thở dài một hơi. Đệ nhất thành nguy cơ xem như tạm thời giải quyết. Từ nay về sau, Tu La Điện cũng coi là có nơi sống yên ổn. Tiêu Phàm rõ ràng, Tu La Điện muốn cường đại lên, không có khả năng chỉ ỷ vào chiến hồn đại lục những người này, nhất định phải thu nạp thái cổ thần giới tu sĩ. Đệ nhất thành ngoại trừ nhường Tu La Điện đặt chân bên ngoài, còn có một cái khác tác dụng, chính là cho Tu La Điện chọn lựa nhân tài. Sau 3 tháng, thiên thần bảng tranh đoạt tái bắt đầu. Người cần sách mấy ngày chạy tới U Vân Thiên Thành. Thanh giả Vũ đưa tay vung lên, một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm bay đi. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, nàng liền mang theo 2 cái nha hoàn rời đi đệ nhất thành. Tiêu Phàm buông ra bản thân bàn tay, lòng bàn tay lại là nắm lấy một mai hắc sắc ngọc bội, trên ngọc bội tựa như lệnh bài đồng dạng, phát ra một cỗ sắc bén chi khí. Công tử, người không nên đáp ứng Thanh giả Vũ. Lúc này,
Hàn Lê đi tới, thần sắc lo lắng nói, thiên thần bảng tranh đoạt tái, mỗi một giới đều có mấy ngàn nhân xâm thêm, nhưng cuối cùng có thể sống sót, liền một phần năm cũng chưa tới. Nghe nói như thế, Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim cũng toàn bộ đều lo lắng, đáng tiếc, bọn họ đều chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ, căn bản không giúp được Tiêu Phàm cái gì. Tại Chiến Hồn Đại Lục, bọn họ thiên phú xem như cực kỳ cường đại, nhưng phóng tầm mắt thái cổ thần giới, có lẽ cũng liền không coi vào đâu. Hiện tại, Tiêu Phàm đã cùng bọn họ kéo ra khoảng cách nhất định, cứ tiếp như thế, bọn họ cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nói cách khác, năm cái người bên trong, muốn chết một người. Tiêu Phàm lơ đễnh cười cười, nói ta rốt cục biết rõ tại sao thái cổ thần giới so tiểu thế giới mạnh hơn. Tại sao, mấy người chăm miệng một lời hỏi. Thái cổ thần giới thân làm đại giới, so tiểu thế giới mạnh không phải bình thường à, bất quá bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm cũng không phải nói nguyên nhân này. Bởi vì, thái cổ thần giới so tiểu thế giới tàn khốc hơn. Tiêu Phàm ngưng âm thanh, trong mắt chán phóng một sợi tinh quang, chỉ có cho mình cũng đủ lớn áp lực, mới có thể nghiền ép bản thân tiềm lực. Cho nên, vô luận là vì bản thân, hay là vì Tu La Điện, cái này thiên thần bảng tranh đoạt tái, ta đều nhất định muốn tham gia. Tiêu Phàm cơ hồ chém đinh chặt sắt nói ra câu nói này, thần sắc vô cùng kiên định. Công tử, thiên thần bảng tranh đoạt tái, mang ta lên A. Lúc này, Quân Nhược Hoan đột nhiên mở miệng nói, trên người khí tức như ẩn như hiện, giống như một đầu tiềm long ẩn núp tại hắn thể nội một dạng. Thiên thần đỉnh phong, Tiêu Phàm lúc này mới chú ý tới Quân Nhược Hoan trạng thái, thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không thấu Quân Nhược Hoan mảy may. Bất quá hắn có thể cảm nhận được Quân Nhược Hoan trên người giống như đại dương thần lực, hắn nhục thân phát ra từng đạo bất hủ khí tức, đây là thiên thần cảnh đệ tứ trọng bất hủ cảnh giới thể hiện. Tiêu Phàm biết rõ Quân Nhược Hoan bất phàm, nhưng là không nghĩ đến hắn vậy mà bất phàm như thế. Lần thứ nhất nhìn thấy Quân Nhược Hoan thời điểm, hắn còn chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng mà ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn vậy mà đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Thiên thần đỉnh phong, đám người cũng là kinh ngạc nhìn xem Quân Nhược Hoan, hiển nhiên đều không nghĩ đến Quân Nhược Hoan như thế cường đại. Mời công tử thiên thần bảng tranh đoạt tái mang lên thuộc hạ. Quân Nhược Hoan lại là không quan tâm đám người kinh ngạc ánh mắt, quỳ một chân Tiêu Phàm trước mặt, lần nữa khẩn cầu. Tốt, Tiêu Phàm nhíu mày, thật lâu mới gật gật đầu. Điện chủ, cũng mang ta lên. Lúc này, Kiếm La, Tiếu Thiên Dương, Sở Khinh Cuồng đám người nhao nhao từ đằng xa bay vụt mà tới, bây giờ đám người cũng đã toàn bộ đều đột phá đến thiên thần cảnh tu vi, từng cái ngạo khí trùng thiên. Lần này, Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu nói, các ngươi còn cần biến càng mạnh. Thiên thần bảng tranh đoạt tái mức độ nguy hiểm Tiêu Phàm rõ ràng, Kiếm La bọn họ chỉ là vừa mới đột phá thiên thần cảnh mà thôi, tự nhiên không cách nào cùng thái cổ thần giới người so sánh. Cho dù Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim bọn họ ba người đạt đến thiên thần cảnh trung kỳ, đều cần rèn luyện. Tiêu Phàm lời nói uyển chuyển, nhưng đám người biết rõ, Tiêu Phàm còn kém không nói bọn họ thực lực quá thấp, còn không có tư cách tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Kiếm La mấy người ngược lại là không có cái gì, bất quá Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim ba người lại là thần sắc hơi trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Kiếm La, Tiếu Thiên Dương, Sở Khinh Cuồng, Thanh Phong tiền bối, Xích Vân tiền bối, các ngươi đều không cần nản chí, ta tin tưởng các ngươi sẽ trở nên mạnh hơn, sau ba ngày, các ngươi tới Tu La Điện tìm ta. Tiêu Phàm nhìn về phía đám người nói. Là, công tử, đám người cùng nhau gật gật đầu, trên mặt có chút nghi hoặc, nhưng con ngươi lại là có chút nóng rực. Bọn họ rất sợ Tiêu Phàm không để ý đến bọn họ, hiện tại Tiêu Phàm chủ động tìm bọn họ, hiển nhiên là chuẩn bị cho bọn họ an bài nhiệm vụ. Cái này khiến bọn họ kích động trong lòng vô cùng. Công tử, người cho bọn họ thiên vị, chúng ta nhưng là biết đỏ mắt. Lúc này, Ảnh Phong thập đại Diêm La từ đằng xa bay vụt mà tới, nhao nhao tụ tập ở Tu La trước điện quảng trường bên trên. Lập tức, Ảnh Phong lại nhìn về phía Tiêu Phàm, sau đó vung lên, nói, công tử, đây là còn lại ba cái cổ thần thần cách, là Huyết Yêu Nhiêu, Lãnh Thiếu Nhận cùng Long Thần ba người giết chết. Tiêu Phàm cũng không có cự tuyệt. Đem ba cái cổ thần cảnh thần cách tiện tay ném vào trong càn khôn giới, sau đó nhìn về phía đám người nói, vừa vặn hôm nay đều đến đông đủ, vậy ta liền thuận tiện an bài một cái nhiệm vụ. Đám người nghe vậy,
thần sắc hơi hơi ngưng tụ, toàn bộ đều vểnh tai nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá, nhưng đám người thất vọng là, Tiêu Phàm cũng không có nói cái gì, mà là tiện tay vung ra 10 mai ngọc phù, nhìn về phía Thập Đại Diêm La nói, đây chính là mọi người nhiệm vụ. Đám người chảy ra một đạo linh hồn lực lượng tiến vào ngọc phù bên trong, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Hiểu, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hiểu, đám người chăm miệng một lời gật gật đầu. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn về phía đám người nói, các huynh đệ, ta chỉ cường điệu một chút, hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ, vô luận chấp hành cái gì nhiệm vụ không phải đệ nhất vị, sinh mệnh mới là vị thứ nhất. Chỉ cần mệnh vẫn còn, cái gì đều có hy vọng làm lại lần nữa, mất mạng, tất cả cũng bị mất. Chúng ta ghi nhớ, đám người cùng nhau gật đầu, bọn họ mặc dù sớm đã thành thói quen Tiêu Phàm luôn luôn thời khắc vì bọn họ suy nghĩ, nhưng mũi vẫn như cũ có chút mỏi như. Bất quá, ngoại trừ Thập Đại Diêm La bên ngoài, những người khác lại là 10 phần hiếu kỳ, đến cùng Tiêu Phàm giao cho bọn họ cái gì nhiệm vụ đâu. Thời gian trôi qua, lóa mắt liền qua 6 ngày thời gian, 3 ngày trước, Kiếm La, Tiếu Thiên Dương cùng Sở Khinh Cuồng mấy người đúng hẹn đến Tu La Điện tìm Tiêu Phàm. Đám người cùng Tiêu Phàm hàn huyên một hồi, liền rời đi Tu La Điện. Ngay từ đầu đám người cũng không có coi ra gì, bất quá 3 ngày này thời gian. Lại cũng không còn nhìn thấy Kiếm La bọn họ mấy người tựa như hư không tiêu thất một dạng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm một mực đợi ở Tu La Điện, thâm cư không ra ngoài. Mà đệ nhất thành cũng đang đâu vào đấy phát triển, từ khi Tiêu Phàm hủy diệt Thiên Âm Tông sau đó, đệ nhất thành hung uy truyền khắp tứ phương, số lớn tu sĩ từ tứ phía bát phương chạy đến, chỉ vì gia nhập đệ nhất thành. Một ngày này, cự ly đệ nhất thành xây thành trì đại điển chỉ có một ngày thời gian, đệ nhất thành cũng đã kín người hết chỗ. Có ít người là bởi vì ngưỡng mộ đệ nhất thành, cho nên không xa mấy vạn dặm đến đệ nhất thành, chỉ vì tìm cái núi dựa lớn. Mà có người, lại là bởi vì hôm nay là đệ nhất thành xây thành trì ngày, Tiêu Phàm rộng mời 4 phương tu sĩ tham gia, cùng nhau chứng kiến đệ nhất thành sinh ra. Sự tình hẳn là đều chuẩn bị không sai biệt lắm a. Tiêu Phàm đứng sừng sững Tu La Phong đỉnh, quan sát phồn hoa như gấm, đèn đuốc sáng trưng đệ nhất thành, âm thầm trầm ngâm nói. Bọn họ đều chưa bao giờ nghĩ đến, Tiêu Phàm tại Thái Cổ Thần Giới đặt chân, vẻn vẹn mất hơn một tháng thời gian, nguyên bản bọn họ coi là Tiêu Phàm chí ít cũng phải tiêu phí đến mấy năm thời gian mới có thể làm được. Điện chủ yên tâm, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, thiếp mời sớm cũng đã phát đi ra, ngày mai bọn họ nhất định sẽ tham gia. Thần Thiên Nghiêu cung kính nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía một bên Quỷ Thiên Cửu nói, Quỷ Thiên Cửu, người có chuyện gì không? Quỷ Thiên Cửu lấy ra một phần thiếp mời, cung kính đưa cho Tiêu Phàm, nói, điện chủ, nguyên bản Thiên Âm Tông cùng Phi Kiếm Môn cái này hai đại tam lưu thế lực phía dưới đại bộ phận bất nhập lưu thế lực, đều nguyện ý gia nhập đệ nhất thành, đây là hàng gián. Đại bộ phận thế lực đều đầu hàng, Thần Thiên Nghiêu một mặt bất khả tư nghị nói. Kể từ đó, chẳng phải là nói, ta đệ nhất thành so Phi Kiếm Môn cùng Thiên Âm Tông cộng lại địa bàn đều phải lớn. Địa bàn lớn, có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem đen kịt bầu trời đêm nói, không nên buông lỏng đề phòng, ngày mai sự tình sẽ không như thế đơn giản. Hắn cùng với Thanh Dạ Vũ ở giữa ước định, ngoại trừ Tu La Điện đám người, nhưng không có bao nhiêu người biết rõ. Tiêu Phàm rõ ràng. U Vân Phủ tại hắn có thể chiếm lấy thiên thần bảng tranh đoạt tái ba vị trí đầu trước đó, là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận đệ nhất thành địa vị. Dù sao, nếu như U Vân Phủ thừa nhận, liền là tương đương với từ khía cạnh dưới sự cổ động thuộc tam lưu thế lực ở giữa chiến đấu. Đồng dạng chiến đấu là hẳn là tồn tại, có chiến đấu mới có thể có áp lực, sinh ra chân chính cường giả. Có thể chiến đấu một khi lan đến gần hủy diệt tông môn cấp độ. Có thể cũng không phải là U Vân Phủ muốn thấy được. Một khi U Vân Phủ cấp dưới thế lực hỗn loạn không chịu nổi, đừng nói sinh linh đồ thán, nhưng nhất định sẽ tử thương thảm trọng, rất nhiều thiên tài đều có thể ở trong chiến đấu vẫn lạc. Bởi vậy, U Vân Phủ là không thể nào tùy tiện thừa nhận đệ nhất thành địa vị. Chỉ có làm Tiêu Phàm chiếm lấy thiên thần bảng tranh đoạt tái ba vị trí đầu, U Vân Phủ mới có thể đối ngoại tuyên bố đệ nhất thành địa vị. Bởi vì đến lúc kia, U Vân Phủ cũng không dám không nhìn Tiêu Phàm. Mà trước đó, đệ nhất thành còn muốn đối mặt 4 phía thế lực khác khiêu chiến, áp lực cũng không phải đồng dạng lớn.
mặc dù Phi Kiếm Môn cùng Thiên Âm Tông cái này hai đại cũ tam lưu thế lực bị hủy diệt, nhưng bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép cái khác một cái mới tam lưu thế lực sinh ra. Đừng nhìn mấy ngày nay gió bình sóng lặng, lại sớm đã mạch nước ngầm mãnh liệt, tùy thời vận sức chờ phát động. Hôm nay là đệ nhất thành xây thành trì đại điển, tứ phương thế lực cũng nhất định sẽ cho đệ nhất thành tạo áp lực, thậm chí liên thủ diệt đệ nhất thành. Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu hai người nghe vậy, sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, Quỷ Thiên Cừu lại nói, điện chủ, thuộc hạ thu đến tin tức mới nhất, có tứ đại tam lưu tông môn. 12 đại bất nhập lưu tông môn cũng đã trắng trợn tiềm nhập đệ nhất thành, những người này, chúng ta có cần hay không? Thần Thiên Nghiêu không có nói tiếp, nhưng hắn rõ ràng, những người này đều là kẻ đến không thiện, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho đệ nhất thành xây thành trì đại điển tiến hành thuận lợi. Tiêu Phàm thần sắc như thường, tựa như tất cả những thứ này sớm liền hắn trưởng khống bên trong, hồi lâu mới nói thực lực đại khái như thế nào. Tứ đại tam lưu tông môn đều là cổ thần cảnh cường giả dẫn đội, hơn nữa nghe nói có thể là tứ đại thế lực chủ, về phần bất nhập lưu tông môn, đều có thiên thần cảnh đỉnh phong tọa chấn. Thần Thiên Nghiêu ngữ khí ngưng trọng nói, trên mặt đều là lo lắng thần sắc. Đệ nhất thành chỉ là vừa mới đặt chân ở này, thiên thần cảnh cường giả đều có hạn, lại càng không cần phải nói cổ thần cảnh. Bốn đại cổ thần cảnh, tăng thêm một đám thiên thần cảnh, hoàn toàn có thể tùy tiện hủy diệt đệ nhất thành. Dù sao, những người này biết đệ nhất thành quỷ dị, nhất định sẽ phòng bị đệ nhất thành, trước đó trận pháp có thể chưa hẳn có thể làm gì được rồi bọn họ. Điện chủ, sự tình có chút khó giải quyết a. Quỷ Thiên Cừu cau mày, hắn và Thần Thiên Nghiêu đều không cấm nhìn về phía Tiêu Phàm, lại là phát hiện Tiêu Phàm thần sắc như thường, từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì biến hóa. Chẳng lẽ Tiêu Phàm sớm cũng đã tính trước kỹ càng, nắm chắc thắng lợi trong tay? Bọn họ lúc này mới phát hiện, bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm, cái kia giống như tinh thần con người sâu thẳm đến cực điểm, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng tại đó, không nhúc nhích. Các ngươi biết rõ ta đang suy nghĩ gì sao? Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói, tay phải nâng cằm lên, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu hai người đần độn lắc đầu, Tiêu Phàm cười cười nói, ta đang nghĩ, nếu như diệt cái này tứ đại tam lưu thế lực, U Vân Phủ sẽ như thế nào nghĩ? Diệt tứ đại thế lực, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu còn coi là mình nghe lầm, không khỏi trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt. Diệt tứ đại thế lực, thật thua thiệt Tiêu Phàm cảm tưởng. Coi như những cái này tam lưu thế lực cùng Thiên Âm Tông cùng Phi Kiếm Môn thực lực không sai biệt lắm, vậy cũng chí ít nắm giữ năm cái cổ thần cảnh cường giả tọa chấn, tứ đại thế lực cộng lại liền tương đương với 20. Đây chính là 20 cổ thần A, cũng không phải thiên thần cảnh, đừng nói hủy diệt một cái vừa mới thành lập thế lực, đoán chừng đối mặt U Vân Phủ, đều sẽ cho tạo thành nhất định khốn nhiễu. Thôi, việc này từ từ sẽ đến, cây cao chịu gió lớn, đệ nhất thành còn không phải phong mang tất lộ thời điểm. Không đợi hai người mở miệng, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Làm hai người lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Chỉ có một đạo thanh âm quanh quẩn tại hai người bên tai, hôm nay xây thành trì đại điển đúng hạn tiến hành, mật thiết giám thì cái kia mấy đại thế lực hành tung. Là, điện chủ, Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu hướng về phía hư không một xá, hai người đưa mắt nhìn nhau. Quỷ huynh, người nói điện chủ thật có thể hủy diệt tứ đại tam lưu thế lực sao? Thần Thiên Nghiêu nghi hoặc nhìn xem Quỷ Thiên Cừu nói, hắn hiển nhiên là không tin Tiêu Phàm nắm giữ có thể hủy diệt tứ đại tam lưu thế lực lực lượng. Người đi theo điện chủ so với ta muốn lâu, người phát hiện điện chủ có cái gì để ngươi thất vọng qua sao? Quỷ Thiên Cừu cười nhìn xem Thần Thiên Nghiêu nói. Không có, nghe nói như thế, Thần Thiên Nghiêu không cần nghĩ ngợi lắc đầu, lâu như vậy đến nay, Tiêu Phàm còn thật không có nhường hắn thất vọng qua, cũng đã không biết bao nhiêu lần ngăn cơn sóng dữ. Đột nhiên, Thần Thiên Nghiêu tựa như hiểu cái gì, hít sâu một cái nói, ta biết. Quỷ Thiên Cừu cười cười. Sau đó nhìn về phía thâm thúy bầu trời đêm, thật sâu thở dài một hơi, trước bão táp thật đúng là yên tĩnh a. Hôm sau, theo lấy sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng đầu nhập bắn vào đệ nhất thành phía trên, cả tòa thành thị liền bắt đầu náo nhiệt lên, tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước. Đi qua mấy ngày phát triển, đệ nhất thành cũng đã đơn giản thành trì quy mô, chỉ là rất nhiều địa phương chả không hết thiện mà thôi. Bất quá,
tạm thời căn bản không có người nào đi quan tâm thành trì không hoàn thiện, đại bộ phận người quan tâm là, đệ nhất thành phải chăng có thể tiếp tục tồn tại. Đệ nhất thành xây thành trì đại điển rốt cuộc đã đến, ta nghe nói tứ phương thế lực đều cùng nhau đến chúc, thật đúng là không phải bình thường náo nhiệt a. Đó là a, người cũng phải nhìn xem đệ nhất thành thực lực, liền phi kiếm môn cùng thiên âm tông đều có thể hủy diệt, xưng là U Vân Phủ phía dưới đệ nhất thế lực cũng không quá đáng. Cùng nhau đến chúc, theo ta thấy, nói cùng nhau đến hủy diệt đệ nhất thành còn không sai biệt lắm. Đệ nhất thành căn bản không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, liền cổ thần cảnh cường giả đều chỉ có một cái, nếu như không phải mượn nhờ đệ nhất thành trận pháp sắc bén, nhưng thiên âm tông vào cuộc, hắn căn bản không thể nào là thiên âm tông đối thủ. Không sai, dù sao ta là không coi trọng đệ nhất thành, bây giờ phi kiếm môn cùng thiên âm tông hủy diệt, chống đi địa bàn ai cũng nghĩ bỏ vào trong túi, nhất là thiên âm tông cấp dưới bất nhập lưu thế lực, bọn họ càng thêm sẽ không bỏ qua đệ nhất thành, liền xem như đầu hàng cùng thần phục, cũng nhất định là mặt ngoài. Chúng ta loại này tiểu nhân vật, chỉ cần nhìn xem liền tốt, hiện tại chạy tới, có lẽ còn có thể chiếm cứ một cái tốt vị trí xem kịch vui. Trên đường cái đầu người dương ra, đám người không kiêng nể gì cả nghị luận, nhao nhao dọc theo đường đi, hướng về cùng một phương hướng dũng mãnh lao tới. Tại cái này cuối con đường, là Tu La Phong phía dưới một mảnh rộng lớn quảng trường, rộng chừng vài dặm chu vi, đủ để dung nạp mấy vạn người mà không hiện chen chúc. Giờ phút này, quảng trường phía trên phía trước nhất đài cao phía trên, trưng bày một chương cổ phác thở mạnh cái bàn, bên cạnh hai bên, trưng bày bốn cái bàn. Đứng ở đài cao phía trên, có thể tùy tiện quan sát quảng trường bên trên tất cả. Trừ cái đó ra, cực đại quảng trường bên trên, lại không bất luận cái gì bàn ghế, điều này không khỏi làm thu đến thiếp mời tu sĩ sắc mặt biến khó nhìn lên. Nhất là những cái kia tông môn cường giả, càng là vô cùng khó chịu, bọn họ dù sao cũng là tông môn tu sĩ, thậm chí ngay cả một cái ngồi địa phương đều không có, chỉ có một cái đứng địa phương. Bất quá, cái kia tứ đại tam lưu thế lực người không hề tức giận, bọn họ cũng không dám tùy ý nổi giận, súng bắn chim đầu đàn cái này đạo lý bọn họ vẫn là biết rõ. Có chút tu sĩ áp chế trong lòng khó chịu, hướng về chung quanh quảng trường nhìn lại, tại chung quanh quảng trường, đứng đấy từng đạo áo bào đen thân ảnh, bó chặt áo bào đen, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng có thể cảm nhận được bọn họ trên người cỗ kia cực kỳ nồng đậm huyết tinh chi khí. Một chút chiến thần cảnh tu sĩ thấy thế, không khỏi thần sắc run rẩy một cái kia huyết tinh chi khí, cho bọn họ một loại cực lớn áp lực, không biết giết bao nhiêu người, mới có thể ngưng tụ đậm đà như vậy huyết tinh chi khí. Những người này, làm sao cho ta một loại cảm giác? Bọn họ đều là từ trong núi thây biển xác đi ra. Có tu sĩ âm thầm mở miệng, trong giọng nói đúng là vẻ kinh hãi. Cũng khó trách bọn họ cho rằng như vậy, rất nhiều người tu luyện nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ cảm nhận được cái gì gọi là cường đại sát khí. Đám người nhìn nhau, lẫn nhau cho mình đề một cái tỉnh. Lạc thần các chủ đến, đưa lên hạ lễ, một mai. Trung phẩm thần thạch, một tiếng hét to đột nhiên vang vọng hư không. Đem tất cả mọi người nỗi lòng kéo trở về. Một mai trung phẩm thần thạch, làm hạ lễ. Đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt, không biết lạc thần các là có ý gì. Coi như phổ thông chiến thần cảnh, đều có thể tùy ý xuất ra một mai trung phẩm hồn thạch a. Có thể cái này lạc thần các vậy mà dùng một mai trung phẩm thần thạch tới làm hạ lễ. Ai cũng có thể nghe ra lạc thần các vẻ khinh thường, liền tựa như tại sai ăn mày một dạng. Hiển nhiên, cái này rõ ràng cũng không phải là đến chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì, mà là đến gây chuyện a. Lạc thần các dù sao cũng là tam lưu tông môn, sẽ không như thế làm người buồn nôn a. Rất nhiều lòng người bên trong nghĩ thầm. Bất quá mọi người cũng biết rõ, coi như lạc thần các cố ý lăng nhục đệ nhất thành, ác tâm đệ nhất thành, đoán chừng đệ nhất thành cũng không dám làm khó lạc thần các. Dù sao, lạc thần các thế nhưng là tam lưu trong tông môn xem như cực kỳ cường đại. Náo nhiệt đám người đột nhiên biến thành một mảnh tĩnh mịch, lúc này liền truyền đến từng đạo tiếng cuồng tiếu, giống như nhìn thấy đệ nhất thành ăn thiệt thòi, bọn họ trong lòng rất sung sướng một dạng. Phong Lôi Các, đưa lên hạ lễ, Bách Niên lão tử một vò. Quỷ Vương Môn, đưa lên hạ lễ, cửu phẩm hồn binh một kiện. Kim Diễm Cốc, đưa lên hạ lễ, linh hỏa tàn diễm một sợi. Người hầu thanh âm thỉnh thoảng vang lên, liên tục báo ra tứ đại thế lực đưa ra hạ lễ. Tất cả mọi người không khỏi con ngươi co rụt lại.
Nếu như nói Lạc Thần Các đưa lên một mai trung phẩm thần thạch là cố ý khiêu khích đệ nhất thành, như vậy, cái này liên tiếp dùng rác rưởi làm hạ lễ, khả năng liền không chỉ là khiêu khích, mà là tuyên chiến. Vô luận là trung phẩm thần thạch, bách niên lão tử, vẫn là cửu phẩm hồn binh, vẫn là linh hỏa tàn diễm, đối với thiên thần cảnh tới nói, cơ hồ đều là một văn không đáng đồ vật. Những cái này đồ vật, thậm chí có thể nói là rác rưởi bên trong rác rưởi, dùng bọn chúng làm hạ lễ, vốn liền là đối đệ nhất thành lăng nhục. Rất nhiều lòng người bên trong trầm ngâm, đệ nhất thành là nén giận, vẫn là ra sức phản kháng đâu. Ha ha, đệ nhất thành thật đúng là thật lớn mặt mũi, vậy mà nhường tứ đại thế lực tự mình đến chúc. Đám người bên trong có người cười to nói, tiếng cười vang vọng hư không. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, tiếp xuống thế lực khác cũng nhao nhao bắt trước, đem đệ nhất thành mặt mũi quét sạch sẽ. Đệ nhất thành tu sĩ sắc mặt không phải đẹp mắt, không ít người nhìn chằm chằm những người này, thần sắc lấp lóe không yên, tứ đại thế lực lăng nhục đệ nhất thành cũng liền bình thường, bọn họ dù sao có phách lối vốn liếng. Có thể các ngươi những cái này tiểu thế lực, đệ nhất thành có thể đưa tay liền có thể hủy diệt các ngươi, bọn họ lại dựa vào cái gì dám nhục nhã đệ nhất thành đâu. Duy nhất khả năng chính là, cái này tứ đại thế lực cùng thế lực khác rõ ràng đến có chuẩn bị, bọn họ sớm đã liên hợp, chỉ vì châm đối đệ nhất thành. Đệ nhất thành xây thành chỉ đại điển còn không có bắt đầu, đệ nhất thành cũng đã gần như bị tứ đại thế lực dẫm ở dưới lòng bàn chân, rất nhiều người đã cho đệ nhất thành bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiếng cười vừa dứt, tứ đại thế lực người liền nhao nhao đạp không mà lên, hướng về đài cao bay đi. Ở bọn họ nhìn đến, cái kia đài cao phía trên bốn cái chỗ ngồi, chỉ có bọn họ những cái này tam lưu thế lực cường giả mới có tư cách ngồi ở chỗ đó. Nhưng mà, cũng ngay tại bọn họ sắp tới gần đài cao phía trên lúc, trong hư không đột nhiên chán phóng một nguồn năng lượng gợn sóng, đem đài cao bảo hộ ở trung ương. Sau đó tứ đại thế lực người, bị một cỗ đại lực đánh bay. Nhao nhao lộ ra kinh biến vẻ. Trận pháp, có người thốt ra, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hỗn trướng, trong đó một cái thế lực dẫn đầu một cái khôi ngô lão giả gầm thét một tiếng, đưa tay chính là một quyền hướng về cái kia đài cao trận pháp giận oanh mà đi. Lôi bá, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ, nắm đấm còn chưa rơi xuống, hư không một đạo đột ngột thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy Hàn Lê lách mình xuất hiện ở đài cao phía trên. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem khôi ngô lão giả. Hàn Lê, khôi ngô lão giả lôi bá híp híp hai mắt, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, liền bằng ngươi cũng muốn cản ta. Hàn Lê híp híp hai mắt, hắn tự nhiên biết rõ lôi bá kinh khủng, dù sao, lôi bá thế nhưng là tam lưu thế lực phong lôi các chủ, không thể so với âm tuyệt yếu bao nhiêu. Ta không phải cản ngươi. Hàn Lê thần sắc chậm rãi giãn ra, lắc đầu cười nói. Nếu như thế, vậy liền cút ngay, lôi bá căn bản không có cái gì tốt ngữ khí, nổi trận lôi đình. Hàn Lê không những không giận mà còn cười, ánh mắt đảo qua ở đây tu sĩ, cuối cùng ánh mắt rơi vào tứ đại tam lưu thế lực chủ thượng, nói các ngươi muốn ngồi sao? Các ngươi muốn ngồi sao? Hàn Lê ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem tứ đại thế lực chi chủ, ngôn ngữ bên trong tràn đầy nghiền ngẫm cùng khiêu khích ý, tựa như căn bản không đem ba người này đặt ở trong lòng một dạng. Kỳ thật, Hàn Lê trong lòng vẫn là cực kỳ chấn kinh, U Vân phủ cấp dưới tam lưu thế lực, vậy mà đến rồi bốn cái thế lực chủ, hơn nữa toàn bộ đều cố ý khiêu khích đệ nhất thành. Nếu như bọn họ muốn cùng đệ nhất thành khai chiến mà nói, đệ nhất thành tất nhiên sẽ có rất lớn áp lực. Nhưng Tiêu Phàm nói cho hắn biết, đệ nhất thành muốn hủy diệt cái này tứ đại thế lực, chỉ là phất tay sự tình mà thôi. Nghĩ vậy, Hàn Lê cái này mới không có luống cuống. Nếu không mà nói, hắn lại thế nào dám theo tứ đại tam lưu thế lực chủ như thế nói chuyện đâu. Một cái chỗ ngồi mà thôi, bản các chủ muốn ngồi lại như thế nào, không muốn ngồi lại như thế nào. Phong lôi các chủ lôi bá hừ lạnh một tiếng, trên người mạnh mẽ tuyệt đối khí tức phồng lên, cổ thần cảnh uy áp mãnh liệt cuộn trào ra. Oanh, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ lực lượng cuồng bạo phóng tới tứ phía bát phương, những cái kia nhỏ yếu tu sĩ. Bị thổi làm ngã trái ngã phải, kém chút ngã ngồi ở mặt đất. Lôi bá tiến lên một bước, mạnh mẽ tuyệt đối khí tức bành trướng tuôn ra, một bộ muốn cùng Hàn Lê khai chiến tư thế. Hàn Lê đứng ở đó không nhúc nhích, thần sắc không hề bận tâm, nhưng trong lòng là có phần có chút khẩn trương. Lôi bá dù sao cũng là tam lưu thế lực chủ,
thậm chí so phi kiếm môn môn chủ Hàn Kiếm còn muốn cường đại một chút, cũng đã ẩn ẩn một cước bước vào cổ thần cảnh trung kỳ. Hít sâu một cái, Hàn Lệ áp chế trong lòng lo lắng, ngưng tiếng nói, người nghĩ đi lên ngồi có thể, nhưng ngươi được có cái này tư cách. Ngươi nói ta không tư cách, Lôi Bá thiếu chút nữa thì bạo phát ra, nở rộ khí thế không ngừng đánh thẳng vào đài cao, cũng là bị một nguồn năng lượng gợn sóng ngăn cản ở ngoài. Cho dù hắn thân làm cổ thần cảnh, cũng trong lúc nhất thời không làm gì được đạo kia gợn sóng năng lượng. Cái khác tam đại thế lực chủ nhìn thấy, một bộ xem kịch vui bộ dáng, cũng không có nhúng tay ý tứ. Bọn họ đều sẽ không cho phép đệ nhất thành thành lập, kể từ đó, cái này chu vi mấy chục vạn dặm địa vực, cũng liền thuộc về bọn hắn tứ đại thế lực, đây chính là tương đương với vô tận tài nguyên A. Mà một khi đệ nhất thành trở thành tam lưu thế lực, đến lúc đó chu vi hơn 10 dặm địa vực, đại bộ phận cũng liền trở thành đệ nhất thành địa bàn, đây là bọn họ không muốn nhìn thấy. Ngươi liền cái này trận pháp đều không phá được, chẳng lẽ đây chính là ngươi nói có tư cách? Hàn Lê khẽ cười một tiếng, nhìn thấy Lôi Bá không cách nào giải khai trận pháp, hắn trong lòng cũng thở dài một hơi. Lôi Bá nghe vậy, trên người khí thế lần nữa kéo lên không ít, nhưng mà vô luận hắn dùng lực như thế nào, trận pháp vẫn như cũ bất động mảy may. Đây là cái gì trận pháp? Mặt khác tam đại thế lực chủ bên trong một người mặc hỏa hồng bào nam tử trung niên hơi hơi ngoài ý muốn nói, quanh người hắn lờ mờ hiện lên kim sắc hỏa diễm. Hỏa hồng bào nam tử trung niên không phải kẻ khác, chính là tam lưu thế lực kim diễm cốc cốc chủ Bắc Nguyên Triệt, trên người khí tức cũng cực kỳ ngông cuồng, không kém gì Lôi Bá bao nhiêu. Trong thành này vậy mà còn có trận pháp sư, một cái khác hắc bào lão giả cười gần nói, quanh thân hắc khí phồng lên, dường như có vô số quỷ ảnh tại nộ khiếu. Hắn tên là U Tuyền, chính là tam lưu tông môn quỷ vương môn môn chủ, một thân thực lực sâu không lường được. Bốn phía người không dám tới gần hắn trong vòng một trượng. Hắn bó chặt áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía một cái khác áo bào trắng nam tử trung niên nói, rơi các chủ, ngươi không phải cũng là trận pháp đại sư à, phá vỡ cái này trận pháp có lẽ không khó a. Một cái khác áo bào trắng nam tử trung niên đứng chắp tay, nhíu mày, mày kiếm lộ ra một tia sắc bén chi khí, lạnh lùng nhìn xem phía trước trận pháp, không nói một lời. Phá vỡ cái này trận pháp cũng không khó. Thật lâu, áo bào trắng nam tử trung niên lắc lắc đầu nói. Dứt lời, trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, không chờ đám người lấy lại tinh thần. Một đạo cầu vồng kiếm từ hắn trước người lóe qua, hư không đều dường như bị tách rời ra một dạng. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, cầu vồng kiếm đảo qua gợn sóng năng lượng, trận pháp màn sáng thế mà xé ra một đạo liệt phùng, khí tức cũng biến thành vô cùng bắt đầu cuồng bạo. Phá vỡ, kim diễm cốc cốc chủ Bắc Nguyên Triệt híp híp hai mắt, nhìn về phía áo bào trắng nam tử trung niên ánh mắt tràn đầy một tia kiêng kỵ, một tinh thần kiếm đạo, lại muốn cường đại hơn nhiều, đáng tiếc hắn cũng đã đột phá cổ thần cảnh, nếu không mà nói, thiên thần bảng tranh đoạt tái có một chỗ của hắn. Một tinh thần, chính là áo bào trắng nam tử trung niên danh tự, hắn cũng là tam lưu thế lực lạc thần các chủ, chính là cực kỳ thần bí một nhân vật, tự thân thực lực cũng sâu không lường được. Ân, đột nhiên, một tinh thần hừ nhẹ một tiếng, lại là nhìn thấy, cái kia bị phá vỡ trận pháp màn sáng, đột nhiên lại lần nữa dung hợp cùng một chỗ. Phục hồi như cũ, U Tuyền trong mắt lộ ra một vòng sắc bén chi khí, lập tức nhếch miệng cười nói, rơi các chủ, nhìn đến người kiếm đạo bước lui. Người nghĩ thử xem sao, một tinh thần băng lãnh như kiếm con người chuyển hướng U Tuyền vội vàng quay đầu nhìn về phía trước. Thử một tinh thần kiếm. Không phải U Tuyền không dám, mà là hắn rất ít cùng người giao thủ, một khi hắn xuất thủ, chính là muốn phân sinh tử. Nhìn đến các ngươi đều không có tư cách, lúc này, Hàn Lê thanh âm vang lên, trong giọng nói lộ ra hí ngược ý. Vừa mới nhìn thấy trận pháp màn sáng bị phá vỡ, tâm hắn nhưng cũng là thoát lên tới cổ họng, thiếu chút nữa thì không thoát đi nơi đây, bất quá khi hắn nhìn thấy trận pháp phục hồi như cũ lúc, trên mặt lại khôi phục tự tin. Tự tìm cái chết, làm càn, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, dám theo môn chủ như thế nói chuyện. Mục tinh thần bọn họ còn không có mở miệng, tứ đại thế lực tu sĩ liền bắt đầu giống giật, Hàn Lê vũ nhục bọn họ tông chủ, tựa như giết bọn họ phụ mẫu một dạng. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Các ngươi liền cái này trận pháp đều không phá được, lại có gì tư cách ngồi ở chỗ này? Hàn Lê khinh thường nói,
ẩn ẩn lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo. Một câu, liền đem tứ đại thế lực chi chủ đồng thời đắc tội. Sau một khắc, tứ đại thế lực chi chủ trên người bộc phát ra vô cùng đáng sợ khí tức, đồng thời từ bốn cái phương hướng nhào về phía trận pháp, bốn người hiển nhiên là dự định đồng tâm hiệp lực hủy đi cái này trận pháp. Ầm ầm, cuồng bạo khí tức từ trên trận pháp bên bao phủ mà ra, hư không đều một trận rung động lấy, trận pháp tựa như tùy thời có thể nổ tung một dạng. Bất quá, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, trận pháp vẫn như cũ chỉ là xuất phát từ bộc phát biên giới, vẫn như cũ không có chân chính phá vỡ. Ầm một tiếng nổ vang, trận pháp bên trong một đầu ghế dựa bỗng nhiên bạo tán mà ra, tứ đại cường giả lực bộc phát lượng quá mức hung mãnh, mặc dù có trận pháp ngăn cản, cũng vẫn như cũ không có toàn bộ ngăn trở. Mục tinh thần bốn người sắc mặt không phải đẹp mắt, bọn họ bốn người hợp lực, cho dù cổ thần trung kỳ đều muốn lui tránh, hiện tại thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ trận pháp đều không phá nổi, cái này khiến bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hiện tại chỉ còn lại ba cái ghế, nói cách khác, nhiều nhất chỉ có ba người có thể có tư cách ngồi ở chỗ này, hoặc có lẽ là, các ngươi đều không có tư cách. Hàn Lê khẽ mỉm cười nói, dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn xem tứ đại thế lực chi chủ. Bốn người nghe vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng đều mười phần khó chịu bản thân bị người xem thường, bọn họ thế nhưng là đường đường thế lực chủ, chu vi hơn 10 dặm phạm vi bên trong, không có người nào dám tùy tiện đắc tội bọn họ tồn tại. Có thể hiện tại, bản thân ba người tham gia một cái bất nhập lưu thế lực xây thành trì đại điển, thậm chí ngay cả ngồi tư cách đều không có. Cái này muốn truyền đi, chẳng phải là sẽ trở thành thiên đại cười nhạo. Thật đúng là dụng tâm hiểm ác, U Tuyền quanh thân quỷ ảnh bốc lên, đằng đằng sát khí nói. Bọn họ dù sao cũng là thế lực chi chủ, có thể trưởng quản một phương thế lực, nhãn lực cùng trí tuệ tự nhiên là sẽ không kém đi nơi nào. Mấy người liếc mắt liền nhìn ra đệ nhất thành dụng tâm hiểm ác, đệ nhất thành cố ý hủy đi một đầu ghế dựa, chính là vì buộc bọn họ bốn người vì tranh đoạt ba cái kia tư cách mà tàn sát lẫn nhau. Không thể không nói, một chiêu này, thật đúng là làm khó bọn họ. Tràng diện một mảnh yên lặng, tứ đại thế lực chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Bậc này tiểu tâm tư, làm sao có thể khích tướng được rồi tứ đại thế lực chủ đâu. Âm thầm có người nhẹ giọng nói, bọn họ hiển nhiên cũng nhìn ra đệ nhất thành âm mưu. Thế nhưng là, tứ đại thế lực chi chủ, không nói thiên phú kinh người, nhưng chí ít cũng là trí tuệ hơn người hạng người, bọn họ lại làm sao có thể bên trong đối phương âm mưu đâu. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, tứ đại thế lực chủ cũng không có nhất trí đối ngoại, ngược lại đề phòng lẫn nhau lấy. Thôi, dù sao cái này trận pháp các ngươi cũng không phá được, thành chủ đại nhân nhân từ, liền để các ngươi vào đi. Hàn Lê hài lòng nhìn xem bốn người động tĩnh, đưa tay vung lên, cái kia trận pháp màn sáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lê một mặt cười khẽ nhìn xem tứ đại thế lực chi chủ, tựa như lại nhìn trò hay đồng dạng, sau đó làm một cái mời thủ thế, bốn vị, mời. Thoại âm rơi xuống, Hàn Lê liền lách mình biến mất nguyên địa, lần nữa lúc xuất hiện, đã là chủ tọa bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn xem bốn người. Nguyên bản đám người coi là triệt hồi trận pháp, tứ đại thế lực chủ sẽ không chút do dự lên đài, có thể làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, tứ đại thế lực chủ vậy mà đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích, người nào cũng không có tiến lên. Đám người chỉ biết rõ, một tinh thần bọn họ bốn người đều không muốn đệ nhất thành thành lập, thậm chí đều muốn hủy đệ nhất thành, nhưng là, bốn người cũng không phải là đồng lòng, mỗi người đều có điểm tiểu tâm tư. Một khi hủy đệ nhất thành, cái kia tứ phương tiểu thế lực, nhất định sẽ lựa chọn phụ thuộc cái khác cường đại thế lực, mà bọn họ tứ đại thế lực, tất nhiên trở thành những cái này tiểu thế lực chọn lựa đầu tiên đối tượng. Tiểu thế lực muốn phụ thuộc một cái cường đại thế lực, chủ yếu nhất nhìn cái gì đấy? Tự nhiên là thực lực, chỉ có thực lực đủ mạnh, mới có thể càng tốt cho bọn họ che gió che mưa. Nếu như giờ phút này có thể biểu hiện càng thêm cường đại, những cái kia tiểu thế lực tự nhiên sẽ càng thêm ngưỡng mộ càng thêm cường đại thế lực, đồng thời, gia nhập tiểu thế lực càng nhiều, tam lưu thế lực tự nhiên cũng liền càng cường đại, đây là hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá, cái này cũng là bọn họ bốn người không ai nhường ai, cùng Tiêu Phàm tại sao có thể bố cục nhường bốn người hướng bên trong nhảy nguyên nhân. Cái này kỳ thật cũng không phải âm mưu gì, mà là một cái dương mưu, nhưng lại bóp tứ đại thế lực chủ uy hiếp, nhưng bọn họ không thể không làm ra lựa chọn.
Những cái kia bình thường tu sĩ mặc dù biết rõ Tiêu Phàm cố ý hủy đi một đầu ghế dựa muốn cho bốn người tàn sát lẫn nhau, nhưng bọn họ lại nhìn không thấy phía sau có nhường bốn người không thể cự tuyệt dụ hoặc. Công tử cái này một kế, thật đúng là lợi hại, liền khích bác ly gián bốn người. Hàn Lê nhìn xem Tranh Phong tương đối bốn người, trong lòng kinh ngạc nói. Nguyên bản nhìn thấy tứ đại thế lực chủ xuất hiện ở đệ nhất thành người đều có chút hãi hùng khiếp phía, sợ bọn họ những người này gây sự. Tứ đại thế lực cũng xác thực tìm đệ nhất thành phiền phức, một phần hạ lễ liền bắt đầu hung hăng đánh đệ nhất thành mặt, đệ nhất thành tu sĩ cũng đã làm xong đại sát một trận chuẩn bị. Có thể bọn họ không nghĩ đến là, Tiêu Phàm thì đơn giản trưng bày vài cái ghế dựa, bố trí một cái trận pháp, liền để tứ đại thế lực chủ bắt đầu tranh phong tương đối. Oanh, một tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, lại là nhìn thấy Lôi Bá, U Tuyền, Mộc Tinh Thần cùng Bắc Nguyên Triệt bốn người quanh thân đột nhiên phát ra một cỗ vô cùng cuồng bá lực lượng. Bốn cỗ lực lượng hung mãnh xen lẫn cùng một chỗ, cùng ở bọn hắn sau lưng tu sĩ, hoàn toàn bị cỗ lực lượng kia tung bay, chấn động đến không ngừng ho ra máu. Thật động thủ, đám người kinh ngạc nhìn xem tứ đại thế lực chủ, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ không phải có lẽ đồng tâm hiệp lực hủy diệt đệ nhất thành à, tại sao còn không đối phó đệ nhất thành, liền bắt đầu tự giết lẫn nhau nữa nha. Người bình thường tự nhiên nghĩ không ra bốn người càng sâu xa hơn mưu lược cùng ý nghĩ, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy lợi ích trước mắt. Ha ha, đa tạ. Đột nhiên, một tiếng cười to vang lên, lại là nhìn thấy Mộc Tinh Thần đột nhiên bước ra một bước, lách mình liền xuất hiện ngọc đài trên. Mặt khác ba người nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Mộc Tinh Thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Mộc Tinh Thần ở bên trái hàng cái thứ nhất chỗ ngồi xuống tới. Đám người ngay từ đầu không biết vì sao, nhưng rất nhanh liền hiểu cái gì, không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này tứ đại thế lực chi chủ, vừa mới có lẽ đã đạt thành một ít hiệp nghị. Bọn họ mặc dù không có công khai động thủ, nhưng khẳng định tiến hành một loại khác đánh cờ, Mộc Tinh Thần dẫn đầu thắng được, tự nhiên cũng liền chiếm được một cái chỗ ngồi tư cách. Lạc Thần Các quả nhiên không hổ là U Vân phủ cấp dưới thế lực bên trong ba vị trí đầu tồn tại, các chủ thực lực, ổn áp mặt khác tam đại thế lực chủ một đầu. Nếu như đệ nhất thành hủy diệt, ta tất nhiên lựa chọn gia nhập Lạc Thần Các. Chớ nóng vội, trước xem một chút đi, đệ nhất thành thành chủ đến hiện tại đều không xuất hiện đây này, ta cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản. Đám người một mặt kính sợ nhìn xem Mộc Tinh Thần, không ít người cũng đang nghĩ lấy gia nhập Lạc Thần Các sự tình. Bọn họ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Mộc Tinh Thần là người nào, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Mộc Tinh Thần đối vị trí này cũng không bằng gì quan tâm, hắn quan tâm chỉ là Lạc Thần Các tại bốn phía tu sĩ trong lòng địa vị, bây giờ đạt đến muốn mục tiêu, hắn tự nhiên mừng rỡ không thôi. Lại đến, Quỷ Vương Môn U Tuyền thanh âm có chút khàn khàn, âm thanh lạnh lùng nói. Kim Diễm Cốc Cốc chủ Bắc Nguyên Triệt cùng Phong Lôi các chủ Lôi Bá cũng đồng thời gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, sau đó hai người lần nữa cùng U Tuyền khí thế xen lẫn cùng một chỗ. Mộc Tinh Thần chiếm được thứ nhất, tại chúng tu sĩ trong lòng thắng được danh tiếng, nhưng hiện tại bọn hắn còn chưa có thua, chỉ cần lấy được còn lại hai cái trong chỗ ngồi một cái, bọn họ vẫn như cũ có thể vãn hồi một chút ấn tượng. Cái này quan hệ đến tự thân thế lực tương lai. Tam đại thế lực chi chủ tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đa tạ, sau nửa ngày, Quỷ Vương Môn môn chủ U Tuyền khẽ cười một tiếng, thân thể giống như quỷ ảnh đồng dạng, chớp mắt thời gian, liền đã xuất hiện ở đài cao phía trên. U Tuyền đi đến bên phải cái thứ nhất trên chỗ ngồi xuống, hướng về phía Mộc Tinh Thần nhàn nhạt gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía còn lại Bắc Nguyên Triệt cùng Lôi Bá. Bắc Nguyên Triệt quanh thân kim sắc hỏa diễm mãnh liệt, mà Lôi Bá quanh thân lại là ẩn ẩn có lôi điện chi lực gào thét, hai người khí thế đều thuộc về cuồng bá loại hình, vô cùng ngông cuồng. Cái cuối cùng chỗ ngồi, là ta. Lôi Bạo gầm thét một tiếng, lôi điện chi lực giống như đại dương, đem chung quanh ba trượng chu vi bao phủ ở bên trong. Bá đạo lôi điện chi lực, hủy diệt tất cả, đánh nát tất cả. Phong Lôi Các có lẽ so với ta Kim Diễm Cốc mạnh, nhưng vốn cốc chủ có thể không kém ngươi Lôi Bá. Bắc Nguyên Triệt cũng quát lớn không thôi, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm cùng lôi điện chi lực không ngừng xông đâm vào cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau quấn quanh, lẫn nhau kịch liệt va chạm, ai cũng không làm gì được người nào. Sau một lát,
hai người sắc mặt đều hơi có chút trắng bệch, thân thể đều có chút đứng không vững đồng dạng, bọn họ loại kia giao phong, mặc dù sẽ không thương tới tính mệnh, nhưng đối tự thân tiêu hao lại là quá lớn. Cho dù cổ thần cảnh đều tiếp nhận không được, có thể nghĩ hai người giao phong trình độ kịch liệt. Lôi ngục, thật lâu, lôi bá một tiếng gầm điên cuồng, lôi điện hải lực lượng lần nữa tăng vọt, từng đầu nộ long ép về phía Bắc Nguyên Triệt, xen lẫn thành một mảnh to lớn lôi điện chi võng, đem Bắc Nguyên Triệt vây ở trung ương. Phốc, Bắc Nguyên Triệt không nghĩ đến lôi bá vậy mà như thế cường đại, vội vàng không kịp chuẩn bị, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bắc Nguyên huynh, đa tạ, lôi bá ngông cuồng cười to, thân thể lóe lên, dậm chân mà lên, tại Mộc Tinh Thần ra tay ngồi xuống. Bắc Nguyên Triệt sắc mặt khó coi đến cực điểm, khóe miệng xen lẫn từng tia máu tươi, hắn nguyên bản coi là bản thân khẳng định có thể chiếm cứ một cái chỗ ngồi. Nhưng từ đầu đến cuối, bản thân lại bại, tương đương với hôm nay liên tục thua 3 lần. Hắn trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không được cái này sự thật, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm trên đài cao đệ tứ vị trí, cái ghế kia cũng đã rách nát không chịu nổi. Rốt cuộc là đi lên, vẫn là không đi lên đâu. Bắc Nguyên Triệt trong lòng trầm tư. Thành chủ đến, cũng đúng lúc này, một tiếng hét to vang lên, đám người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng về nơi xa nhìn lại. Thành chủ, tất cả mọi người nghe được thanh âm này, phản xạ có điều kiện đồng dạng hướng về chân trời nhìn lại, lại là nhìn thấy ba đạo thân ảnh đạp không mà tới, mỗi một bước nhìn như đi rất chậm, lại dường như xúc địa thành thốn, chớp mắt liền đi tới phụ cận. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Tiêu Phàm, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu. Tiêu Phàm vẫn như cũ một bộ trường bào màu đen, trường bào thêu lên một đạo lưu kim hoa văn, cho người ta một loại tiêu sái phiêu giật cảm giác, nhưng lại không mất uy nghiêm chi khí. Như thế tuổi trẻ thành chủ, ngươi cho rằng a, ta bắt đầu cũng coi là đệ nhất thành thành chủ là một cái sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, không nghĩ đến là một cái nhìn qua 20 tuổi ra mặt thanh niên. Nếu như hắn thật chỉ có hơn 20 tuổi, cái kia thiên phú này, cho dù phóng tầm mắt U Vân phủ cấp dưới tất cả thế lực, cũng coi là cực kỳ cường hoành tồn tại đi. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, khe khẽ bàn luận lấy, thật sự là Tiêu Phàm tuổi tác nhường đám người lấy làm kinh hãi. Hơn 20 tuổi thiên thần cảnh cường giả có lẽ không tính là gì, nhưng hơn 20 tuổi liền có thể trưởng quản một phương thế lực, cái này cũng không phải vẻn vẹn nắm giữ thiên phú tu luyện liền có thể làm được. Thành chủ, Hàn Lê nhìn thấy Tiêu Phàm, làm một lễ thật sâu nói. Những ngày qua đến nay, Tiêu Phàm biểu hiện một lần lại một lần nhường hắn giật mình không thôi, lúc đầu lưu ở trong lòng lệ khí cũng đã tiêu tán không ít. Nhất là ở nhìn thấy Tiêu Phàm liền cổ thần cảnh đều có thể chém giết sau đó, Hàn Lê lúc này mới minh bạch, bản thân cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại Tiêu Phàm cái này thiên thần cảnh hậu kỳ trước mặt, cũng không tính cái gì. Nếu như Tiêu Phàm đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, đừng nói hắn chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ, liền là bình thường cổ thần cảnh trung kỳ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng, mặt mỉm cười nhìn xem cách đó không xa tam đại thế lực chủ, cầm lấy trên mặt bàn một ly rượu, hướng về phía tất cả mọi người nói, các vị đường xa mà đến tham gia đệ nhất thành xây thành trì đại điển, Tiêu Mỗ ở đây cảm tạ, uống trước rồi nói. Dứt lời, Tiêu Phàm nâng cốc rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ở đây người một mặt xấu hổ nhìn xem Tiêu Phàm, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có rượu uống. Hoặc có lẽ là, bọn họ căn bản không có tư cách, Tiêu Phàm tuy nói là kính bọn họ, nhưng ngôn ngữ bên trong căn bản không có kính bọn họ ý tứ. Mà Mộc Tinh Thần mấy người trước người trên bàn rượu có rượu, nhưng ba người cũng không dám uống, người nào biết rõ trong rượu này có hay không bị người làm tay chân đâu. Huống chi, bọn họ đến nơi này, cũng không phải chân tâm thật ý đến tham gia xây thành trì đại điển, thậm chí có thể nói là đến gây sự. Một chén rượu này, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không uống xuống dưới. Cảm nhận được đám người trên người khó chịu thần sắc, Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt ngồi xuống, lại cho Mộc Tinh Thần bọn họ làm một cái mời thủ thế, nói, mấy vị mời ngồi. Mộc Tinh Thần, U Tuyển cùng Lôi Bá ba người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, người nào cũng không có làm chim đầu đàn dự định, cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi xuống. Ba người cũng phải nhìn xem, Tiêu Phàm đến cùng làm cái quỷ gì, dám không nhìn bọn họ tứ đại tam lưu thế lực chi chủ. Bất quá,
Bắc Nguyên Triệt khả năng liền không nghĩ như vậy, Tiêu Phàm nhường Mộc Tinh Thần bọn họ ba người ngồi xuống, lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, cái này chẳng phải là nói, hắn Bắc Nguyên Triệt liền cùng Tiêu Phàm bình khởi bình tọa tư cách đều không có. Nếu như là trước đó, hắn còn dự định bản thân chuẩn bị một đầu ghế dựa ngồi đi lên, dù sao, ở đây ngoại trừ bọn họ tứ đại thế lực là tam lưu thế lực bên ngoài, thế lực khác đều chỉ là bất nhập lưu mà thôi. Nếu như hắn Bắc Nguyên Triệt muốn ngồi lên đài cao, cũng không có ai dám phản đối, người ở đây, ngoại trừ Mộc Tinh Thần bọn họ, bình thường đều không phải đối thủ của hắn. Có thể mấu chốt là, lúc này Tiêu Phàm vừa lúc xuất hiện, cái này khiến Bắc Nguyên Triệt cơ hội thất bại. Nếu như lúc này hắn cầm một cái ghế đi lên, đoán chừng sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Nghĩ vậy, Bắc Nguyên Triệt lửa giận liền không đánh vừa ra tới, trên người cuồng bá khí tức nở rộ mà ra, xông thẳng đài cao mà đi, âm thanh lạnh lùng nói, nho nhỏ thiên thần cảnh, vậy mà cũng dám không coi ai ra gì, ăn ta một kích. Lời còn chưa dứt, Bắc Nguyên Triệt trên người phát ra một đạo hoàng kim sắc hỏa diễm, xông thẳng đài cao mà đi, không, nói cho đúng là xông Tiêu Phàm mà đi. Thiên hỏa, Tiêu Phàm nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, mặc cho cái kia kim sắc hỏa diễm phóng tới hắn. Oanh, làm kim sắc hỏa diễm chạm đến Tiêu Phàm một sát na kia, hỏa diễm bỗng nhiên tựa như thiêu đốt dầu hỏa đồng dạng, bộc phát ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, Tiêu Phàm liền không thấy bóng dáng, chiếm lấy là một cái cực đại hỏa diễm người. Hừ, ta cái này cũng không phải phổ thông thiên hỏa, mà là vô hạn tiếp cận cổ hỏa. Nhìn thấy Tiêu Phàm bị hỏa diễm đốt cháy, Bắc Nguyên Triệt trên mặt lộ ra ngông cuồng mà đắc ý tiếu dung, nhưng càng nhiều là đối Tiêu Phàm khinh thường. Hắn những ngày qua, trong lỗ tai một mực nghe được Tiêu Phàm hai chữ, lỗ tai đều kém chút nghe ra vết chai. Nguyên bản Bắc Nguyên Triệt còn coi là Tiêu Phàm đến cỡ nào khó chơi, nhưng hắn không nghĩ đến, lúc này mới trong nháy mắt sự tình mà thôi, Tiêu Phàm liền bị hắn giải quyết. Có tiếng không có miếng, Lôi Bá lông mày nhíu lại, lạnh lùng trừng Tiêu Phàm một cái. Đệ nhất thành thành chủ sẽ không như thế giòn a, liền chết rồi, lại có người mở miệng, bọn họ hiển nhiên cũng không tin Tiêu Phàm cứ như vậy dễ chết. Có thể hiện tại, hắn đã bị hỏa diễm bao khỏa, chẳng lẽ hắn còn có thể chân chính kim cương bất hoại, mặc cho hỏa diễm đốt luyện. Nhưng mà, còn không có chờ đám người lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy, Tiêu Phàm thân ảnh lần nữa lộ ra, một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Hơn nữa càng thêm quỷ dị là, Tiêu Phàm trên người khí tức tựa như cường đại rất nhiều, chẳng lẽ tiểu tử này thật chỉ là đang ẩn tàng thực lực, giả heo ăn thịt hổ. Vô hạn tiếp cận cổ hỏa, ngược lại là bảo bối tốt. Đối vô tận chi hỏa tới nói, cũng là tốt nhất thuốc bổ. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, quanh người hắn lờ mờ còn có thể nhìn thấy kim sắc hỏa diễm đốt luyện hư sân chống cảnh. Bất quá cũng liền một hai cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm quanh thân hỏa diễm cũng trong nháy mắt biến mất, cả người vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại đó, lại giống như một tòa không thể di động sơn phong. Người vậy mà không có việc gì. Bắc Nguyên Triệt trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, chuẩn cổ hỏa cấp bậc hỏa diễm. Cũng không phải thiên thần cảnh có thể chịu đựng lấy. Có thể Tiêu Phàm, vậy mà thí sự đều không có, hơn nữa trên người khí tức có vẻ như còn mạnh lên. Ngươi nói ta có thể có chuyện gì? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên dò xét xuất thủ trưởng, vươn một ngón tay. Phốc phốc một tiếng, hắn đầu ngón tay chán phóng một đạo kim sắc hỏa diễm, nhìn kỹ, vậy mà cùng vừa rồi hỏa diễm khí tức giống nhau như đúc, thậm chí, còn muốn cường đại hơn nhiều. Hừ, coi như hỏa diễm không làm gì được ngươi, nhưng vốn cốc chủ muốn lộng chết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Bắc Nguyên Triệt không cam lòng yếu thế, đằng đằng sát khí nói. Cũng khó trách hắn trong lòng 10 phần khó chịu, hôm nay cái gì đều không thuận, cảm giác kìm nén một ngụm rất lớn nộ khí đồng dạng, tùy thời đều có thể phát tiết. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, ngoắc ngoắc ngón tay, nói, lăn tới, có bản sự giết chết ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào dễ như trở bàn tay giết chết ta. Dễ như trở bàn tay giết chết hắn Tiêu Phàm, đừng nói cổ thần cảnh tiền kỳ, liền là cổ thần cảnh trung kỳ cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay giết chết hắn Tiêu Phàm. Đây là ngươi bản thân tự tìm cái chết, cũng đừng trách ta. Bắc Nguyên Triệt đằng đằng sát khí nói, cũng sẽ không ổ cắm vị sự tình. Nếu như hôm nay có thể giết Tiêu Phàm, diệt đệ nhất thành.
tất nhiên có thể cho Kim Diễm Cốc mang đến chỗ tốt cực lớn, chỉ ít có 1/3 người, nhất định sẽ lựa chọn gia nhập Kim Diễm Cốc. Bắc Nguyên Triệt đột nhiên phát hiện, bản thân bại bởi Mộc Tinh Thần bọn họ 3 người, có vẻ như cũng không phải một kiện không tốt sự tình, nếu không mà nói, hắn là không thể nào có cùng Tiêu Phàm giao thủ cơ hội. Mộc Tinh Thần, U Tuyền cùng Lôi Bá 3 người nhìn thấy, cũng nhao nhao đứng dậy, ánh mắt tại Tiêu Phàm cùng Bắc Nguyên Triệt trên người đảo qua, bọn họ hận không thể hai người lập tức đụng vào nhau. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sau đó nhìn về phía Mộc Tinh Thần 3 người, dùng lão bằng hữu khẩu khí cười nói ra, ba vị vẫn là ở nơi này uống trà à, đối phó hắn, ta một người là đủ rồi. Đối phó hắn, ta một người là đủ rồi. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong lúc nhất thời không biết vì sao, không minh bạch Tiêu Phàm là có ý gì. Mộc Tinh Thần 3 người ngay từ đầu cũng là không hiểu, cái gì gọi là ngươi một người là đủ rồi, chúng ta lúc đầu không có ý định hỗ trợ xuất thủ đối phó Bắc Nguyên Triệt được rồi. Coi như muốn gia nhập các ngươi chiến đấu, chúng ta cũng nhất định là đối phó ngươi. Đương nhiên, Mộc Tinh Thần 3 người căn bản không có xuất thủ ý tứ, bọn họ trong lòng thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm cùng Bắc Nguyên Triệt đồng quy vu tận đâu. Đột nhiên, ba người nhìn nhau, trong lòng mãnh liệt một cái lộp bộp, bọn họ như thế nào nghe không ra Tiêu Phàm ý tứ, Tiêu Phàm là muốn đem bọn họ kéo xuống nước a. Vừa mới bọn họ cái kia động tác, nhìn qua rất giống bọn họ ba người chuẩn bị đối Bắc Nguyên Triệt động thủ, có thể bọn họ rõ ràng là chuẩn bị đối phó Tiêu Phàm a. Đồng dạng, rất không tốt thụ lại là Bắc Nguyên Triệt, hắn trong lòng ẩn ẩn có loại bất an, ánh mắt tại Tiêu Phàm cùng Mộc Tinh Thần bọn họ trên người đảo qua. Mộc Tinh Thần, Lôi Bá, U Tuyền, các ngươi cùng hắn hợp mưu hãm hại ta. Bắc Nguyên Triệt phẫn nộ nhìn xem ba người, gần như quát ầm lên. Bắc Nguyên Triệt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Mộc Tinh Thần lông mày hơi nhíu, băng lạnh ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm, hắn 10 phần khó chịu mình bị người lợi dụng. Ta nhưng không có nghĩ tham dự các ngươi tranh đấu ý tứ. Lôi Bá cũng khoát khoát tay, lần nữa ngồi xuống tới, khinh thường nhìn xem Bắc Nguyên Triệt. Hắn cố nhiên muốn cho Bắc Nguyên Triệt chết, nhưng là cũng không muốn trở thành Tiêu Phàm trong tay đao. Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết. U Tuyền hừ lạnh một tiếng, một đạo không chỉ từ hắn trong con ngươi bắn ra, giống như thần binh kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén. Danh con, ngươi muốn gạt ta, còn non lắm. Nhìn thấy Mộc Tinh Thần 3 người không có xuất thủ ý tứ, Bắc Nguyên Triệt trong lòng cũng thở dài một hơi, bất quá hắn trong lòng đối 3 người đề phòng. Tiêu Phàm mặt ngoài lơ đễnh, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi, âm thầm trầm ngâm nói, nhìn đến, ngươi cũng đã bắt đầu đối bọn họ 3 người đề phòng, đoán chừng cũng không dám toàn lực đối phó ta a. Chết đi, gặp Tiêu Phàm không có để ý tới bản thân, Bắc Nguyên Triệt lần nữa tức giận, trên người kim sắc hỏa diễm mãnh liệt, người chưa đến, hỏa hải đã đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong. Tiêu Phàm ánh mắt đạm nhiên, quanh người hắn thiêu đốt lên một đoàn kim sắc hỏa diễm. Cùng 4 phía kim sắc hỏa diễm nhìn qua cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá, nếu như khoảng cách gần cảm thụ, sẽ phát hiện cái này kim sắc hỏa diễm cùng Bắc Nguyên Triệt hỏa diễm khí tức có chút khác biệt. Rất hiển nhiên, cái này kim sắc hỏa diễm rõ ràng là vô tận chi hỏa biến ảo mà thành. Vô tận chi hỏa nắm giữ biến ảo lực lượng, vừa mới thôn phệ cái kia kim sắc hỏa diễm, tự nhiên cũng nắm giữ cái kia kim sắc hỏa diễm khí tức. Tiêu Phàm nhìn thấy Bắc Nguyên Triệt đánh tới. Hắn thân hình nhanh chóng thối lui, nhanh chóng tại trong biển lửa xuyên toa, quanh người hắn vô tận chi hỏa, không ngừng tàm thực chung quanh kim sắc hỏa diễm. Vô tận chi hỏa mặc dù chỉ là thiên hỏa, nhưng nó thế nhưng là một loại có thể không ngừng trưởng thành hỏa diễm, đây cũng là vô tận hai chữ tồn tại. Dù là trong thời gian ngắn không làm gì được cái này kim sắc hỏa diễm chi hải, nhưng vô tận chi hỏa lại có thể một đoàn luyện hóa, hơn nữa đối phương căn bản không cảm ứng được. Liên tiếp, cứ tiếp như thế, cái kia kim sắc hỏa diễm bị vô tận chi hỏa thôn phệ, chỉ là sớm muộn sự tình. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Bắc Nguyên Triệt kim sắc hỏa diễm cũng không phải là chân chính cổ hỏa, thậm chí còn không bằng vô tận chi hỏa, nếu không mà nói, vô tận chi hỏa thật đúng là không làm gì được hắn. Tiểu tử, người có gan đừng chạy. Bắc Nguyên Triệt tốc độ đã coi như là rất nhanh, nhưng hắn vẫn như cũ đuổi không kịp Tiêu Phàm. Thậm chí ngay cả Tiêu Phàm góc áo đều không đụng tới. Luận tốc độ, Tiêu Phàm tu luyện Thái Huyền Thần Du Bộ, hơn nữa cũng đã đạt đến đệ nhị thành huyền ảnh cấp độ,
cho dù cổ thần cảnh trung kỳ, đoán chừng cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm. Ngươi không phải có thể dễ như trở bàn tay giết chết ta sao? Làm sao, hiện tại liền đụng đều không đụng tới ta. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, tại kim sắc hỏa diễm hải bên trong ngừng lại. Bắc Nguyên Triệt phiền muộn muốn thổ huyết, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân đường đường cổ thần cường giả, thậm chí ngay cả truy một cái thiên thần cảnh tu sĩ đều đuổi không kịp. Trước đó hắn còn lời thề son sắt muốn tiêu diệt Tiêu Phàm, lại không nghĩ đến liền nhanh như vậy bị mất mặt. Để cho hắn khó chịu là, Tiêu Phàm vậy mà không nhìn hắn hỏa diễm, nếu như không phải tận mắt nhìn ra Tiêu Phàm chỉ là một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, hắn thật đúng là không tin Tiêu Phàm so với hắn thấp mấy cái tiểu cảnh giới. Hừ, vốn cốc chủ cũng phải nhìn xem, người có thể rất đến lúc nào. Bắc Nguyên Triệt hừ lạnh một tiếng, lần nữa phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp tục trốn tránh, cái này quá trình bên trong, Tiêu Phàm có thể không chỉ có chỉ là đang trốn tránh, mà là đang luyện hóa cái kia kim sắc hỏa diễm. Vô tận chi hỏa cần bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng mới có thể tấn cấp, cái này hỏa diễm rõ ràng có thể đưa đến cái này tác dụng, nếu như chỉ là giết Bắc Nguyên Triệt, không đem cái này hỏa diễm làm tới tay, Tiêu Phàm chính mình cũng sẽ xem thường bản thân. Về phần Bắc Nguyên Triệt truy sát, Tiêu Phàm hoàn toàn không coi ra gì. Tại kim sắc trong biển lửa, hắn hoàn toàn tới lui tự do. Không đúng, tiểu tử này cổ quái, rõ ràng chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng tốc độ này, nhanh có thể so với cổ thần cảnh trung kỳ. Mục tinh thần nhỏ giọng thầm thì nói, con người gắt gao nhìn xem Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng. Bắc Nguyên Triệt cái kia hỏa diễm có vẻ như phát sinh một chút biến hóa, về phần cái gì biến hóa, ta lại nói không nổi. U Tuyền cũng lông mày hơi nhíu. Ta làm sao cảm giác hắn là cố ý đang kéo dài thời gian đây này, chẳng lẽ hắn thật đúng là định đem một cái cổ thần cảnh cường giả cho mài chết không được thành. Lôi Bá Giận lông mày vặn ở tại cùng một chỗ, trầm giọng nói. Một cái thiên thần cảnh tu sĩ, muốn đem cổ thần cảnh cường giả mài chết, đây quả thực liền là thiên phương dạ đàm, đó là không có khả năng, nhưng mà hiện tại, bọn họ cảm thấy thật có khả năng phát sinh. Kim Ô Phần Nhật, Bắc Nguyên Triệt ngửa mặt lên trời gào thét, cuồng bạo tiếng giống giận dữ hóa thành cuồn cuộn năng lượng ba động, xông thẳng Tiêu Phàm mà đi, cái kia ba động bên trong, ẩn ẩn còn có từng cái hỏa diễm điểu tại bay lượn, bay múa. Bắc Nguyên Triệt giết không chết Tiêu Phàm, hắn bây giờ chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Theo lấy hắn thanh âm rơi xuống, đầy trời kim ô cùng hỏa diễm cầu, nhao nhao cực tốc hướng về Tiêu Phàm hung hăng đập tới. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Ta hút, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại hắn quanh thân, thế mà xuất hiện nguyên một đám to lớn vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt cái kia kim sắc hỏa diễm khí tức. Nếu như là cái khác thuộc tính lực lượng, Tiêu Phàm có lẽ còn muốn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là hiện tại lại là hỏa diễm, Tiêu Phàm cũng không phải sợ lửa người. Tê Lôi Thủ, theo lấy Tiêu Phàm thanh âm rơi xuống, chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở Bắc Nguyên Triệt sau lưng. Hai tay kiếm chán phóng kim mang sáng chói, dường như muốn đem phiến thiên địa này xé mở một dạng. Phốc, Bắc Nguyên Triệt cảm nhận được một cỗ hủy diệt tính khí tức tại tới gần, không chút do dự hướng về một bên tránh đi, nhưng là, tốc độ của hắn vẫn như cũ chậm nửa nhịp. Tiêu Phàm lôi đình chi chảo, vừa lúc từ Bắc Nguyên Triệt đầu vai xẹt qua, hư không máu tươi chảy ra, ngay sau đó truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Bắc Nguyên Triệt tại mấu chốt thời điểm tốc độ lần nữa tăng tốc, tránh thoát Tiêu Phàm tất sát một kích, bất quá một kích này vẫn như cũ trọng thương đến hắn. Khi hắn lần nữa lúc xuất hiện, đã là cự ly Tiêu Phàm mấy trăm trượng có hơn, khuôn mặt băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, một cái tay nhẹ nhàng lần mò một cái sau vai, lại là nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ bàn tay. Tiểu Vương Bát, hôm nay ta Bắc Nguyên Triệt không giết ngươi, thề không phải người. Bắc Nguyên Triệt triệt để tức giận rồi. Một cái thiên thần cảnh tu sĩ, vậy mà thương tổn tới hắn, đây quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Một phần vạn ta giết ngươi cũng không nhất định đâu, Tiêu Phàm cười tủm tỉm mở miệng nói. Liền bằng ngươi, Bắc Nguyên Triệt cực kỳ khinh thường, ngươi nếu là lại có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, có lẽ ta còn muốn e ngại mấy phần, có thể ngươi lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là một cái thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi, ngươi cho rằng ta là âm tuyệt sao? Một cái thiên thần cảnh hậu kỳ muốn chém giết cổ thần cảnh tiền kỳ, đơn giản liền là thiên đại cười nhạo. Vậy cũng không nhất định, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng,
ta nói, ta nếu là một phần vạn đột phá đâu? Ta nếu là vạn nhất đột phá đâu? Tiêu Phàm lời nói tràn đầy một loại châm chọc, còn có một tia nghiền ngẫm, hiểu rõ Tiêu Phàm người đều biết rõ, Tiêu Phàm lời này có thể cũng không phải nói đùa chơi. Bất quá, Bắc Nguyên Triệt nghe nói như thế, lại là ngửa mặt lên trời cười như điên, tựa như nghe được trên đời này to lớn nhất cười nhạo đồng dạng, một phần vạn liền đột phá. Trên đời này từ đâu tới nhiều như vậy một phần vạn? Đột phá thiên thần cảnh sau đó, tu sĩ muốn càng tiến một bước, thế nhưng là muôn vàn khó khăn, những cái kia tuyệt thế thiên tài, đoán chừng cũng cần thời gian rất lâu mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tiêu Phàm xem như thiên tài, nhưng là tuyệt đối không phải loại kia nói đột phá liền đột phá. Tiêu Phàm trên mặt một mực duy trì đạm nhiên mỉm cười, Bắc Nguyên Triệt nhìn thấy, trên mặt tiếu dung chậm rãi ngưng kết tại đó, trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ tiểu tử này nói là thật hay sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung, Bắc Nguyên Triệt trong lòng bất an càng ngày càng đậm. Hắn mặc dù không tin Tiêu Phàm có thể nói đột phá liền đột phá, thật là một phần vạn đâu. Ở thiên thần cảnh hậu kỳ, liền có thể cùng hắn cái này cổ thần cảnh tiền kỳ cường giả tương xứng, giống như thật đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, chiến lực tăng vọt, hắn cái này cổ thần cảnh tiền kỳ khả năng liền chưa chắc là đối thủ. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể qua vượt giai chiến đấu, vốn liền nói rõ hắn thiên phú bất phàm, có lẽ thật có khả năng đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Hay sao, ta phải được thừa dịp hắn nhỏ yếu giết hắn? Bắc Nguyên Triệt trong lòng âm trầm nói. Hắn lúc này mới minh bạch, Âm Tuyệt thực lực coi như yếu với hắn, nhưng là không kém bao nhiêu, Âm Tuyệt đều tại Tiêu Phàm trên tay ăn phải cái lỗ vốn, càng là liên lụy Thiên Âm Tông, cái này vốn là có thể nói rõ một vài vấn đề. Nghĩ vậy, Bắc Nguyên Triệt sát cơ lạnh lẽo, khí thế tăng vọt, quanh người hắn rõ ràng thiêu đốt lên hỏa diễm, lại so xương lạnh còn muốn đông lạnh triệt lòng người. Bắc Nguyên Triệt phải toàn lực ứng phó, Lôi Bá kinh ngạc nhìn xem Bắc Nguyên Triệt. Giết, cùng lúc đó, một tiếng quát lớn vang lên, Bắc Nguyên Triệt quanh thân kim sắc hỏa diễm đốt cháy hư không, tựa như một vòng kim sắc thái dương đồng dạng, đâm người không mở ra được hai mắt. Liệt Thiên Kim Viêm Lưỡi Đao. Chưa kịp Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Bắc Nguyên Triệt liền cũng đã đi tới Tiêu Phàm trước người, đưa tay một chiêu, bốn phía đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy cái kia đầy trời kim sắc hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành vô tận lít nha lít nhít kim sắc lợi nhận, kim sắc quang mang sáng chói lóa mắt, càng là lộ ra cực nóng khí tức, thiêu đốt lấy hư không. Đầy trời kim sắc lợi nhận lấy Bắc Nguyên Triệt làm trung tâm, điên cuồng chém giết tứ phương không gian, vô cùng đáng sợ. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị mấy đạo kim sắc hỏa diễm lợi nhận quét trúng, máu tươi bắn tung tóe. Tiên Thiên Thần Thông, Tiêu Phàm hai mắt ngưng tụ, thần sắc biến vô cùng thận trọng lên. Tiên Thiên Thần Thông, đến từ bản thân nhục thân cảm ngộ, có thể so sánh những cái kia hậu trường thần thông muốn cường đại hơn nhiều, uy lực hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Thiên thần cảnh tu luyện nhục thân, chính là vì cổ thần cảnh làm chuẩn bị. Bởi vì cổ thần cảnh tu luyện chính là thần thông, hơn nữa chuyên tu thần thông. Chỉ có cường đại nhục thân, mới có thể phát huy thần thông uy lực chân chính, điểm này Tiêu Phàm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc trước hắn tại chiến thần cảnh lĩnh ngộ ra thần thông ngự, còn không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, thiếu chút nữa đánh chết bản thân. Ngự, Tiêu Phàm không dám khinh thị, không chút do dự thi triển thần thông ngự, rộng lớn hắc sắc vòng xoáy bao phủ tứ phía bát phương. Cùng cái kia đầy trời kim sắc hỏa diễm lợi nhận trùng kích cùng một chỗ. Hư không phát sinh kinh khủng bạo tạc, cho người kinh ngạc là, thần thông ngự vô hình kia lực xoắn, vậy mà không kém gì Liệt Thiên Kim Viêm Lưỡi Đao mảy may. Tất cả những thứ này đắc ý tại Tiêu Phàm nhục thân mạnh, đi qua Thiên Mộ Thần Hoa tẩy lễ, Tiêu Phàm nhục thân cũng đã siêu việt thiên thần cảnh đệ tứ trọng bất hủ cảnh giới. Chỉ là không biết tại sao, hắn vẫn như cũ không thể bước vào thiên thần cảnh đỉnh phong. Điểm này Tiêu Phàm tự thân cũng 10 phần không hiểu, hắn chỉ có thể đổ cho tự thân nhục thân bị thần tính rèn luyện nguyên nhân. Bất quá, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy, mình tùy thời khả năng phóng ra một bước này. Danh con, người vậy mà cũng tu luyện ra Tiên Thiên Thần Thông. Bắc Nguyên Triệt trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Thiên thần cảnh tu luyện ra Tiên Thiên Thần Thông, có thể đều là tuyệt thế thiên tài a, chỉ cần bất tử, đợi một thời gian. Chắc chắn nhất phi trùng thiên nhân vật. Hắn nhất định phải chết, nếu không ta Kim Viêm Cốc chắc chắn gặp tai họa ngập đầu.
Bắc Nguyên Triệt trong lòng gào thét, khuôn mặt cũng càng ngày càng dữ tợn. Cuồng bạo hỏa diễm lợi nhận từ hắn trên người bắn ra, đánh thẳng vào tứ phương, cực kỳ kinh khủng. Một thoáng thời gian, cái kia đầy trời kim sắc hỏa diễm lợi nhận hóa thành từng đạo vòi rồng, túc sát chi khí bao phủ giữa thiên địa. Phía dưới đệ nhất thành vị trí, đám người toàn bộ đều nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm không trung, thần sắc không giống nhau, có ngưng trọng, có lo lắng, cũng có khinh thường. Giờ phút này, tại đệ nhất thành núi rừng bên trong một mảnh ẩn nấp xó xỉnh bên trong, đứng đấy mấy đạo thân ảnh, thần sắc đạm mạc nhìn xem không trung. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, cầm đầu hai người bên trong có một người chính là trước đó thời gian cùng Tiêu Phàm đạt thành hiệp nghị Thanh Dạ Vũ. Tại Thanh Dạ Vũ bên người, đứng đấy một cái chiến bào màu xanh thanh niên nhìn lên đi cũng liền hơn 20 tuổi, nhưng hắn phát ra khí tức lại giống như một tòa ma nhạc đồng dạng, đè người không thở nổi. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện chung quanh không khí đều biến ngưng động. Ca, ta nói không sai chứ, người này thực lực rất mạnh, ngươi là không có thấy lần trước, liền cổ thần cảnh tiền kỳ đều bị cuồng bạt tai bộ dáng. Thanh Dạ Vũ khá là đắc ý nói. Nếu như những người khác nghe được Thanh Dạ Vũ xưng hô chiến bào màu xanh thanh niên vì ca, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Chiến bào màu xanh thanh niên tên là Thanh Minh, chính là U Vân Phủ trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài, phóng tầm mắt thiên vũ vực thiên thần cảnh bên trong cũng là cường hoành hạng người. Vượt giai chiến đấu, còn không xưng được là thiên tài, người như vậy, ta U Vân Phủ không nhiều, nhưng là không ít, phóng tầm mắt thiên vũ vực chín phủ 13 tông. Càng là giống như cá giết sang sông. Chiến bào màu xanh thanh niên Thanh Minh nhàn nhạt lắc đầu. Tiêu Phàm thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng còn chưa đến kinh diễm cấp độ, chí ít, còn chưa đến vào hắn pháp nhãn cấp độ. Ta biết rõ cả ánh mắt rất cao, bất quá Tiêu Phàm thực lực quả thật không tệ. Thanh Dạ Vũ bĩu môi nói. Nàng cố nhiên cho rằng Tiêu Phàm cường đại, nhưng ở anh của nàng trước mặt, cũng không tính là gì. Phải biết. Anh của nàng thế nhưng là U Vân Phủ trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài, phóng tầm mắt toàn bộ U Vân Phủ, đồng giai tu sĩ không ai có thể là đối thủ của hắn. Mặc dù hắn chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng là, cho dù thế hệ trước cổ thần cảnh tu sĩ, cũng phải kiêng kỵ hắn mấy phần. Nếu như không phải vì tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, hắn đã sớm có thể đột phá thiên thần cảnh, đi đến cổ thần cảnh cảnh giới. Thậm chí, tin đồn chết ở trong tay hắn cổ thần cảnh cường giả đều có không ít, lại càng không cần phải nói thiên thần cảnh. Thực lực mặc dù không tệ, nhưng muốn tại thiên thần bảng tranh đoạt bài tranh đoạt ba vị trí đầu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không đợi Thanh Dạ Vũ nói xong, Thanh Minh liền cắt đứt nàng mà nói, ngữ khí khá là có chút khó chịu. Hắn tân tân khổ khổ áp chế bản thân tu vi, không phải liền là vì tranh đoạt thiên thần bảng tranh đoạt tái sao? Nếu như Tiêu Phàm nhẹ nhàng như vậy liền lấy đến ba hạng đầu, vậy hắn Thanh Minh tính là gì? Nhưng mà, lời nói chưa dứt thanh âm, Thanh Minh lẳng lặng đột nhiên híp híp hai mắt, lông mày hơi hơi vặn một cái, hơi hơi kinh ngạc nhìn xem không trung, ngưng tiếng nói tiên thiên thần thông. Nếu như vừa mới vẫn là đối Tiêu Phàm khinh thường, như vậy hiện tại, Tiêu Phàm đã để hắn thay đổi cách nhìn. Tại thiên thần cảnh liền có thể lĩnh ngộ thần thông, cũng đã không chỉ là thiên tài đơn giản như vậy. Có thể được xưng tụng là thiên kiêu. Bất quá, bằng vào một cái thần thông, muốn chiếm lấy thiên thần bảng tranh đoạt tái, vẫn là quá khó khăn. Thanh Minh lại lắc đầu. Thân làm thiên kiêu nhân vật, tự nhiên có hắn tự ngạo, Tiêu Phàm hiện tại triển lộ thực lực, vẫn như cũ không bị hắn làm sao xem trọng, cũng vẻn vẹn được xưng tụng là không sai mà thôi. Ca, ngươi nhìn, đột nhiên, Thanh Dạ Vũ khẽ kêu một tiếng, một mặt kinh ngạc nhìn xem thiên khung. Không trung phía trên, Tiêu Phàm cùng Bắc Nguyên Triệt hai người kịch liệt chém giết cùng một chỗ, thần thông ngự giảo sát chi lực, không ngừng đánh thẳng vào chung quanh kim sắc hỏa diễm lợi nhận. Hai người ai cũng không làm gì được người nào, đồng thời, hai người trên người đều nhiều rất nhiều vết thương, máu tươi thấm ướt trường bào. Ha ha, đáng tiếc, người vẫn như cũ chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ, danh con, nếu như người bây giờ là thiên thần cảnh đỉnh phong, ta vẫn thật là muốn ăn một cái thiệt thòi lớn. Bắc Nguyên Triệt cười gằn nói. Tiêu Phàm hiển lộ thực lực cũng làm cho hắn kinh ngạc không thôi, một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, vậy mà có thể cùng hắn cái này bán bộ cổ thần cảnh trung kỳ một trận chiến. Cho dù đặt ở U Vân Phủ,
cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền hắn Bắc Nguyên Triệt đều không phải Tiêu Phàm đối thủ, Bắc Nguyên Triệt hoàn toàn nghĩ không ra, cái này U Vân Phủ làm sao đột nhiên toát ra dạng này yêu nghiệt. Có đúng không? Lúc này, Tiêu Phàm trên người khẽ cười một tiếng. Vừa dứt lời, hắn trên người khí thế không ngừng kéo lên, tựa như đạt đến một cái nào đó điểm giới hạn, một trận tiếng ầm ầm từ hắn thể nội truyền đến, giống như thần long nộ minh. Ngao từng hồi rồng gầm, bành trướng thần lực phong bạo lấy Tiêu Phàm làm trung tâm trùng kích tứ phía bát phương, hắn thể nội vô tận chiến huyết triệt để sôi trào lên. Oanh một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm quanh thân hắc sắc vòng xoáy đột nhiên tăng vọt, đem đối diện Bắc Nguyên Triệt lực lượng trong nháy mắt áp chế trở về, cái kia đầy trời kim sắc hỏa diễm lợi nhận nhau nhau nổ tung, hóa thành vô tận hỏa diễm quang mang trùng kích tứ phương. Từ mặt đất nhìn lại, dường như vô tận pháo hoa đang tỏa ra, chói lọi đoạt người nhãn cầu. Đây là có chuyện gì? Đám người hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn xem không trung, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mộc Tinh Thần, U Tuyền cùng Lôi Bá cũng là lông mày vặn ở tại cùng một chỗ, bọn họ nhìn nhau, muốn từ đối phương trong mắt biết rõ đáp án, nhưng mà ba người đều là một mặt mê mang. Mộc Tinh Thần, nhanh, cùng một chỗ giết hắn. Lúc này, một tiếng quát lớn từ phía chân trời truyền đến, lại là nhìn thấy một vệt sáng bay ngược mà về, Lưu Quang không phải kẻ khác, chính là bị Tiêu Phàm đánh bay Bắc Nguyên Triệt. Bất quá giờ phút này, Bắc Nguyên Triệt cánh tay phải cũng đã nổ nát vụn, máu me đầm đìa, hắn máu me khắp người, bộ dáng cực kỳ bi thảm, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Bắc Nguyên Triệt bị thương, đám người một trận hãi hùng khiếp vía, Bắc Nguyên Triệt đây chính là cổ thần cảnh A, so Âm Tuyệt đều muốn cường đại nhân vật, giờ phút này lại bị một cái thiên thần cảnh tu sĩ chấn thương, mà lại còn yêu cầu viện binh. Nơi xa giữa rừng núi Thanh Minh ánh mắt lóe lên, trong mắt cũng lóe qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Bắc Nguyên Triệt bị đánh bay, cho dù là hắn, cũng không thể tùy tiện làm được a. Hắn ánh mắt, từ bắt đầu khinh thường, chậm rãi biến thành ngưng trọng. Mộc Tinh Thần, U Tuyền cùng Lôi Bá ba người sắc mặt biến hóa, nếu như Bắc Nguyên Triệt chết, có phải hay không liền muốn đến phiên bọn họ ba cái nữa nha? Nếu như Tiêu Phàm đơn độc đối phó bọn hắn, bọn họ lại là không là Tiêu Phàm đối thủ đâu. Ba người trầm ngâm thời khắc, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Ta khuyên ba vị, tốt nhất vẫn là đứng ở nơi này đừng động. Liền bằng ngươi, cũng có thể ngăn lại chúng ta sao? Lôi Bạo là một cái hỏa bạo tính cách, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Hàn Lê, đằng đằng sát khí nói, quanh thân ẩn ẩn có lôi điện chi lực tràn ngập, mãnh liệt. Vừa mới mở miệng nói chuyện không phải kẻ khác, chính là Hàn Lê. Hàn Lê thực lực bọn họ cũng có hiểu biết, cho dù tại phi kiếm môn bên trong, cũng chỉ thuộc về trách xuống dưới thực lực, đừng nói hắn chỉ có một người, liền là lại đến mấy cái, cũng không chắc ngăn được bọn họ a. Dù sao, nơi này ngoại trừ bọn họ bốn đại tông chủ bên ngoài, có thể còn có không ít cái khác cổ thần cảnh cường giả. Hàn Lê giống như cười mà không phải cười nhìn xem ba người, một chút cũng không lo lắng bộ dáng, bất quá hắn trong lòng lại là nổi lên coi thường. Hắn rõ ràng, tứ đại thế lực bên ngoài chỉ có bọn họ bốn đại cổ thần cảnh cường giả đến, nhưng là cũng có khả năng có cái khác cổ thần cảnh cường giả ẩn tàng đang âm thầm a. Mặt khác, bọn họ mang đến những cái này thiên thần cảnh cũng không phải ăn chay, chỉ ít đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có dạng này thực lực, mới có tư cách nhường tứ đại thế lực chủ mang theo. Không thử một chút, làm sao biết rõ đâu. Hàn Lê ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh, thật sự là hắn đi theo Tiêu Phàm những ngày qua. Đã trải qua quá nhiều tâm kinh động phách sự tình. Thiên Âm Tông lục đại cổ thần cảnh cường giả đột kích, đều bị Tiêu Phàm diệt, hiện tại bên ngoài chỉ có bốn cái mà thôi, giết bọn hắn cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Ngươi chẳng lẽ còn muốn dựa vào cái kia trận pháp giết chúng ta? Lôi Bá trên mặt lộ ra một sợi vẻ khinh miệt. Lần này, Hàn Lê còn không có mở miệng, bất quá một đạo khác thanh âm vang lên, các người bốn người còn không tư cách để cho chúng ta vận dụng hộ thành đại trận. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim từ ba cái phương hướng chậm rãi đi tới, ba người trong con ngươi phun phóng tinh quang, trên mặt lộ ra khinh thường thiếu dung, mở miệng lại là Lăng Phong. Khinh thường, rất nhiều người còn coi là mắt mình hoa, ba người kia, có vẻ như đều chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ A, Tiêu Phàm cái này thiên thần cảnh hậu kỳ như thế phách lối cũng liền bình thường. Hiện tại cái này ba cái thiên thần cảnh trung kỳ tu sĩ,
vậy mà cũng giống như vậy giọng điệu, chẳng lẽ bọn họ ba cái so Tiêu Phàm còn muốn yêu nghiệt hay sao? Tự tìm cái chết, Lôi Bạo giận tím mặt, một cái thiên thần cảnh trung kỳ tiểu tử trách mắng hắn, đơn giản liền là đối hắn vũ nhục. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn một cái thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả liền bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ, hướng về Lăng Phong nộ sát mà đi. Trận lên, lúc này, Lăng Phong một tiếng quát nhẹ, trong tay áo ngón tay đột nhiên kết ấn. Ong ong một thoáng thời gian, chung quanh quảng trường đột nhiên chán phóng vô lượng quang mang, giống như thần liên đồng dạng xuyên thủng hư không, tại bốn phía xen lẫn thành một chương to lớn quang võng. Âm một tiếng, cái kia thẳng hướng Lăng Phong thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, đột nhiên nhận lấy một cỗ vô hình lực lượng cách trở, thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra, khóe miệng tràn ra một sợi máu tươi. Trận pháp, Mộc Tinh Thần mấy người sắc mặt biến hóa, bọn họ chỗ nào biết rõ, bản thân vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác liền đi vào trận pháp bên trong. Coi là dựa vào một cái này phá trận pháp liền có thể giết chúng ta. U Tuyền quanh thân hắc vụ quay cuồng, thanh âm khàn khàn, giống như kim loại ma sát, cực kỳ chói tai. Các vị an tâm chớ vội, Hàn Lê cười nhạt một cái nói, bằng vào cái này trận pháp, giết các ngươi tự nhiên làm không được, nhà ta công tử cũng không dự định giết các ngươi, chỉ là muốn cho các ngươi chậm rãi uống nửa canh giờ trà mà thôi. Nửa canh giờ, Mộc Tinh Thần híp híp hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, khinh thường nói, chẳng lẽ hắn coi là nửa canh giờ liền có thể giết Bắc Nguyên Triệt hay sao? Phải hay không phải, chúng ta nhìn xem sẽ biết, Hàn Lê ngưng tiếng nói. Siêu siêu vừa dứt lời, đột nhiên chân trời lần lượt từng bóng người đạp không mà lên, nhanh chóng thiểm điện, xông thẳng chân trời Bắc Nguyên Triệt vị trí địa phương mà đi. Những người kia trên người phát ra vô cùng cuồng bá khí tức, quanh thân càng là thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, giống như từng vòng tiểu thái dương một dạng. Là kim diễm cốc người, có người cả kinh kêu lên, nhận ra những người kia lai lịch. Kim diễm cốc người, tại Bắc Nguyên Triệt cùng Tiêu Phàm đại chiến thời khắc, liền đã rời đi quảng trường, cái kia đại trận tự nhiên cũng ngăn không được bọn họ. À, các ngươi cũng quá xem thường tam lưu thế lực, coi là dùng âm mưu tính kế Thiên Âm Tông, chúng ta hay là chúng kế sao? Lôi Bá cực kỳ khinh thường nói. Bọn họ dám dứt khoát xâm nhập đệ nhất thành, tự nhiên có bọn họ ỷ vào. Vậy cũng chưa hẳn, Lăng Phong híp híp hai mắt, dư quang liếc nhìn lấy phía trước, lúc này, đột nhiên lại có lần lượt từng bóng người từ một cái khác phương hướng chảy ra mà tới, tốc độ cũng đồng dạng không chậm mảy may. Thiên thần cảnh, cảm nhận được cái kia một đám người trên người khí thế, Lôi Bá ba người sắc mặt lại biến khó nhìn lên, con người nhìn chằm chặp không chung. Mộc Tinh Thần đám người coi là đệ nhất thành là dựa vào trận pháp mới diệt Thiên Âm Tông, nơi nào sẽ nghĩ đến, nơi này vậy mà cũng có nhiều như vậy thiên thần cảnh. Mấy người thế mới biết, bản thân đám người còn đánh giá thấp đệ nhất thành, lần trước trận pháp che lấp, bọn họ căn bản là nhìn không thấy đệ nhất thành chân thực tình huống. Các chủ, những người này có một chút ta nhìn rất quen mắt, hình như là phi kiếm môn người. Trận pháp bên trong, Lạc Thần các một cái tu sĩ kinh ngạc nói ra. Không chỉ phi kiếm môn người, còn có Lưu Vân Tông, Thanh Nham bộ lạc, Hắc Giao bộ lạc. Lại có người kêu lên. Nghe nói như thế, Mộc Tinh Thần ba người sắc mặt lấp lóe không yên, U Tuyền trầm giọng nói như vậy, phi kiếm môn cùng cái kia mấy đại thế lực, cũng không phải bị hủy diệt, mà là gia nhập đệ nhất thành rồi. Lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi không thôi, nếu quả thật là dạng này, cái kia phi kiếm môn thế nhưng là có không ít cổ thần cảnh a. Nếu quả thật có nhiều như vậy cổ thần cảnh, vậy bọn hắn những người này, đoán chừng cũng có đi mà không có về. Không có khả năng có nhiều như vậy cổ thần cảnh, phi kiếm môn người nói, bọn họ môn chủ Hàn Kiếm cùng mặt khác mấy vị trưởng lão mệnh bài phá toái, nhất định là chết đến không thể lại chết, Hàn Lê cùng những người này chỉ bất quá thần phục đệ nhất thành mà thôi. Mộc Tinh Thần lắc lắc đầu nói. Vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lôi Bá trên người lôi điện tùy thời đều chuẩn bị bộc phát. Trước rời đi nơi này, U Tuyền ngưng tiếng nói, hắn là một cái cực kỳ chú ý cẩn thận người, lưu ở nơi này cho hắn một loại mãnh liệt bất an. Ba người gật gật đầu, riêng phần mình xuất lĩnh lấy bản thân thế lực hướng về chân trời phóng đi, tam đại cổ thần cảnh cường giả xuất thủ, bọn họ không tin không phá nổi cái này trận pháp. Ầm ầm, hư không một trận nổ vang, nhưng bọn họ kinh hãi là quảng trường bên trên mới màn sáng vậy mà không có chút nào không tổn hao gì,
chỉ là nhộn nhạo từng đạo gợn sóng mà thôi. Tam đại cổ thần cảnh, vậy mà không phá nổi cái này trận pháp. Nói đùa cái gì, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn họ thật đúng là không tin. Có thể sự thật liền là như thế, bọn họ lực lượng căn bản không làm gì được cái này trận pháp. Tất cả mọi người dùng hết toàn lực, Mộc Tinh Thần hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm nở rộ, hóa thành một dải lụa bay về phía tứ phía bát phương. Ta khuyên các ngươi vẫn là an tâm chớ vội tốt, Hàn Lê khẽ cười một tiếng, nhìn thấy Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim ba người một mặt bình thản hợp lực thao túng trận pháp, trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Bọn họ cố nhiên giết không chết Mộc Tinh Thần bọn họ, nhưng trong thời gian ngắn lại khốn trụ bọn họ, bây giờ chỉ cần chờ Tiêu Phàm cùng Bắc Nguyên Triệt làm kết thúc là được rồi. Hàn Lê rõ ràng cái kia nửa canh giờ là có ý gì. Đang như Sấm Bá nói, Tiêu Phàm liền là muốn tại trong vòng nửa canh giờ giải quyết Bắc Nguyên Triệt. Nghĩ vậy, Hàn Lê không khỏi nhìn về phía không trung, Tiêu Phàm có thể tại trong vòng nửa canh giờ giết chết Bắc Nguyên Triệt sao? Không trung phía trên, Kim Diễm Cốc một đám tu sĩ bị đệ nhất thành thiên thần cảnh cường giả ngăn cản, những này thiên thần cảnh, đúng là phi kiếm môn, hơn nữa đều là bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật người. Không cần Tiêu Phàm mở miệng, bọn họ cũng sẽ dùng tính mạng mình bảo hộ Tiêu Phàm an toàn, Tiêu Phàm chết, bọn họ cũng đồng dạng sống không được. Trong lúc nhất thời, Kim Diễm Cốc cường giả cùng đệ nhất thành thiên thần cảnh kịch liệt chém giết cùng một chỗ, hai phe ai cũng không nhường ai. Mà ở càng cao thiên hơn tế, Tiêu Phàm cùng Bắc Nguyên Triệt lần nữa đụng vào nhau, Tiêu Phàm mặc dù vết thương chẳng chịt, nhưng so Bắc Nguyên Triệt lại đã khá nhiều. Hắn trên người khí thế còn đang không ngừng kéo lên, người sáng suốt đều biết rõ, Tiêu Phàm đây là muốn đột phá dấu hiệu. Bắc Nguyên Triệt trên mặt lộ ra dữ tợn, nhìn thấy Mộc Tinh Thần ba người bị nhốt, hắn trong lòng càng là muốn tuyệt vọng lên. Thật sự là Tiêu Phàm quá mạnh, mạnh vượt quá hắn dự liệu. Dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão ở đâu? Bắc Nguyên Triệt dùng hết toàn lực gào thét một tiếng, hắn giờ phút này cũng đã vết thương chồng chất, lại làm sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ? Chạy, hắn Bắc Nguyên Triệt không phải là không có nghĩ tới, có thể hiện tại chạy trốn, nhưng hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại, càng chủ yếu là, một khi chạy trốn, về sau muốn trưởng khống Kim Diễm Cốc, tiếp tục đảm nhiệm Kim Diễm Cốc cốc chủ. Cơ hồ là không thể nào sự tình. Bắc Nguyên Triệt không phải nhát gan hạng người, hơn nữa muốn quyền lực cực lớn, không tới sinh tử tồn vong mấu chốt thời điểm, hắn là không thể nào thoát đi nơi đây. Giết, theo lấy Bắc Nguyên Triệt thoại âm rơi xuống, đệ nhất thành bên ngoài một mảnh núi rừng bên trong, đột nhiên xông ra hai đạo thân ảnh, cổ thần cảnh khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, bá đạo uy áp bao phủ giữa thiên địa, ép tới đám người không thở nổi. Còn có người. Không chỉ có người, vẫn là hai cái cổ thần cảnh cường giả, lần này, Tiêu Phàm chết chắc. Đúng vậy a, ba cái cổ thần cảnh cường giả, cho dù cổ thần trung kỳ, cũng phải hơi hơi kiêng kỵ một phần, hắn chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi, mặc dù ẩn ẩn muốn đột phá, nhưng vẫn như cũ không có phóng ra một bước kia. Đám người kinh kêu ra tiếng, kinh ngạc nhìn xem không trung, tại đại bộ phận người nhìn đến, Tiêu Phàm đã chết định. Chuyện tam đại cổ thần cảnh cường giả vây công, có thể không chỉ có chỉ là hung hiểm, đừng nói hắn chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ, liền là đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng mà, oanh một tiếng nổ vang, tại tất cả mọi người cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, không trung phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái bọc lấy trường bào màu đỏ ngòm, trên mặt mang theo một cái hắc sắc mặt nạ nam tử, bắp thịt cả người phát ra bạo tạc tính chất khí tức. Cổ thần cảnh. Hàn Lê kinh ngạc nhìn xem không trung, mí mắt một trận cuồng loạn, vừa mới một sát na kia, hắn chuẩn bị xuất thủ ngăn cản cái kia hai đại cổ thần cảnh cường giả. Có thể trong đầu hắn lại là hồi tưởng lên Tiêu Phàm bàn giao lời nói, hắn nhiệm vụ liền là bảo hộ Lăng Phong bọn họ, dùng trận pháp vây khốn Mộc Tinh Thần đám người. Hàn Lê cuối cùng vẫn là lựa chọn thủ vững Tiêu Phàm bàn giao nhiệm vụ, hiện tại nhìn đến, Tiêu Phàm chuẩn bị ở sau hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng. Chỉ là Hàn Lê không hiểu là, cái kia cổ thần cảnh cường giả là ai? Vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Không chỉ Hàn Lê không hiểu, ngay cả Lăng Phong bọn họ cũng là không hiểu, bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua, Tu La Điện còn có cổ thần cảnh cường giả, nhưng là cái này người đeo mặt nạ, bọn họ trước đó lại là gặp qua.
cái kia cổ thần cảnh cường giả tự nhiên không phải kẻ khác, mà là phệ hồn khống chế Dạ Cửu U. Dạ Cửu U nhục thân vốn liền đã đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, lại tăng thêm phệ hồn thiên phú, tại trong vòng hơn một tháng đột phá đến cổ thần cảnh, cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Phệ hồn đi tới thái cổ thần giới sau đó, liền một mực ở tại chỗ tối, Tu La Điện người biết rất ít. Các ngươi đối thủ là ta. Phệ hồn nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, bạo tạc tính chất một quyền hung hăng hướng về hai cái kia cổ thần cảnh cường giả đánh tới. Dạ Cửu U thân thể thế nhưng là Tu La ma thể, bá đạo vô song, cũng liền Tiêu Phàm vô tận chiến thể có thể tùy tiện áp chế hắn, những cái này cổ thần cảnh có thể chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhất là đột phá cổ thần cảnh sau đó, phệ hồn điều khiển hắn thân thể cũng đã cực kỳ thành thạo, cùng chính hắn đang chiến đấu không có mảy may khác nhau, đây cũng là phệ hồn thiên phú kinh khủng một trong. Hai đại cổ thần cường giả nhìn thấy phệ hồn đánh tới, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái kia áp bách tính nhục thân lực lượng, nhường bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Hỗn trướng, Bắc Nguyên Triệt nổi giận, hắn lúc này mới phát hiện, bọn họ những người này vẫn là quá nhỏ dò xét Tiêu Phàm. Hiện tại có vẻ như không có người nào có thể cứu ngươi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, liếm liếm bờ môi, lộ ra một vòng tà tà tiếu dung. Cái này tiếu dung, tại Bắc Nguyên Triệt trong mắt, lại là ma quỷ tiếu dung, âm trầm đến cực điểm. Danh con, lần này giết không chết ngươi, có thể không có nghĩa là lần sau. Bắc Nguyên Triệt nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Mục Tinh Thần bọn họ bị nhốt, Kim Diễm Cốc hai đại cổ thần cảnh cường giả bị cuốn lấy, hắn hiện tại bị thương nặng, đừng nói giết chết Tiêu Phàm, liền là tự vệ đều là vấn đề. Thả ra một câu ngoan thoại, Bắc Nguyên Triệt liền nghĩ chạy trốn, bất quá lời còn chưa dứt, hắn thanh âm liền két két mà dừng, chỉ thấy một cái bàn tay gắt gao dắt lấy hắn cổ, đem hắn thân thể dở lên. Trích tinh thủ, làm Bắc Nguyên Triệt lấy lại tinh thần thời khắc, một đạo băng lãnh thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Lại là Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, một cái phát sáng bàn tay gắt gao bấm hắn cổ. Tê đám người hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn xem không trung. Chỉ thấy Tiêu Phàm một cái tay dẫn theo Bắc Nguyên Triệt cổ, quanh thân áo bào cổ động, thần lực mãnh liệt, giống như một tôn cái thế thần ma, thần uy trùng thiên. Đường đường cổ thần cảnh cường giả, lại bị một cái thiên thần cảnh như sách con gà đồng dạng sách tại trong tay, cái này phong cách vẽ hình như là trái lại. Nhưng mà, tiếp xuống một màn, làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc, càng thêm rung động. Răng rác, một tiếng vang giòn, Bắc Nguyên Triệt cổ tức khắc bị sinh sinh vặn xuống tới, một đạo kiếm chỉ chui vào hắn mi tâm bên trong, sau đó trên cổ một cột máu phun ra ngoài. A, ngay sau đó, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại là nhìn thấy Bắc Nguyên Triệt mi tâm, một cái tiểu nhân muốn tránh thoát mà ra, nhưng vô luận như thế nào đều làm không được. Danh con, người tại ta trên người làm cái gì tay chân? Bắc Nguyên Triệt gào thét, thanh âm bên trong, nhiều hơn là tràn đầy kinh khủng. Hắn thế nhưng là cổ thần cảnh A, lại bị một cái thiên thần cảnh tiểu tử hủy nhục thân, cái này khiến hắn không cách nào tiếp nhận. Nhục thân hủy cũng liền bình thường, nhưng hắn thậm chí ngay cả linh hồn đều đào thoát không được, Tiêu Phàm chiêu này, nhường hắn biến vô cùng bắt đầu sợ hãi. Nếu muốn giết ngươi, vậy sẽ phải giết đến gọn gàng, thần hồn câu diệt. Tiêu Phàm con người băng lãnh vô cùng, khinh thường nói, ngươi không phải nói dễ như trở bàn tay liền có thể giết chết ta sao? Liền dạng này thực lực, nếu muốn giết, liền muốn giết đến gọn gàng, thần hồn câu diệt. Ngông cuồng lời nói quanh quẩn tại hư không, nghe nói như thế, rất nhiều người không khỏi sợ run cả người, cho dù nơi xa Mộc Tinh Thần bọn họ cũng không ngoại lệ. Giờ phút này Tiêu Phàm, bá khí vô biên. Rõ ràng bọn họ mới là cổ thần cảnh, rõ ràng bọn họ mới có thể quan sát chúng sinh, nhưng là giờ phút này, bọn họ cảm giác mình là cỡ nào bất lực, liền cùng Tiêu Phàm tranh đoạt dũng khí đều không có. Thua thiệt bọn họ còn nghĩ đến đệ nhất thành tìm phiền toái, đến lúc đó Tiêu Phàm một hạ mã uy, sau đó thuận tiện diệt đệ nhất thành. Có thể hiện tại, bọn họ rốt cục biết rõ bản thân cỡ nào buồn cười. Hủy diệt đệ nhất thành. Chí ít dựa vào bọn họ những người này thế lực, có vẻ như còn chưa đủ. Ngươi còn có di ngôn gì sao? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem trong tay Bắc Nguyên Triệt. Di ngôn, Bắc Nguyên Triệt con ngươi run rẩy kịch liệt, chẳng lẽ tiểu tử này thật dám giết bản thân?
ngươi không thể giết ta. Bắc Nguyên Triệt linh hồn kinh khủng dùng hết toàn lực phun ra một câu. Không thể giết ngươi, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn trong từ điển nhưng không có người nào không thể giết, Phàm là muốn giết hắn, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không nhân từ. Cái thế giới này, đối địch nhân không cần nhân từ. Lần trước đối mặt Dạ Cửu Thiên, Tiêu Phàm nguyên bản có thể tùy tiện giết chết hắn, nhưng hắn không có, liền là bởi vì hắn xem ở Dạ Cửu Thiên dù sao cũng là bọn họ Tiêu gia tiên tổ phân thượng, nhân từ thỏa mãn cùng hắn thống khoái một trận chiến. Nhưng là về sau Tiêu Phàm mới phát hiện, bản thân nhân từ là cỡ nào buồn cười, kém chút nhường Bác lão tử vong. Bác lão cũng khuyên bảo hắn, đến thái cổ thần giới, cái kia tâm tính có thể không được. Sự thật chứng minh, Bác lão là chính xác, những người này, không cho bọn họ sợ bản thân, đều sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đến phiền phức. Tiêu Phàm không sợ phiền phức, nhưng là không thích thời khắc bị người nhớ thương. Ta, nhi tử ta là Bác Nguyên Cuồng Đao, U Vân Phủ. Bác Nguyên Triệt kêu to, Tiêu Phàm cái kia băng lạnh ánh mắt nhường hắn thời khắc cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bất quá, hắn lời nói vẫn như cũ còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Phàm một đạo kiếm chỉ diệt sát, bị phong ấn linh hồn cùng nhục thân Bác Nguyên Triệt, đường đường cổ thần cảnh cường giả, liền dạng này một mệnh ô hô. Chết rồi, hắn giết Bác Nguyên Triệt, Bác Nguyên Triệt nhi tử hình như là Bác Nguyên Cuồng Đao A, lần trước nghe nói bị U Vân Phủ chọn chúng. Tham gia lần này thiên thần bảng tranh đoạt tái, một thân thực lực, so với hắn phụ thân còn muốn cường đại. Ta đây cũng nghe nói, giống như Bác Nguyên Cuồng Đao thiên phú rất mạnh, còn bị U Vân Phủ một vị trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, bây giờ đang ở vì thiên thần bảng tranh đoạt tái làm cuối cùng chuẩn bị. Thần hồn câu diệt, cái này thù giết cha, có thể không đội trời chung A. Đám người hít một hơi lạnh nhìn xem không chung Bác Nguyên Triệt không đầu thi thể, sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Không khỏi kinh hãi, Bác Nguyên Triệt thế nhưng là tam lưu thế lực chi chủ, vậy mà liền dạng này bị giết chết. Rất nhiều người không dám tin tưởng dụi dụi con mắt, còn coi là mắt mình hoa, khó có thể tiếp nhận cái này sự thật. Tông chủ, Kim Diễm Cốc hai đại cổ thần cảnh cường giả kêu to, con người run rẩy kịch liệt. Đi, trong đó một cái hét lớn một tiếng, một kiếm đẩy lui Phệ Hồn, sau đó hai người cực tốc hướng về chân trời lao đi, Bác Nguyên Triệt đều đã chết. Bọn họ nếu lưu ở nơi này, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hừ, Phệ Hồn hừ lạnh một tiếng, cũng không có đuổi theo, cổ thần cảnh nếu như có lòng muốn trốn, đồng giai tu vi, muốn giết chết bọn họ cơ hồ là không thể nào. Phía dưới, Mộc Tinh Thần, U Tuyền cùng Lôi Bá ba người cũng rầm rầm nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thành chủ thần uy, thành chủ cái thế vô địch. Đệ nhất thành tu sĩ hồi lâu mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến lại là dạng này kết quả. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tại đệ nhất thành tất cả mọi người trong lòng địa vị, nhảy lên tới một cái đáng sợ cấp độ, dù là Tiêu Phàm chỉ là thiên thần cảnh, bọn họ cũng không dám có bất luận cái gì khinh thị. Một cái có thể giết chết cổ thần cảnh người, há lại bọn họ những người này có tư cách khinh thị. Hắn giết Bác Nguyên Triệt. Đệ nhất thành một cái nào đó ngọn núi trong rừng, Thanh Dạ Vũ trợn to đôi mắt đẹp, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không chung. Chênh lệch một cái đại cảnh giới, hai cái tiểu cảnh giới giết người, cho dù là ta, cũng chưa hẳn có thể làm được hắn tốt như vậy, người này xác thực không đơn giản. Thanh Minh hít sâu một cái, đối Tiêu Phàm cái nhìn lần nữa phát sinh biến hóa. Ca, ta liền nói hắn rất lợi hại, lần này ngươi tin sao? Thanh Dạ Vũ khá là kích động nói, tựa như lấy được Thanh Minh thừa nhận là chính hắn một dạng. Đi thôi, chúng ta cũng nên ra mặt. Thanh Minh nhàn nhạt gật gật đầu, đột nhiên đạp không mà lên. Tại tử vong trước mặt, cổ thần cảnh có vẻ như cùng phàm nhân không khác. Không chung phía trên, Tiêu Phàm nhìn xem Bác Nguyên Triệt thi thể, như có điều suy nghĩ khẽ nói lấy. Tiêu Phàm phát hiện, cổ thần cảnh cùng người bình thường so sánh, cũng liền thực lực cường đại một chút. Tuổi thọ kéo dài một chút, nhưng khi đối mặt tử vong thời điểm, cùng người bình thường căn bản không có cái gì khác nhau. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, Bác Nguyên Triệt thi thể đột nhiên bị phá tan thành từng mảnh, ngoại trừ một khỏa thần cách bên ngoài, cái gì đều không lưu lại. Giết chết một cái cổ thần cảnh, Tiêu Phàm cũng không có quá mức kích động, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Tự ý nào đó đi lên nói. Đây là Tiêu Phàm chính diện giao phong giết chết cái thứ nhất cổ thần cảnh cường giả,
nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Thiên thần cảnh đỉnh phong, còn kém một chút xíu. Tiêu Phàm hít sâu một cái, giương tay vồ một cái viên kia thần cách bỗng nhiên biến mất, tiến nhập hắn thần cung bên trong. Tiêu Phàm trong lòng cũng mười phần im lặng, nguyên bản hắn coi là bản thân lần này nhất định có thể đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, sau đó giết chết Bắc Nguyên Triệt, có thể sự thật chứng minh, hắn vẫn là quá coi thường bản thân thực lực, cho dù tại thiên thần cảnh hậu kỳ, hắn cũng đồng dạng làm được. Mà đồng dạng, muốn đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Luyện hóa một quả này cổ thần thần cách, hẳn là cũng có thể đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong đi. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, sau đó ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng phía dưới quảng trường vị trí. Mộc Tinh Thần, U Tuyền cùng Lôi Bá Tam Đại Thế Lực Chủ nhìn thấy Tiêu Phàm trông lại, không biết tại sao, toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong lòng có chút rét run. Vẻn vẹn một cái ánh mắt, liền đem mấy người dọa cho phát sợ. Giờ phút này Tiêu Phàm, tại tất cả mọi người trong mắt, giống như tiên thần lâm thế, cho người nhấc lên không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Hô một tiếng, Tiêu Phàm lách mình đi tới quảng trường trên không, thu hồi trên người sát khí, lăng lệ con ngươi nhìn về phía dưới trận pháp bên trong người, khoát tay áo. Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim ba người nhìn thấy, nhìn nhau, triệt hồi trận pháp. Trong lúc nhất thời, tam đại thế lực người nhất thời bại lộ đi ra, bất quá, bọn họ đều không có động thủ ý tứ, thật sự là Tiêu Phàm giết chết Bắc Nguyên Triệt một màn triệt để khiếp sợ đến bọn họ. Nếu như Tiêu Phàm hữu tâm muốn châm đối bọn họ cái nào mà nói, cho dù bọn họ có chỗ an bài, nhưng là tuyệt đối chịu không nổi. Ba vị, là lưu lại xem lễ, vẫn là rời đi, xin cứ tự nhiên a. Tiêu Phàm nhìn thấy ba người do dự bộ dáng, khoát tay áo nói. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ở chủ tọa phía trên, hất lên áo bào ngồi xuống, giống như chúa tể đồng dạng, nhàn nhạt liếc nhìn lấy toàn trường. Những cái kia bất nhập lưu thế lực tu sĩ giờ phút này nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, cũng không còn bất luận cái gì tìm phiền toái ý tứ. Nói đùa cái gì, đệ nhất thành có thể liền cổ thần cảnh đều có thể chém giết, bọn họ những cái này thiên thần cảnh, lại có thể tại đệ nhất thành thành chủ trước mặt phách lối đây. Mộc Tinh Thần, U Tuyền cùng Lôi Bá ba người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu thành chủ. Rơi nào đó còn có chút chuyện quan trọng, liền tại chỗ cáo lui, chúc đệ nhất thành vĩnh thế hưng thịnh. Mộc Tinh Thần cái thứ nhất mở miệng nói. Chúng ta cũng vậy, quấy rầy Tiêu thành chủ, U Tuyền chắp tay một cái nói. Cáo từ, Lôi Bá ngược lại là rất thẳng thắn, trực tiếp hất lên áo bào, liền quay người rời đi. Bọn họ cũng không phải chân thành chúc mừng, cho dù tặng quà cũng là rác rưởi, chỗ nào còn có ra mặt lưu lại. Coi như lưu lại đó cũng là tìm đệ nhất thành phiền phức, có thể hiện tại dùng giết chết Bắc Nguyên Triệt hành động nói cho bọn họ, đệ nhất thành cũng không phải dễ khi dễ. Nếu không diệt được đệ nhất thành, bọn họ dứt khoát cũng sẽ không lưu lại. U Vân Phủ, Thanh Minh, Thanh Giả Vũ đến, đưa lên Bắc Minh lưu ly quả ba cái, chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui. Cũng ngay tại tam đại thế lực chi chủ quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, một tiếng hét to đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Thanh Minh, chẳng lẽ là U Vân Phủ trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài Thanh Minh công tử? Không thể nào, vị kia làm sao sẽ tự mình đến này đâu? Hẳn là, Thanh Minh ta chưa thấy qua, nhưng Thanh Giả Vũ tiên tử mấy ngày trước lại tới qua, cái này không có sai. Hơn nữa, cái kia Bắc Minh lưu ly quả, nghe nói có thể cường hóa cổ thần cảnh nhục thân, bậc này vật chân quý, cũng chỉ có Thanh Minh công tử mới có thể cầm ra được. Thanh Minh cùng Thanh Giả Vũ đến, chẳng phải là U Vân Phủ thừa nhận đệ nhất thành địa vị. Cái kia Kim Diễm Cốc, Lạc Thần các những cái này thế lực tìm đệ nhất thành phiền phức, chẳng phải là một cái cười nhạo. Bắc Nguyên Triệt đoán chừng là chết vô ích, thực sự là đáng tiếc. Hắn chết, đoán chừng Kim Diễm Cốc cũng sẽ chậm rãi sa sút. Đám người kinh ngạc nhìn xem quảng trường nhập khẩu vị trí, nơi đó có mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cầm đầu hai người trên người. Nam tự nhiên liền là Thanh Minh, hắn mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm, tựa như sớm đã thành thói quen vạn chúng chú mục ánh mắt, nhìn không chớp mắt, nhàn nhạt nhìn xem cao đài chủ chỗ ngồi Tiêu Phàm. Thanh Giả Vũ mang theo mạng che mặt, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng cái kia con mắt lại tựa như biết nói chuyện đồng dạng, linh động mê người. Công tử,
là Thanh Minh công tử. Đài cao phía trên, Hàn Lê trợn to hai mắt, một mặt không thể tin nhìn xem người tới. Tiêu Phàm ngẩng đầu lườm Hàn Lê liếc mắt, tựa như lại nói, Thanh Minh công tử không phải người sao, có tất yếu kích động như vậy sao? Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim ba cái cũng lẳng lặng đứng tại đó, thần sắc bất phi sở động, bất quá bọn họ trong lòng lại là đều có tâm tư. Quảng trường bên trên, đám người tự động nhường ra một con đường, tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ ánh mắt đều tràn đầy sùng bái và kính sợ. Tại đại bộ phận trong lòng, đây chính là thần người bình thường vật, cơ hồ không thể xem gần. Mộc Tinh Thần, U Tuyển cùng Lôi Bá nguyên bản chuẩn bị mang theo tam đại thế lực người rời đi, có thể nghe được Thanh Minh hai chữ, bọn họ thần sắc bỗng nghiêm một chút, vẻ kinh hãi lộ rõ trên mặt. Nhất là người thị giả kia hét lớn câu nói kia, càng là đem ba người dọa cho phát sợ, Thanh Minh tự mình đến nơi này, là vì ăn mừng đệ nhất thành xây thành trì. Hơn nữa, còn đưa tới ba cái Bắc Minh lưu ly quả bậc này đại lễ, lại nghĩ tới bản thân đưa lên cửu phẩm hồn binh, một mai trung phẩm thần thạch dạng này rác rưởi hạ lễ, ba người cũng có chút tê cả ra đầu. Coi như bọn họ muốn nhục nhã đệ nhất thành, vậy cũng phải xem người a, bây giờ Thanh Minh đều tự mình đến chúc. Nếu là biết rõ bọn họ đưa tới những cái này đồ vật, đoán chừng bọn họ tam đại thế lực đều muốn nổi danh. Nổi danh còn tốt, một phần vạn nhắm chúng Thanh Minh nổi giận, vậy coi như thật xong, đến lúc đó không cần Thanh Minh xuất thủ, cũng sẽ có bó lớn người hủy diệt bọn họ. Nhanh đi chuẩn bị một phần hậu lễ, Mộc Tinh Thần hít sâu một cái, nhìn về phía bên cạnh một cái tu sĩ nói. Được rồi, hiện tại thời gian không nhiều lắm, chưa kịp cái kia tu sĩ rời đi. Hắn lại bắt lấy người kia bả vai, mở ra bàn tay, lòng bàn tay thế mà xuất hiện một mai kim sắc hạt châu, nói, đem vật này đưa qua. Cái này, cái kia thiên thần cảnh tu sĩ trợn to hai mắt, một mặt bất khả tư nghị nói, các chủ, đây chính là người yêu mến nhất hỏa thánh châu a. Đưa qua, Mộc Tinh Thần khẽ cắn môi, trong mắt có một tia không đành lòng, nhưng hắn vẫn là mười phần kiên quyết nói. Cho ta cũng đem cái này U Nguyên thần quả đưa qua xem như lễ mọn. U Tuyền cũng không chút do dự lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho bên cạnh hạ nhân. May mà ta cái này cũng có hai mai thiên nguyên thần lôi thạch. Lôi Bá khẽ cắn môi, ra vẻ buông lỏng nói, đem một cái bạch sắc hộp ngọc đưa cho một cái Phong Lôi Các hạ nhân. Tam đại thế lực tu sĩ sớm cũng đã nhìn trợn tròn mắt, vô luận là cái kia hỏa thánh châu, vẫn là U Nguyên quả, hoặc là thiên nguyên thần lôi thạch, có thể đều là chân quý dị thường đồ vật. Có thể hiện tại, tam đại thế lực chủ nghĩ đều không muốn, không chút do dự lấy ra làm lễ vật, cái này chuyển hướng cũng quá nhanh. Bọn họ chỗ nào biết rõ, tam đại thế lực chủ giờ phút này trong lòng thế nhưng là hối hận không thôi, sớm biết rõ có thể như vậy, liền hẳn là bắt đầu liền lấy ra. Trước đó nếu như lấy ra, lễ vật này thật được xưng tụng là quý giá, nhưng là hiện tại, nhiều nhất cũng chính là bồi tội đồ vật mà thôi, cả hai giá trị hoàn toàn là khác biệt. Bất quá bọn họ cũng không có biện pháp, hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng Tiêu Phàm không được ghi hận bọn họ, bằng không, bọn họ ba người đều muốn chịu không nổi. Lạc Thần Các đưa lên Hỏa Thánh Châu, chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui. Phong Lôi Các đưa lên Thiên Nguyên Thần Lôi Thạch hai mai, chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui. Quỷ Vương Môn đưa lên U Nguyên Quả một mai, chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui. Rất nhanh. Quảng trường bên ngoài lại truyền tới người hầu hét to thanh âm, tất cả mọi người nghe được thanh âm này, toàn bộ đều một mặt mộng bức bộ dáng. Cái kia mấy đại thế lực không phải đến hủy diệt đệ nhất thành a, làm sao bây giờ dĩ nhiên đưa lên chân quý như thế đổ vật, cái này chuyển hướng cũng quá nhanh a. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, lúc này, cái khác một chút bất nhập lưu thế lực, cũng nhao nhao bắt đầu linh hoạt lên. Báo thu danh mục quà tặng người hầu lực lượng đều không giống nhau, thanh âm càng lúc càng lớn, tự tin phi thường. Đệ nhất thành tu sĩ cũng có loại bật hơi nhướng mày cảm giác, bọn họ trong lòng chậm rãi dâng lên một loại kiêu ngạo, lấy bản thân vì đệ nhất thành người mà kiêu ngạo. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Thanh Minh đến mà phát sinh 180 độ chuyển hướng. 12 gặp qua Thanh Minh công tử, Dạ Vũ tiên tử. Làm Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ đi qua ba người bên người thời khắc, Mộc Tinh Thần, U Tuyển cùng Lôi Bá ba người làm một lễ thật sâu, eo đều hoàn thành gần 90 độ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng mà, Thanh Minh lại là nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt, tiếp tục hướng về phía trước đi đến,
hắn trong con ngươi, chỉ có Tiêu Phàm, trên người phát ra một cỗ như có như không chiến ý. Tiêu Phàm vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở đó, tựa như đã sớm đoán được tất cả những thứ này một dạng. Hắn trong lòng âm thầm trầm ngâm, nếu là ta đệ nhất thành so U Vân Phủ còn cường đại, há lại sẽ nhường một chút nho nhỏ tam lưu thực lực và bất nhập lưu thế lực lăng nhục. Muốn không bị người ức hiếp, liền phải không ngừng mạnh lên. Tại chiến hồn đại lục như thế, đồng dạng, đi tới thái cổ thần giới cũng là như thế. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới thanh minh trên người chiến ý, thần sắc bình tĩnh như thường, giống như giếng cổ đồng dạng, hiện không nổi bất luận cái gì gợn sóng. Tiêu Phàm, ta lại tới. Thanh Dạ Vũ trước tiên mở miệng nói, miệng phun hương lan, giống như thiên lại bàn thanh âm làm cho người tâm thần thư sướng. Người tới đã chậm, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Hắn như thế nào không biết, Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ đã sớm đi tới đệ nhất thành nữa nha, bọn họ trước đó không xuất hiện, không phải là nghĩ kiến thức một cái bản thân thực lực sao. Nếu như hắn không có giết chết Bắc Nguyên Triệt bản sự, đoán chừng Thanh Dạ Vũ cùng Thanh Minh hiện tại cũng không phải là đến chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui. Thậm chí, bọn họ đều khả năng sẽ không xuất hiện, trực tiếp quay đầu liền đi, sẽ không thừa nhận đệ nhất thành địa vị. Cũng chính là bởi vì Tiêu Phàm biết rõ bọn họ đang âm thầm quan sát, cho nên hắn mới như thế cường thế. Tiêu Phàm muốn liền là nhường Thanh Dạ Vũ bọn họ biết rõ, hắn coi như không cần ỷ vào U Vân Phủ, cũng đồng dạng có thể chứng minh đệ nhất thành, nhường đệ nhất thành đặt chân ở này. Thanh Dạ Vũ đôi mắt đẹp lóe lên một cái, không có nói thêm cái gì, nàng tự nhiên nghe được Tiêu Phàm lời nói bên trong ý trách cứ. Từ hôm nay, đệ nhất thành vì U Vân Phủ tam lưu thế lực, thụ U Vân Phủ phù hộ. Thanh Minh hợp thời mở miệng nói, dư quang không khỏi quét Thanh Dạ Vũ liếc mắt, ẩn ẩn phát hiện cái gì. Vậy thì cảm ơn Thanh Minh huynh, Tiêu Phàm mỉm cười, bất quá từ đầu đến cuối đều không có đứng dậy. Thanh Minh nhíu mày, hắn cũng không phải quan tâm những cái này tiểu tiết, Tiêu Phàm có nhường hắn coi trọng tư cách, nhưng là, hắn Thanh Minh dù sao cũng là U Vân Phủ người, phóng tầm mắt U Vân Phủ, người nào không đối với hắn khách khí. Hơn nữa, hắn Thanh Minh cũng là đến chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui, xem như thành chủ, nghĩ đến cũng hẳn là tạ lễ a. Có thể Tiêu Phàm cái này không nhúc nhích là có ý gì? Khiêu khích, ngạo mạn, Thanh Minh trong lúc nhất thời nghĩ không ra Tiêu Phàm là có ý gì, hư không khí phân hơi có chút ngưng trọng lên. Đứng ở Tiêu Phàm sau lưng Hàn Lê, tâm cũng đã thoát lên tới cổ họng, sợ Thanh Minh nổi giận, giận dữ phía dưới liền diệt đệ nhất thành. Lâu ngoại lâu U Vân Phủ phân bộ, đưa lên vạn mai thượng phẩm thần thạch, 5 cái kim long quả, chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui. Cũng đúng lúc này, người hầu hét to tiếng vang lên lần nữa, phá vỡ hư không yên tĩnh. Ngay sau đó, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt. Một vạn mai thượng phẩm thần thạch, 5 cái kim long quả. Phần lễ này, đó cũng không phải là đồng dạng quý giá a, không nói kim long quả, liền là cái kia một vạn mai thượng phẩm thần thạch, đổi thành trung phẩm hồn thạch. Vậy coi như là 100 vạn a. 100 vạn trung phẩm thần thạch, coi như tam lưu thế lực chi chủ, đoán chừng cũng phải gom góp mấy ngày mới có thể lấy ra. Có thể hiện tại, lâu ngoại lâu lại duy nhất một lần đưa 100 vạn trung phẩm thần thạch. Hơn nữa, cái này vẫn chỉ là đầu nhỏ, đầu to thế nhưng là cái kia 5 cái kim long quả, một mai kim long quả liền giá trị không sai biệt lắm 100 vạn trung phẩm thần thạch. Tin đồn. Kim long quả thế nhưng là có thể cường hóa huyết mạch chi lực, thiên kim khó được, có thể nói là có tiền mà không mua được. Mà hiện tại, lâu ngoại lâu lại duy nhất một lần đưa 5 cái, phần lễ này, cho dù so Thanh Minh đều phải lớn tức giận rất nhiều a, hoặc có lẽ là, hoàn toàn không còn cùng một cái cấp độ. Mục Tinh Thần ba người sắc mặt tựa như ăn chết chuột đồng dạng khó chịu, bọn họ cũng không phải quan tâm cái kia đại lễ, mà là nghe được lâu ngoại lâu cái này mấy chữ. Phải biết, lâu ngoại lâu thế nhưng là so U Vân Phủ đều muốn cường đại a, luận nội tình, cho dù 10 cái U Vân Phủ, cũng chưa hẳn có thể cùng lâu ngoại lâu so. Bất quá, Hàn Lê đám người lại là không khỏi nhíu mày, kẻ khác không biết, nhưng bọn họ rõ ràng, lâu ngoại lâu cùng Tu La Điện thế nhưng là có thù a. Trước đó Phó Tam Đao nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn diệt Tiêu Phàm cùng đệ nhất thành, có thể hiện tại, lâu ngoại lâu vậy mà tự mình đến chúc. Tiêu thành chủ, phó mỗ tới chậm, xin thứ tội a.
Không chờ đám người lấy lại tinh thần, Phó Tam Đao tiếng cười to lại là từ đằng xa truyền đến. Phó Tam Đao, ngươi tới làm cái gì? Hàn Lê phẫn nộ nhìn chằm chằm Phó Tam Đao, lập tức một bước tiến lên, đề phòng nhìn xem Phó Tam Đao. Ta tới nơi này, tự nhiên là chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui a. Phó Tam Đao một bộ người quen biết cũ bộ dáng, ánh mắt lại là rơi vào Tiêu Phàm trên người, điểm ấy lễ mọn, còn mời Tiêu thành chủ chớ trách. Phó Tam Đao đến nơi này, tự nhiên là Tiêu Phàm an bài, nếu như Thanh Minh bọn họ không có đến, Tiêu Phàm vốn là chuẩn bị nhường Phó Tam Đao đến trấn trụ toàn trường. Dù sao, lâu ngoại lâu lực lượng, cũng không phải bọn họ những cái này tam lưu thế lực cùng bất nhập lưu thế lực có thể so sánh. Ngươi mà hảo tâm như vậy, Hàn Lê lạnh như băng nhìn chằm chằm Phó Tam Đao. Phó Tam Đao một mặt cười khẽ, trong lòng không còn gì để nói, nếu như không phải Tiêu Phàm khống chế hắn tư tưởng, hắn tự nhiên sẽ không đã trở về. Hàn Lê, ngươi lui sang một bên, tất nhiên Phó Lâu Chủ có thành ý, kia chính là chúng ta đệ nhất thành tôn quý nhất khách nhân. Tiêu Phàm khoát khoát tay, sau đó làm một mời thủ thế, nói, Phó Lâu Chủ, xin mời ngồi. Thanh Minh sắc mặt có chút không tốt thoạt nhìn, bọn họ đến chúc, Tiêu Phàm hờ hững lạnh lẽo, mà Phó Tam Đao đến chúc, cho dù là cửu nhân hắn đều khách khí như thế, cái này tương phản cũng không phải đồng dạng lớn. Thanh Dạ Vũ cũng phát hiện bản thân hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm trong lòng tại làm cái quỷ gì. Vậy thì cảm ơn Tiêu Thành Chủ. Phó Tam Đao chắp tay một cái nói, sau đó đột nhiên kinh ngạc nhìn xem Thanh Minh nói, Thanh Minh công tử cũng đang a, ngài trước hết mời. Không cần, Thanh Minh trong lòng lửa giận nhưng không có dễ dàng như vậy dập tắt, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói, người muốn hứa hẹn U Vân Phủ cũng đã hoàn thành, hy vọng ngươi cũng có thể hoàn chỉnh U Vân Phủ một cái cam kết, ngươi còn có hơn một tháng thời gian. Đó là tự nhiên, đây vốn chính là một trận giao dịch mà thôi, ta sẽ kịp thời chạy tới U Vân Thiên Thành. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Giao dịch, nghe được hai chữ này, Thanh Minh rốt cục hiểu Tiêu Phàm tại sao không cho hắn mặt mũi, trước đó đệ nhất thành nguy nan thời khắc, hắn đều không có xuất thủ, chỉ là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Hiện tại đệ nhất thành cũng đã vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm, như vậy vì sao muốn để ý tới bản thân đâu? Chính như Tiêu Phàm nói, tất cả những thứ này chỉ là một trận giao dịch mà thôi, hắn Thanh Minh có bản thân cao ngạo, đồng dạng, hắn Tiêu Phàm cũng có bản thân căng thẳng và ngông nghênh. Thanh Dạ Vũ đôi mắt đẹp lóe lên một cái, còn chuẩn bị nói cái gì, lại là nhìn thấy Thanh Minh cũng đã đi xa, đành phải hít khẩu khí đi theo Thanh Minh rời đi. Nhìn qua Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ rời đi bóng lưng, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. 13 Thanh Minh mang theo Thanh Dạ Vũ đám người rời đi, Tiêu Phàm cũng không giữ lại, chăm chú nhíu một cái lông mày mà thôi, hắn đối U Vân Phủ hắn có thể không có cảm tình gì. Thanh Minh đến, xác thực xem như hoàn toàn giải quyết đệ nhất thành an nguy, nhưng Tiêu Phàm rõ ràng, tất cả những thứ này còn phải ích với hắn bản thân cường đại thực lực. Nếu như không phải hắn giết chết Bắc Nguyên Triệt, thực lực chiếm được Thanh Minh tán thành, Thanh Minh cũng sẽ không hiện thân, hiện tại chỉ bất quá làm một cái thuận tay nhân tình thôi. Nếu như Thanh Minh sớm một chút xuất hiện, căn bản không biết có nhiều như vậy sự tình phát sinh, cho nên Tiêu Phàm căn bản không nghĩ tới cảm kích hắn. Hàn Lê cùng cái khác tu sĩ kinh ngạc nhìn qua Thanh Minh rời đi, nguyên bản bọn họ coi là Tiêu Phàm nhiệt tình khoản đãi Thanh Minh, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm liền Thanh Minh đều không để ở trong mắt. Mấu chốt nhất là, Thanh Minh mặc dù sinh khí, nhưng cũng không có châm đối Tiêu Phàm, ngược lại nhắc nhở hắn tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Mục tinh thần đám người trợn tròn mắt, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra, Thanh Minh đến nơi này. Không phải cố ý đến chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui a, làm sao cảm giác có chút tranh phong tương đối đâu. Nếu như Thanh Minh không phải cố ý đến chúc mừng Tiêu Phàm lời nói, bản thân tặng lễ chẳng phải là tặng không. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lạnh lùng chừng Tiêu Phàm liếc mắt, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Sau đó, bọn họ hôm nay cũng không dám tìm Tiêu Phàm phiền phức, Thanh Minh đều không đối Tiêu Phàm động thủ. Bọn họ tự nhiên cũng không dám. Huống chi, lâu ngoại lâu có vẻ như cùng Tiêu Phàm đi rất gần, lâu ngoại lâu mặc dù không tham dự thế lực chi tranh, nhưng vậy cũng chỉ là mặt ngoài, vụng trộm có cái gì động tác, người nào lại biết rõ đâu. Chúng ta trước rời đi lại nói, Mục tinh thần băng lãnh phun ra một đạo thanh âm, hiển nhiên, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ.
Tiêu Phàm cười nhạt nhìn xem mấy người rời đi, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, ngạo nghễ nhìn xuống ở đây tất cả mọi người, giống như thần minh một dạng. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tại đệ nhất thành tất cả mọi người trong lòng ấn tượng lần nữa cất cao, biến vô cùng vĩ ngạn, không thể trèo cao. Phó lâu chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Phó Tam Đao trên người, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, liền tựa như lại nhìn một cái lão bằng hữu một dạng. Phó Tam Đao tự nhiên cũng là Tiêu Phàm át chủ bài một trong, hắn đối Phó Ba Đao thi triển chủng ma chi thuật, Tiêu Phàm có thể tùy tiện điều khiển hắn. Nếu như đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, Tiêu Phàm cũng không để ý bại lộ cái này át chủ bài. Hàn Lê đám người cau mày, bọn họ không biết Tiêu Phàm ngày đó cùng Phó Tam Đao nói chuyện cái gì, nhưng rõ ràng hai người cũng đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước bộ dáng. Chỉ là bọn họ không biết, Tiêu Phàm là dựa vào cái gì nhường Phó Tam Đao giữ vững chiến hồn đại lục bí mật này. Tiêu thành chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phó Tam Đao ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, Phó Tam Đao hôm nay thái độ có vẻ như có chút không thích hợp. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng trong đó quan hệ lợi hại, Phó Tam Đao lại nói, Tiêu thành chủ, Phó mỗ có yêu cầu quá đáng, nghĩ tại đệ nhất thành thành lập lâu ngoại lâu phân bộ, hy vọng Tiêu thành chủ có thể đáp ứng. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, hắn nguyên bản nhường Phó Tam Đao 7 ngày đến đệ nhất thành, nhưng hắn không có tới. Xem như vi phạm với Tiêu Phàm mệnh lệnh. Mà hiện tại, Phó Tam Đao vậy mà ngay trước mặt nhiều người như vậy muốn thành lập lâu ngoại lâu phân bộ, sự tình có vẻ như vượt quá hắn khống chế. Ý niệm khẽ động, Tiêu Phàm trong nháy mắt khống chế Phó Tam Đao tư tưởng, gần một chút thời gian ký ức giống như thủy triều tràn vào Tiêu Phàm não hải. Sau một khắc, Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, nhưng hắn kinh ngạc là, Phó Tam Đao linh hồn chỗ sâu, lại có một đạo phong ấn. Cái này phong ấn che lại hắn linh hồn cùng mệnh cách. Cái này rõ ràng là có người cố ý gây nên, chẳng lẽ bản thân khống chế hắn tư tưởng sự tình bại lộ. Khó trách Phó Tam Đao không có sợ hãi, có đạo kia phong ấn tại, Tiêu Phàm nghĩ giết hắn có thể cũng không dễ dàng. Cố ý hoa giá thật lớn tìm người xuất thủ bảo vệ bản thân linh hồn cùng mệnh cách sao? Nhìn đến, chiến hồn đại lục sự tình còn không có bại lộ, nếu không mà nói, hắn hẳn là đã là một cái người chết. Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một sợi tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Phó Tam Đao. Chỉ cần Phó Tam Đao không phải đồ đần, hắn liền sẽ không dễ dàng bại lộ chiến hồn đại lục sự tình, bởi vì cái này đối Phó Tam Đao tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Việc này nếu bại lộ, đoán chừng biết rõ việc này đại năng cường giả, trước tiên nghĩ đến liền là giết người diệt khẩu, đồng dạng, đi tới người ở đây cũng không phải là Phó Tam Đao, mà là giúp hắn phong ấn đại năng nào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, Phó Tam Đao nói như vậy, chỉ là đang uy hiếp hắn mà thôi, chứng minh hắn đã có cùng bản thân chống lại thực lực. Tiêu Phàm muốn giết hắn Phó Tam Đao, cũng không phải là dễ dàng như vậy, hơn nữa, nếu như Tiêu Phàm bước thật chặt, đến lúc đó hắn cũng có thể cá chết lưới rách. Đệ nhất thành đã có vạn bảo các, lâu ngoại lâu liền không cần, đa tạ Phó lâu chủ hảo ý. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, thần sắc khôi phục như thường. Nhìn không ra mảy may dị dạng. Phó Tam Đao nheo mắt, hắn nguyên bản coi là Tiêu Phàm sẽ không chút do dự đáp ứng, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ cự tuyệt hắn ý tứ. TRUENCUATUI VN chẳng lẽ Tiêu Phàm sẽ không sợ bản thân tiết lộ hắn và chiến hồn đại lục bí mật sao? Tiêu Phàm như thế nào không biết Phó Tam Đao ý tứ đây này, hắn nghĩ ở chỗ này thành lập phân bộ. Tương lai nếu như có cơ hội nhường Tiêu Phàm triệt hồi đối với hắn khống chế, Phó Tam Đao tất nhiên sẽ mượn nhờ lâu ngoại lâu đến đối phó hắn Tiêu Phàm. Đừng nói Tiêu Phàm căn bản không sợ hắn Phó Tam Đao bại lộ chiến hồn đại lục bí mật, chính là sợ, cũng sẽ không nhường lâu ngoại lâu cắm dễ đệ nhất thành. Liền U Vân Phủ Tiêu Phàm cũng dám cự tuyệt, huống chi Phó Tam Đao đâu. Những người khác không biết hai người đánh cái gì lời nói sắc bén, không biết vì sao nhìn xem hai người. Cũng đúng lúc này, một đạo áo bào trắng thân ảnh từ một bên đi tới, hướng về phía Phó Tam Đao hơi hơi thi lễ nói, tại hạ vạn bảo các cổ nhược trần, gặp qua Phó lâu chủ, về sau vạn bảo các cùng lâu ngoại lâu đoán chừng sẽ có hợp tác địa phương, mong rằng Phó lâu chủ không tiếc chỉ điểm. Cổ nhược trần trên người phát ra một cỗ như có như không khí tức, mặc dù chỉ là thiên thần cảnh tiền kỳ, thế nhưng phần khí độ,
lại là cho người không thể khinh thị, dù là thái cổ thần giới những cái kia đại gia tộc, cũng chưa hẳn có thể bồi dưỡng được bực này nhân vật. Vạn Bảo Các, cái tên này ngươi thật đúng là dám lấy, ngươi có biết rõ. Phó Tam Đao tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười lạnh nhìn xem Cổ Nhược Trần, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Bất quá, còn chưa nói xong, hắn thanh âm liền im bặt mà dừng, sau đó kinh ngạc nhìn xem Cổ Nhược Trần, ngón tay run rẩy chỉ Cổ Nhược Trần nói, ngươi họ Cổ. Cùng thái võ cổ vực cổ ra có gì liên quan? Cổ Nhược Trần chỉ là cười không nói, mặc dù không có trực tiếp trả lời Phó Tam Đao vấn đề, nhưng là cái kia tiếu dung, lại là nhường Phó Tam Đao cả người phát lạnh. Nguyên bản hắn coi chính mình tìm đại năng che lại bản thân linh hồn cùng mệnh cách, liền có thể cùng Tiêu Phàm khiếu bản. Nhưng hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm đứng sau lưng có thể là Vạn Bảo Các cổ gia, kể từ đó mà nói, vậy hắn còn có cái gì tư cách cùng Tiêu Phàm tranh phong? Vạn Bảo Các cổ gia, cho dù lâu ngoại lâu tổng bộ, vậy cũng xa xa không bằng a, huống chi hắn cái phân bộ này đâu. Hàn Lê, phó lâu chủ dâng trà. Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, Cổ Nhược Trần chiêu này dựa thế chơi đến rượu, về sau Phó Tam Đao còn muốn tính toán bản thân, vậy cũng phải cân nhắc một chút. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, Cổ Nhược Trần cùng thái võ cổ vực cổ gia, quả thật có một chút quan hệ. Chỉ là trước kia hắn cũng không nghĩ đến Vạn Bảo Các tại thái cổ thần giới vậy mà như thế cường đại. Khó trách Vạn Bảo Các có thể mượn nhờ Tu La Vương tộc truyền tống thông đạo đi vào chiến hồn đại lục thiên địa lao ngục, chỉ bằng vào điểm này, cũng đầy đủ chứng minh cổ gia bất phàm. Không cần, Phó Tam Đao khoát khoát tay, hít sâu một cái nhìn xem Tiêu Phàm nói, Tiêu thành chủ, Phó mỗ còn có một chút sự tình phải xử lý, liền tạm thời cáo từ. Mời, Tiêu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu. Trong lòng lại là trầm ngâm, Phó Tam Đao thế nhưng là quả bom hẹn giờ, nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn mới được. Nhìn qua Phó Tam Đao rời đi, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang, tại hắn trong lòng, Phó Tam Đao đã là tất phải giết người. Từng ấy năm tới nay như vậy, Phó Tam Đao còn là cái thứ nhất có thể tránh thoát chủng ma chi thuật khống chế người, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng mười phần bất an. Khác không nói. Chỉ bằng vào Phó Tam Đao biết rõ chiến hồn đại lục cùng thiên mộ thần hoa sự tình, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lão sư nói đúng, ta tâm tính vẫn có đợi tăng lên, sớm biết rõ liền không nên mượn sức hắn đối phó Tiếu Thương Sinh, ngày đó liền hẳn là giết hắn, xong hết mọi chuyện. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng phun ra một câu. Về phần hiện tại, muốn giết Phó Tam Đao, cũng không phải sự tình đơn giản. Dù sao, đã trải qua lần trước sự tình. Phó Tam Đao nhất định sẽ cẩn thận rất nhiều, Tiêu Phàm không có khả năng lần nữa vây giết với hắn. Tiêu Phàm không biết là, cũng đúng lúc này, đám người bên trong có hai đạo thân ảnh, đang lạnh lùng nhìn qua Phó Tam Đao rời đi phương hướng, đáy mắt chỗ sâu giết sạch nở rộ. Hai người nhìn nhau, lập tức lặng yên không một tiếng động biến mất trong đám người, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Theo lấy Bắc Nguyên Triệt tử vong. Những cái kia đến tìm kiếm đệ nhất thành phiền phức bất nhập lưu thế lực, cũng nhao nhao rời đi nơi đây. Bất quá, cũng có một chút bất nhập lưu thế lực lưu lại, bọn họ cuối cùng đều lựa chọn phụ thuộc đệ nhất thành. Đệ nhất thành đã trải qua hôm nay sự tình, cũng coi như là ở U Vân Phủ đứng vững bước chân, chỉ ít trong thời gian ngắn, hẳn không có cái nào không có mắt dám đến tìm đệ nhất thành phiền phức. Tại đại bộ phận tu sĩ nhìn đến, tất cả những thứ này đều là Tiêu Phàm công lao. Tiêu Phàm có thể nói là đệ nhất thành định hải thần châm. Bất quá Tiêu Phàm cũng không phải cho rằng như vậy, đệ nhất thành hiện tại mới chỉ là miễn cưỡng dừng chân cùng mà thôi, cự ly ổn định có thể còn có đường rất dài muốn đi. Trước mắt liền có một đạo khảm hắn cần vượt qua, kia chính là thay U Vân Phủ tranh đoạt thiên thần bảng tranh đoạt tái ba hạng đầu. Nếu như thất bại, đoán chừng không cần bốn phía thực lực động thủ, U Vân Phủ liền sẽ trước tiên diệt đệ nhất thành. Thực lực, Tiêu Phàm trong lòng gào thét, bây giờ Tu La Điện còn không có đầy đủ thực lực, nếu không mà nói, chỗ nào cần với ai bàn điều kiện. Dám uy hiếp bản thân, trực tiếp một bàn tay chụp chết là được. Về phần như thế nào tăng cường đệ nhất thành thực lực, mấu chốt nhất vẫn là tăng cường Tu La Điện lực lượng, đệ nhất thành đối ngoại chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Ngày đó, Tiêu Phàm mời tứ phương thế lực sau đó, liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Cái này mặt ngoài quang hoa hắn cũng không có hứng thú, việc cấp bách, hắn là nghĩ đến như thế nào vững chắc đệ nhất thành.
Còn thừa lại hơn một tháng thời gian, Tiêu Phàm liền muốn tiến về U Vân Phủ, đến lúc đó, nhất định phải có người tỏa trấn đệ nhất thành, bằng vào phệ hồn cùng Hàn Lê hai cái này thiên thần cảnh còn không đủ. Đêm đó, Tiêu Phàm đang suy nghĩ như thế nào tăng lên đệ nhất thành thực lực, đột nhiên, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, sau đó bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại tiểu thiên địa một tòa phủ đệ bên trong. Tiêu Phàm kiện bộ như phi, nhanh chóng hướng tiểu viện chỗ sâu đi đến, còn không có tới gần, một cỗ vô cùng cuồng bá lực lượng liền từ nơi xa mãnh liệt mà tới. Ngay sau đó, từng đạo lôi đình chi lực xông thẳng chân trời, lôi xé hư không, lực lượng cuồng bạo dường như muốn đem phiến thiên địa này hủy diệt một dạng. Đám người toàn bộ đều kinh hãi nhìn xem không trung, lại là nhìn thấy, một cái bạch bào thanh niên đứng lơ lửng trên không. Hơi có vẻ mập mạp thân thể đắm chìm trong đầy trời lôi điện bên trong, mặc cho lôi điện tẩy lễ. Xa xa nhìn lại, bạch bào thanh niên giống hệt một tôn lôi thân lâm thế, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nhị ca, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem không trung, trên mặt hiện ra một nụ cười. Không sai, cái kia bạch bào thanh niên không phải kẻ khác, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu, lần trước bị Minh Yểm gây thương tích, cũng đã hôn mê hơn mấy tháng, bây giờ rốt cục tỉnh lại. Hơn nữa, hắn không chỉ là tỉnh lại, tu vi cùng khí thế cũng đang không ngừng kéo lên, hiện tại liền đã đạt đến thiên thần cảnh tiền kỳ, thậm chí hoàn toàn không có đình chỉ xu thế. Lôi nguyên dịch thấy hiệu quả, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn lên lần độ thần lôi kiếp, chiếm được một oa lôi nguyên dịch, cái này đối với lĩnh ngộ lôi điện áo nghĩa bàn tử tới nói, có thể bức thần đan còn chân quý hơn. Chính là bởi vì những cái này lôi nguyên dịch, bàn tử huyết mạch thuế biến mới có thể nhanh như vậy, hơn nữa tu vi cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Lôi nguyên dịch, đây chính là vô lượng thần lôi kiếp mới có thể sinh ra, hắn giá trị, cho dù không bằng thiên mộ thần hoa, đoán chừng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Mà Nam Cung Tiêu Tiêu một người, liền hấp thu gần một nửa, nếu như một nửa lôi nguyên dịch đều không thể để cho hắn khôi phục, vậy liền quá phí của trời. Tiêu Phàm cũng chính là bởi vì đem tất cả lôi nguyên dịch Nam Cung Tiêu Tiêu chuẩn bị, chính hắn lại không có lợi dụng, cho nên tu vi vẫn như cũ dừng lại ở thiên thần cảnh hậu kỳ. Bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu tỉnh lại, còn lại một nửa lôi nguyên dịch, Tiêu Phàm cũng có thể làm càn sử dụng. Thiên thần cảnh đỉnh phong, sẽ không còn xa, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng. Đột nhiên, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, tại hắn sau lưng, đột nhiên lại xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba người không phải kẻ khác, chính là Lăng Phong, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất. Nhị bàn tỉnh, nhị ca, Lăng Phong ba người kích động dị thường, bọn họ là phát ra từ nội tâm vì Nam Cung Tiêu Tiêu cảm thấy khai tâm, những ngày qua, bọn họ có thể một mực chờ lấy Nam Cung Tiêu Tiêu thức tỉnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bị lôi điện chi lực bao phủ, hư vô chi lực bắn ra bốn phía, phiến thiên địa này, cũng đã tiếp nhận không được hắn uy áp. Thiên thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu huyết mạch thuế biến sau đó, tu vi cùng thực lực đều sẽ tăng vọt, nhưng chân chính nhìn thấy, Tiêu Phàm vẫn là khó có thể ức chế kích động trong lòng. Lôi đình chi lực mãnh liệt tứ phương, phiến thiên địa này đều lộ ra ảm đạm phai mờ, chỉ có cái kia lôi đình bên trong một người, mới là giữa thiên địa chân chính duy nhất. Phía dưới đám người sớm đã thấy choáng mắt, uy thế như thế. Bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thiên thần cảnh hậu kỳ, thật lâu, Tiêu Phàm lại phun ra một câu, trên mặt cũng khó che đậy chấn kinh chi sắc. Lăng Phong bọn họ mặc dù xác thực vì Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cảm thấy khai tâm, nhưng ba người trong mắt lại lóe qua vẻ ảm đạm. Bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ, bọn họ lại chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ mà thôi, theo lấy thời gian đưa đẩy, huynh đệ bọn họ ở giữa cự ly cũng càng lúc càng lớn. Tiêu Phàm vừa lúc bắt được điểm này, trong lòng hơi hơi trầm xuống, những ngày qua một mực vì Tu La Điện sự tình bận rộn, lại là thiếu hòa huynh đệ mấy cái tụ cùng một chỗ. Đã từng tu vi tương đương, mọi người có thể sóng vai tác chiến, bây giờ tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn, chiến lực cũng không thể so sánh nổi, đừng nói sóng vai tác chiến, Lăng Phong bọn họ xuất thủ số lần đều hết sức có hạn. Lão Tam, ta có một việc nghĩ thương lượng với ngươi một cái. Lúc này Lăng Phong đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Lão đại, chuyện gì? Tiêu Phàm trong lòng có loại bất an, hắn luôn cảm giác Lăng Phong bọn họ muốn cách bản thân mà đi.
Lăng Phong hít sâu một cái, nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu nói ta, tiểu thất còn có tiểu kim những ngày qua suy nghĩ rất nhiều, lưu ở nơi này, có ngươi che chở chúng ta là sẽ không trưởng thành, cùng ngươi cùng lão nhị chỉ có thể chênh lệch càng lúc càng lớn, cho nên. Tiêu Phàm trong lòng một cái lộp bộp, mặc dù hắn cũng đã đoán được, nhưng nghe đến Lăng Phong chính miệng nói ra, Tiêu Phàm vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Chúng ta quyết định ra ngoài sông sáo. Lăng Phong không đợi Tiêu Phàm mở miệng, lại lần nữa trịnh trọng nói. Lão đại, Tiêu Phàm sắc mặt không phải đẹp mắt, chúng ta mới vừa đến giới này, đối giới này cũng không hiểu rõ, ta sợ. Lão Tam, ta biết rõ ngươi hảo ý, ngươi không nghĩ chúng ta phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng tương tự, chúng ta cũng muốn đến giúp ngươi, mà không phải kéo ngươi chân sau. Lăng Phong ngữ khí kiên định lạ thường. Tam ca, ngươi đã từng nói qua. Nhà ấm bên trong đóa hoa là chịu không được gió táp mưa xa, lão đại nói đúng, tam ca ngươi tương lai chắc chắn long đằng cửu thiên, mà chúng ta làm huynh đệ, không nghĩ có thể trở thành ngươi trợ lực, nhưng càng không nghĩ trở thành ngươi vướng víu. Nhìn thấy Tiêu Phàm còn muốn nói cái gì, quan tiểu thất cũng sâu hút khẩu khí, gật gật đầu nói. Tiêu Phàm nhíu mày, cũng không nói lời nào, ánh mắt lại là chuyển hướng Tiểu Kim. Tiểu Kim cúi đầu, không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt đồng dạng. Sau một hồi lâu, hắn mới lấy dũng khí nói, tam ca, ta cũng muốn giúp ngươi, cho nên ta muốn trở nên mạnh hơn, không ngừng mạnh lên. Tiểu Kim lời nói không có cái gì phiến tình, nhưng lại nói đến Tiêu Phàm trong tâm khảm. Vô luận là Lăng Phong, vẫn là quan tiểu thất, hoặc là Tiểu Kim, bọn họ làm ra suy nghĩ, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì bản thân sao? Hiển nhiên không phải, bọn họ sở dĩ mạnh lên, cũng đồng dạng là vì bảo hộ huynh đệ mình. Chính như hắn Tiêu Phàm không nghĩ Lăng Phong bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, thời khắc vì bọn họ suy nghĩ đồng dạng, Lăng Phong mấy người cũng đang dùng khác biệt phương thức vì hắn Tiêu Phàm suy nghĩ. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, bản thân đối đãi huynh đệ, vĩnh viễn đều là đứng ở một cường giả góc độ, muốn đi bảo hộ một chút kẻ yếu. Lại là không biết, huynh đệ mình, cũng đồng dạng khát vọng có thể biến mạnh hơn, tới bảo vệ hắn. Có dạng này huynh đệ. Là hắn số đời tu luyện phúc phận, bản thân còn có cái gì khả cầu đâu. Đi ra khỏi nhà, nhất định muốn cẩn thận, gặp gỡ nguy hiểm, dùng ngọc phù liên hệ. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, hồi lâu mới gật gật đầu nói. Hắn biết rõ, Lăng Phong quyết định sự tình, bình thường là sẽ không cải biến, chính mình nói lại nhiều đều không bất cứ ý nghĩa gì. Đương nhiên, mình nếu là cưỡng ép lưu lại Lăng Phong bọn họ cũng nhất định sẽ đáp ứng. Bất quá như thế trường kỳ xuống dưới, Lăng Phong mấy người trong lòng tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma, đến lúc đó muốn đột phá, liền càng thêm khó khăn, đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Làm huynh đệ, hắn cũng đồng dạng hy vọng Lăng Phong bọn họ có thể mạnh lên, cùng bản thân tổng cộng trèo đỉnh phong. Tiêu Phàm cũng rõ ràng, Lăng Phong bọn họ thiên phú cũng không yếu, chỉ cần kinh lịch một phen ma luyện, về sau khẳng định cũng sẽ đi đến cao hơn độ cao. Cảm ơn ngươi. Lão Tam, Lăng Phong nhếch miệng cười một tiếng, rất có mấy phần kiệt ngạo bất tuần. Nhìn thấy Tiêu Phàm đáp ứng, hắn trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống, hắn nguyên bản còn lo lắng cùng Tiêu Phàm ở giữa lưu lại cái gì khe hở. Vô luận đến đâu, nhớ kỹ ta người huynh đệ này. Tiêu Phàm một quyền nện ở Lăng Phong ngực, chấn động đến Lăng Phong ho khan không thôi. Tam ca, đại ca hiện tại có thể tiếp nhận không được ngươi một kích. Quan tiểu thất nói đùa. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, hắn lúc này mới phát hiện, hiện tại dạng này, mới là huynh đệ bọn họ ở giữa vốn hẳn nên có tình huynh đệ. À giống lúc này, một tiếng quát lớn tiếng từ đằng xa truyền đến, toàn bộ thương khung đều bị một kích này hống vỡ, giống như một đầu hoang cổ lôi thú đang gầm thét, hung uy vô hạn. Tiêu Phàm bọn họ tâm thần trong nháy mắt bị kéo trở về, cỗ kia sóng âm trùng kích chấn bọn họ ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Thiên thần đỉnh phong, Tiêu Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Nói đùa cái gì, liền đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong. Lão tử liều liều chết sống, nhiều lần suýt nữa rất mệnh mới đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ A. Có thể bàn tử ngược lại tốt, một lần huyết mạch thuế biến, trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới. Chẳng lẽ ta thể nội vô tận chiến huyết, còn không bằng bàn tử chiến tộc huyết mạch. Nhị bàn huyết mạch thật mạnh, ta cảm giác ta lực lượng đều bị áp chế. Lăng Phong cũng hít sâu một cái,
trong mắt tràn đầy đối thực lực khát vọng. Ta cũng vậy, linh tộc trưởng lão nói, ta huyết mạch chi lực cũng đã đạt đến cổ huyết cấp độ, vẫn như trước cảm giác xa xa không bằng nhị ca. Quan tiểu thất kinh ngạc nói, không chỉ là huyết mạch, lúc này, tiểu kim đột nhiên lắc lắc đầu nói, nếu như ta đoán không sai, nhị ca có thể là trong truyền thuyết lôi linh chi thể. Tiên thiên thể chất lôi linh chi thể, quan tiểu thất cùng lăng phong quái khiếu. Tiêu phàm ngược lại là 10 phần bình tĩnh, hắn cũng đã sớm đoán được, hơn nữa, hắn ẩn ẩn cũng đã biết Nam Cung Tiêu Tiêu là loại nào lôi linh chi thể. Dù sao, lôi linh chi thể, thế nhưng là có không ít loại, nhưng là, chỉ cần là lôi linh chi thể, tất nhiên là tiên thiên thể chất. Cũng chỉ có tiên thiên thể chất cùng chiến tộc huyết mạch dung hợp, mới có thể sinh ra áp lực khủng bố như thế, mới có thể đem Nam Cung Tiêu Tiêu tu vi trực tiếp đẩy lên thiên thần đỉnh phong. Tiểu Kim có thể nhìn ra Nam Cung Tiêu Tiêu nắm giữ thể chất đặc thù, cũng coi là cực kỳ bất phàm, dù sao chiến hồn đại lục đối thể chất nghiên cứu thế nhưng là cực kỳ khuyết thiếu. Tiểu Kim cũng là bởi vì chiếm được Nguyệt Thần truyền thừa, mới đúng thể chất đặc thù có hiểu biết. Ta có thể khẳng định nhị ca nắm giữ lôi linh chi thể, bất quá lôi linh chi thể có rất nhiều loại, ta không biết nhị ca cụ thể là cái nào một loại. Tiểu Kim lần nữa nói ra, ngữ khí 10 phần chắc chắn. Lão Tam, người biết rõ. Lăng Phong nhìn thấy Tiêu Phàm 10 phần bình tĩnh, nhịn không được hỏi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó ba người truyền cho nhau một đạo thanh âm, Lăng Phong ba người không khỏi trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem không trung Nam Cung Tiêu Tiêu. Giờ phút này, Nam Cung Tiêu Tiêu huyết mạch chi lực đang tại phát sinh cuối cùng thuế biến, toàn thân bạch sắc lôi điện chậm rãi nội liếm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thật lâu, Nam Cung Tiêu Tiêu lúc này mới thu liếm khí thế, bốn phía hư không cũng chậm chậm quy về bình tĩnh, hư vô liệt phùng toàn bộ khép lại. Lão Đại, Lão Tam, Tiểu Ngũ, Tiểu Kim, Nam Cung Tiêu Tiêu quay người nhìn về phía dưới, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Hóa thành một vệt sáng xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn họ trước người. Nhị bàn, người có thể rốt cục tỉnh. Lăng Phong cười một quyền nện ở Nam Cung Tiêu Tiêu trên người. Nhưng mà sau một khắc lại trợn tròn mắt, hắn nắm đấm liền tựa như nện ở lôi điện hải bên trong đồng dạng, đầy trời lôi điện hóa thành lôi đao tuôn hướng hắn nắm đấm, máu tươi bắn tung tóe. Nếu như không phải Lăng Phong phản ứng đầy đủ nhanh, cánh tay này đoán chừng cũng đã phế đi. Lão Đại! Ta bây giờ còn không thể hoàn toàn thu liếm khí thế. Nam Cung Tiêu Tiêu xấu hổ cười một tiếng, không có ý tứ gãi gãi đầu. Ngươi một cái chết bàn tử, dọa ta một hồi. Lăng Phong nổi giận mắng, lập tức lại thở dài một hơi, hiện tại huynh đệ chúng ta mấy cái, ta cái này làm đại ca, ngược lại tu vi là yếu nhất. Lão đại, cái này cũng không giống như ngươi làm người a. Nam Cung Tiêu Tiêu vỗ vỗ Lăng Phong bả vai nói. Tốt. Hôm nay không nói những cái này, huynh đệ ta mấy cái, không say không về. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, đưa tay vung lên, từng vò rượu ngon liền xuất hiện ở tiểu viện bên trong. Không say không về, đám người ôm lấy một cái vò rượu, đẩy ra bùn phong, liền bắt đầu thống khoái uống ửng ực lên. Cũng vừa lúc đó, đệ nhất thành bên ngoài, lại đến rồi mấy cái khách không mời mà đến, bên ngoài thành một tòa chuồn phấn chỉ điểm. Đứng đấy mấy cái bọc lấy áo bảo đen thân ảnh, che khuất cả trương khuôn mặt. Liền là nơi này, cầm đầu một cái hắc bào nhân khàn khàn phun ra một đạo thanh âm, trong hắc bào có hai đạo lợi mang bắn ra mà ra, dường như xem thấu thiên địa đồng dạng, cả tòa đệ nhất thành nhìn một cái không sót gì sau một lát, cầm đầu hắc bào nhân hơi hơi ngoài ý muốn nói a, à, người không thấy. Cửu trưởng lão, có phải hay không nghĩ sai rồi? Một cái khác hắc bào nhân thấp giọng nói. Sẽ không sai, trước đó thời gian, bản trưởng lão cảm nhận được tổ phượng huyết mạch khí tức, mặc dù 10 phần mỏng manh, nhưng loại kia khí tức, cùng tổ phượng trên cành khí tức giống nhau như đúc. Cầm đầu hắc bào nhân ngữ khí 10 phần chắc chắn nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng cũng hoài nghi, lấy hắn thực lực, không nên bắt không đến đầy đủ tổ phượng huyết mạch người. Chẳng lẽ người kia cũng đã rời đi? Cầm đầu hắc bào nhân âm thầm lắc đầu. Hắn linh hồn chi lực đảo qua đệ nhất thành mỗi một tấc nơi hẻo lánh, lại là phát hiện, nắm giữ cái kia tổ phượng huyết mạch khí tức người cũng không hề rời đi đệ nhất thành phạm vi. Cửu trưởng lão, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hắc bào nhân cấp dưới cung kính nói, bọn họ trong lòng cũng 10 phần không bình tĩnh, bọn họ rõ ràng nắm giữ tổ phượng huyết mạch đại biểu cho cái gì.
Cửu trưởng lão sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm bốn phía, thật lâu mới phun ra một chữ, chờ. Tiêu Phàm huynh đệ mấy cái uống say mềm, nhất túy chính là tốt mấy ngày, giữa huynh đệ căn bản cũng không cần có bất luận cái gì cảnh giác. Huống chi, Lăng Phong, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất ba người muốn rời đi, đi lần này, liền không biết bao lâu mới có thể gặp nhau, mấy người tự nhiên là không say không về. Sau ba ngày, Tiêu Phàm bọn họ lúc này mới tỉnh lại, kêu to thống khoái, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, đem đám người đưa ra tiểu thiên địa. Mà giờ phút này, đệ nhất thành bên ngoài núi rừng bên trong, mấy cái kia hắc bảo nhân không có vào thành, một mực tĩnh tọa giữa rừng núi chờ đợi. Cửu trưởng lão, cũng đã ba ngày, một cái hắc bảo nhân hít sâu một cái nói, chờ đợi ba ngày thời gian, bọn họ kiên nhẫn cũng không sai biệt lắm mải lấy hết. Lấy bọn họ thân phận, tới chỗ nào đều sẽ bị người khách khí chiêu đãi, mấy ngày nay vì một cái chưa bao giờ thấy qua người, lại chỉ có thể màn trời chiếu đất, trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Chờ nắm giữ tổ phượng huyết mạch người, ba ngày thời gian rất nhiều sao. Các ngươi nếu không muốn chờ, hiện tại rời đi là được. Cửu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trên người phát ra như có như không khí tức. Không dám, một đám hắc bào nhân lập tức quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Bọn họ trong lòng chỉ là có chút khó chịu mà thôi, tại cửu trưởng lão trước mặt, cũng không dám có bất luận cái gì lỗ mãng, cái này cũng là bởi vì cái này cửu trưởng lão quá dễ nói chuyện. Nếu là đừng trưởng lão, đoán chừng hiện tại đã có mấy người bị mất mạng. Bản trưởng lão biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng tổ phượng nhánh bất cứ lúc nào cũng sẽ khô héo, cần tổ phượng huyết mạch mới có thể kích hoạt, chỉ cần có một chút hy vọng, chúng ta đều không nên từ bỏ. Cửu trưởng lão ngữ khí lạnh như băng nói. Vâng, hắc bào nhân cung kính gật gật đầu, nơi nào còn dám phản kháng. Ân, đột nhiên. Cửu trưởng lão bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đệ nhất thành một cái nào đó phương hướng, còn không có chờ đám người lấy lại tinh thần, hắn cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, đám người không biết vì sao, đưa mắt nhìn nhau. Đệ nhất thành thành chủ phủ, Tiêu Phàm huynh đệ mấy cái từ tiểu thiên địa bên trong rời đi, tâm tình đều có chút ngưng trọng, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí có chút kiềm chế. Lão đại, thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới trước tiên mở miệng nói. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, đột nhiên một vệt sáng ở đám người trước mặt lấp lóe, một cái hắc bào nhân đột ngột xuất hiện ở mấy người trước mặt, không, nói cho đúng, là đứng ở Lăng Phong trước mặt. Theo ta đi, hắc bào nhân ngữ khí bình thản nhìn xem Lăng Phong nói. Ngươi là ai? Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu không chút do dự ngăn khuất Lăng Phong trước mặt, hai người thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ đều là thiên thần cảnh bên trong người nổi bật. Cho dù cổ thần tiền kỳ đều có thể một trận chiến, nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt cái này áo bào đen một dạng. Vẻn vẹn đứng tại đó, cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì khí thế, liền ép tới bọn họ sắc mặt phát xanh. Tiêu Phàm con người kịch liệt run rẩy, hắn mặc dù không biết trước mắt hắc y nhân là cái gì thực lực, nhưng hắc y nhân cỗ kia bàng quan khí tức, Tiêu Phàm chỉ ở số ít mấy cái trên thân người cảm thụ qua. Một cái thần vô tận. Một cái là Lâu Ngạo Thiên. Thần Vương Cảnh, vừa nghĩ tới Thần Vô Tận cùng Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm trong đầu liền toát ra ba chữ, trước mắt hắc bảo nhân lại là Thần Vương Cảnh. Bản thân đám người chỉ là vừa đến Thái Cổ Thần Giới, có vẻ như không có đắc tội Thần Vương Cảnh bậc này tồn tại a. Đột nhiên, Tiêu Phàm tựa như trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, trong lòng kinh ngạc nói, chẳng lẽ liền là trước mắt người này phó tam đao linh hồn cùng mệnh cách hạ phong ấn. Lập tức Tiêu Phàm trong lòng lại âm thầm lắc đầu, cái này hắc bào lão giả thế nhưng là thần vương, phó tam đao còn không có thỉnh cầu thần vương cảnh cường giả tư cách. Hơn nữa, phó tam đao linh hồn không gian đạo kia phong ấn, cũng không có như thế cường đại, nếu như là thần vương cảnh dưới phong ấn, Tiêu Phàm là tuyệt đối dung chuyển không được. Hơn nữa, người này hình như là châm đối Lăng Phong mà đến, nghĩ đến cùng phó tam đao hẳn không có bất kỳ quan hệ gì. Tiền bối. Không biết ta đại ca chuyện gì đắc tội tiền bối. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắc bào nhân lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, ánh mắt ngưng tiếng lấy hậu phương Lăng Phong nói, theo ta đi, ta có thể kích hoạt ngươi thể nội tổ phượng huyết mạch. Tổ phượng huyết mạch, Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày, hắn hiển nhiên còn chưa nghe nói qua cái gì tổ phượng huyết mạch. Đừng nói Nam Cung Tiêu Tiêu, liền là Tiêu Phàm cũng không có nghe nói qua, Lăng Phong truyền âm nói, đại ca. Đừng nghe hắn,
cái gì tổ phượng huyết mạch, hắn đoán chừng là ở nói bậy. Lăng Phong lại là lắc đầu, đẩy ra Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, đi đến phía trước nói, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi huyết mạch chi lực, ngươi là phượng hoàng nhất tộc. Hắc bào nhân quét Tiêu Phàm bọn họ liếc mắt, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, không sai. Phượng hoàng nhất tộc không phải ở phía xa phượng hoàng đế vực sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, phượng hoàng nhất tộc hắn nghe nói qua, chính là thuộc về tương đối cường đại một cái chủng tộc. Thái cổ thần giới, rộng lớn vô biên, tin đồn cùng sở hữu 9 vạn cổ vực, từ yếu đến mạnh có thể chia làm phổ thông cổ vực, vương cấp cổ vực, đế cấp cổ vực các loại. Thiên vũ vực liền chỉ là một cái phổ thông cổ vực mà thôi, cùng phượng hoàng địa vực so sánh, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, phượng hoàng nhất tộc cao ngạo vô cùng, làm sao sẽ hảo tâm như thế, đi kích hoạt một cái ngoại lai giả tổ phượng huyết mạch đâu. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, Lăng Phong trên người 89/10 xác thực nắm giữ cái gì kia tổ phượng huyết mạch, nếu không mà nói, đối phương sẽ không tìm tới cửa. Người biết rõ ngược lại không ít, hắc bào nhân ý vị thâm trường nhìn xem Tiêu Phàm, hắc sắc vành nón bên trong cái kia con mắt, tựa như đao mang đồng dạng, đâm vào Tiêu Phàm toàn thân đau nhức. Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, tại bực này nhân vật trước mặt, hắn cũng đồng dạng không thể không nhịn khí thôn âm thanh, nhưng là, nếu như muốn đem hắn huynh đệ cưỡng ép mang đi, dù là liều mạng cái mạng này, hắn cũng sẽ không tiếc. Ta có thể đi theo ngươi. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói. Lão đại, đại ca, Tiêu Phàm đám người toàn bộ đều sốt ruột vô cùng, cái này hắc bào nhân rõ ràng là không có lòng tốt ha, cái gì kích hoạt tổ phượng huyết mạch, 89/10 là giả. Khác không nói, liền là thái độ này, Tiêu Phàm bọn họ cũng có thể nhìn ra một chút thật giả. Ý ta đã quyết, Lăng Phong khoát khoát tay, hắn như thế nào không biết cái này hắc bào nhân 89/10 là muốn lợi dụng hắn, nhưng là hắn không thể nhìn xem huynh đệ mình chết ha. Bực này nhân vật không hiểu thấu tìm tới cửa, bọn họ chỉ có thể thầm than tự mình xui xẻo, mà Lăng Phong, nhưng cũng có lợi dụng đối phương ý tứ. Hít sâu một cái, Lăng Phong nhìn chăm chú hắc bào nhân cửu trưởng lão nói, ta có thể đi theo ngươi, nhưng ta nếu biết rõ huynh đệ của ta có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta có thể cam đoan, ngươi kỳ vọng sự tình sẽ không thành công. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Hắc bào nhân cửu trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Trên người khí thế bỗng nhiên kịch liệt kéo lên, trong nháy mắt liền giống như một tòa không thể trèo càng cao phong, ép tới mấy người thân thể phát run, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Ngươi có thể xem như là uy hiếp, để ngươi khó chịu mà nói, có thể hiện tại giết ta. Lăng Phong híp híp hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nhân nói, căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Hắc bào nhân nhìn Lăng Phong vài lần, tức khắc ngửa mặt lên trời cười ha hả, hảo tiểu tử. Ngươi rất không tệ, yên tâm, bản trưởng lão không có lấy lớn hiếp nhỏ yêu thích, bằng không, các ngươi cũng sẽ không sống đến hiện tại. Tiêu Phàm mấy người không biết hắc bào nhân lời nói thật giả, nhưng hắn biết rõ, hắc bào nhân lại là không có đối bọn họ động thủ ý tứ, nếu không mà nói, đối phương giết chết bọn họ những người này, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Ngươi tên là gì? Hắc bào nhân cửu trưởng lão lại hỏi. Lăng Phong. Lăng Phong ngữ khí âm trầm nói, hắc bào nhân thái độ biến hóa quá nhanh, Lăng Phong trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không được. Không sai, dám uy hiếp bản trưởng lão, ngươi còn là cái thứ nhất. Cửu trưởng lão hài lòng gật đầu nói, đi thôi, bản trưởng lão đợi ngươi 3 ngày, cũng làm trễ nải không ít thời gian. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, nhìn thấy mấy người muốn rời đi, Tiêu Phàm đột nhiên tiến lên một bước, hít sâu một cái nói. Cửu trưởng lão nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết nói, làm sao, ngươi còn muốn nhớ kỹ bản trưởng lão danh tự, về sau báo thù hay sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tập 106.